Nô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 591. Diệp Thần nếu là phản kháng, liền muốn lọt vào âm dương mệnh luân phản phệ mà chết. Không phản kháng mà nói, liền bị hình thiên chủ một kiếm đâm chết. Tiến thoái lưỡng nan, đây là tử cục. Nhưng, đối mặt tử cục như thế, Diệp Thần lại là không chút nào hoảng, trong lòng chỉ là lắc đầu thở dài. Hắn đã buông tha hình thiên chủ, không nghĩ tới đối phương còn muốn quay đầu chịu chết. Cho là đánh lén như vậy liền có thể giết chết hắn, hơi bị quá mức ngây thơ. Ông, Diệp Thần thân thể vẫn như cũ ngồi xếp bằng bất động, còn tại luyện hóa âm dương mệnh luân, hắn cũng không có quay đầu phản kích, chỉ là trên người hắn, lại vô thanh vô tức phóng xuất ra từng cơn sóng gợn một dạng không gian pháp tắc. Không gian pháp tắc ở trong hư không dạo dực, Diệp Thần cùng hình thiên chủ ở giữa khoảng cách, lập tức bị kéo ra. Sau đó, hình thiên chủ phát hiện một màn kinh khủng, kiếm của hắn đã ám sát đến sau lưng Diệp Thần, khoảng cách Diệp Thần phía sau lưng cũng chỉ có một tấc khoảng cách, chỉ cần hắn mũi kiếm lại hướng phía trước đưa tới, hắn liền có thể xuyên qua Diệp Thần trái tim. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái này một tấc khoảng cách, hắn vô luận như thế nào vào tới trước, như thế nào chạy đột tiến, đều không thể rút ngắn, liền từ đầu đến cuối kém một tấc. Tại Diệp Thần không gian pháp tắc ảnh hưởng dưới, cái này một tấc ở giữa gang tấc khoảng cách, lại tựa như là thiên nhai. Không, hình thiên chủ triệt để luống cuống, hắn không biết chạy hết tốc lực bao lâu, Diệp Thần thân ảnh rõ ràng đang ở trước mắt, hắn lại vẫn luôn ám sát không đến, cái này một tấc khoảng cách, mang cho hắn sau cùng tuyệt vọng, cũng là tối thê lương tuyệt vọng. Diệp Thần đem sau lưng hình thiên chủ, như không có gì, yên tâm luyện hóa âm dương mệnh luân. Không cần đã lâu, Diệp Thần tâm thần, liền triệt để cùng âm dương mệnh luân hòa làm một thể, hắn cảm thấy cái này âm dương mệnh luân, chính là thân thể của mình khí quan một bộ phận. Thu, Diệp Thần tâm niệm khẽ động, thông qua điều khiển âm dương mệnh luân, đem toàn bộ đế rơi vũ trụ, thu vào trong cơ thể mình. Âm dương mệnh luân là đế rơi vũ trụ hạch tâm, cũng là tương tự với chìa khóa hải đăng một dạng tồn tại, chỉ cần trưởng khống đầu này chìa khóa, liền có thể khống chế toàn bộ đế rơi vũ trụ. Vừa mới vẫn là hồ nước thật lớn đế rơi vũ trụ, lập tức liền thành một cái nho nhỏ vòng xoáy, áp xúc vào Diệp Thần trong đan điền đi. Cái này nho nhỏ vòng xoáy, ẩn chứa trong đó đủ để no bạo đỉnh cấp thiên đế năng lượng, cực kỳ khủng bố, Diệp Thần tự nhiên không có khả năng đem thôn phệ, hắn để cho đế rơi vũ trụ lắng đọng đến chính mình trong đan điền đi, đồng thời hấp thu đế rơi vũ trụ tiết ra ngoài ra tản ra một chút xíu linh khí. Cái này một chút xíu linh khí, vô cùng tinh thuần. Diệp Thần hấp thu một cái, ngay tại quanh người hắn trong kinh mạch chảy xuôi, hắn tu vi nhanh chóng đi theo đột phá, liền từ cửu đỉnh cảnh 9 tầng trời sơ giai, đột phá đến tình cảnh 9 tầng trời trung giai. Lần này đột phá, nhìn như chỉ là đột phá một tầng nhỏ, trên thực tế lại là diệu uẩn vô tận, bởi vì đế rơi vũ trụ còn lắng đọng tại Diệp Thần trong đan điền, bên trong linh khí dồi dào cực điểm, Diệp Thần về sau có thể tiếp tục hấp thu, tiếp tục đột phá. Bây giờ hắn nghĩ tấn thăng đến thông thiên cảnh mà nói, đã không cần lại đi tìm những cơ duyên khác, chỉ là dựa vào tiêu hóa đế rơi vũ trụ năng lượng, liền đầy đủ đột phá tấn thăng. Rất tốt, cái này đế rơi vũ trụ, cuối cùng là thuận lợi rơi vào tay ta. Diệp Thần nội tâm phi thường hài lòng, lần này hắc ám xâm lâm hành trình, hắn thu hoạch 10 phần cực lớn, lấy được 6 đuôi năng lượng, lấy được hình chi mảnh vụn, cũng đã nhận được đế rơi vũ trụ, thậm chí còn biết được một chút thế giới chân tướng. Quang minh không phải tốt, u ác tính không phải ác, thái sơ cũng không phải tuyệt đối, âm dương đại đạo mới là cả ngày chi đạo. Chỉ là huyền yêu chết, thương thiên lạc nguyệt sự tình, cũng không có một cái thích đáng kết cục, cũng là để cho Diệp Thần 10 phần tiếc nuối. Nhưng, người sống một đời, không như ý sự tình thường có, huyền yêu dù chết, nhưng sau này còn có phục sinh hắn khả năng. Chỉ cần có thể chế tạo ra sinh tử phong thần bi, hết thảy sinh tử đều có thể nghịch chuyển. Phú tổ huyền yêu, cũng cuối cùng rồi sẽ có phục sinh một ngày. Sinh tử, âm dương, vận mệnh, các loại đại đạo, Diệp Thần cảm ngộ tựa hồ lại thâm nhập một chút, ánh mắt hắn híp lại, quay đầu nhìn về phía hình thiên chủ, triệt bỏ giữa hai người không gian pháp tắc. Chanh, hình thiên chủ một kiếm ám sát tới, đâm vào Diệp Thần trên thân thể, lại phảng phất đâm vào thế gian kiên cố nhất giống như tường đồng vách sắt, căn bản không thể tổn thương Diệp Thần một chút. Bây giờ Diệp Thần luyện hóa đế rơi vũ trụ kết thúc. Lấy lại tinh thần, riêng là điều động một điểm thần giáp mệnh tinh năng lượng, cũng đủ để phòng hộ tự thân, phổ thông thiên đế đều không đả thương được hắn một đầu lông tơ. Bịch, hình thiên chủ gương mặt tái đi, trường kiếm rớt xuống đất. Giết ta đi,
ta muốn cùng Nghiêng Xương chết cùng một chỗ. Hình Thiên Chủ không có cầu xin tha thứ cái gì, hắn biết mình đã không có đường sống, chỉ cầu có thể cùng Lãnh Khuynh Xương hợp táng. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, Lãnh Khuynh Xương còn chưa có chết, hơn nữa nhục thể của ngươi, ta giữ lại hữu dụng, ngươi muốn theo nàng chết cùng một chỗ, sợ là rất không có khả năng. Hình Thiên Chủ ngẩn ngơ, nói, cái gì? Diệp Thần không nói gì thêm, tiện tay thi triển Dạ Hoàng trải qua hắc ám bí pháp, từng sợi hắc ám ế ảnh, từ đại địa bên trên tạo ra, cách mặt đất kéo lên, ngưng tụ ra từng cái màu đen móng vuốt, đem Hình Thiên Chủ thân thể bắt được. Diệp Thiên Đế, ngươi! Hình Thiên Chủ lập tức hoảng sợ, muốn gọi hô thứ gì, nhưng tiếp theo sát, hắc ám đã đem hắn nuốt hết, linh hồn của hắn rất nhanh bị vô biên đêm tối bóng tối thôn phệ, triệt để chết đi. Sụp đổ tiền bối, bộ thân thể này có thể sử dụng sao? Diệp Thần giết chết Hình Thiên Chủ, liền nhiều hơn một bộ Thiên Đế nhục thân, suy nghĩ dùng để an trí sụp đổ chi chủ thần hồn, thực sự lại cực kỳ thích hợp. Sụp đổ chi chủ nhìn thấy Hình Thiên Chủ thi thể, đôi mắt cũng là hơi hơi sáng lên, nhưng cũng có chút lo lắng nói, có thể là có thể, nhưng người này hài cốt chưa lạnh, ta thần hồn không tốt mượn xác trùng sinh. Hắn sợ Hình Thiên Chủ trong thi thể, còn có cái gì lưu lại pháp tắc ba động. Hắn thần hồn nếu là tùy tiện tiến vào chiếm giữ đi vào, sợ rằng sẽ lọt vào cái gì xung kích. Không có việc gì, tiền bối yên tâm, ta từ bên cạnh cân đối chính là. Diệp Thần cười cười, liền đem sụp đổ chi chủ thần hồn, từ luân hồi trong mộ địa phóng xuất ra, đem hắn an trí đến Hình Thiên Chủ trong nhục thân. Tại an trí đồng thời, Diệp Thần đánh ra một cái lẫn nhau chữ, in vào Hình Thiên Chủ nhục thân trên thân, để cho Hình Thiên Chủ nhục thân, cùng sụp đổ chi chủ thần hồn. Giữa lẫn nhau bảo trì cân bằng, tiêu mất hết thảy bài xích. Sụp đổ chi chủ thần hồn, tiến vào chiếm giữ đến Hình Thiên Chủ nhục thân bên trong đi, chỉ cảm thấy bộ dạng này nhục thân, phảng phất chính là thân thể của mình, thần hồn tiến vào chiếm giữ, thế mà không có một chút khó chịu, thoải mái dán vào tới cực điểm. Mộ chủ, người thủ đoạn thật là cao minh. Sụp đổ chi chủ không khỏi tán thưởng, Diệp Thần cái này hỗ tự quyết, quân hành thủ đoạn, quá tinh diệu, hắn hoạt động một chút gân cốt. Chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái, ngày xưa rất nhiều thần thông thuật pháp, bởi vì có nhục thân, cũng có thể thi triển. Ân, sụp đổ tiền bối, người hài lòng liền tốt. Diệp Thần mỉm cười nói. Sụp đổ chi chủ có chút hưng phấn nói, bộ dạng này nhục thân rất thích hợp ta, có nhục thân, ta rất nhiều thủ đoạn đều có thể thi triển, cho ta một tháng thời gian, ta có thể phá vỡ cái kia kén. Diệp Thần chắp tay nói, vậy làm phiền tiền bối. Diệp Thần muốn tìm vận mệnh mệnh cách mà nói, Lãnh Khuynh Xương là nhân vật mấu chốt, chỉ có nàng biết cái kia mệnh cách tung tích manh mối. Lập tức, sụp đổ chi chủ liền trở lại luân hồi trong mộ địa đi, xếp bằng ở cái kia kén lớn bên cạnh, hai tay đánh ra từng sợi sụp đổ khí tức, thẩm thấu đến kén bên trong, một chút từng bước xâm chiếm kén, chỉ cần cho hắn một tháng thời gian, hắn có thể phá kén. Cái kia kén rung động nhẹ nhẹ đứng lên, kén bên trong Lãnh Khuynh Xương, mở mắt, rơi lệ. Nàng đã biết được, đối với nàng lưu luyến si mê trung tình tới cực điểm Hình Thiên Chủ, đã chết ở Diệp Thần trong tay. Thậm chí, ngay cả thi thể đều bị Diệp Thần lợi dụng, trở thành sụp đổ chi chủ nhục thân. Võ đạo thế giới chính là tàn khốc như vậy, nếu là Hình Thiên Chủ chọn rời đi, mà không phải ám toán Diệp Thần, chỉ sợ cũng sẽ không như thế. Luân hồi chi chủ, ta sớm muộn phải giết ngươi. Lãnh Khuynh Xương nội tâm vô cùng phẫn hận, oán độc ý niệm đản sinh ra. Diệp Thần ở bên ngoài, cũng có thể ẩn ẩn bắt được Lãnh Khuynh Xương hận ý cùng sát nghiệp. Đều là của ta tù nhân, còn nghĩ dẫy dụa sao? Diệp Thần lắc đầu, Lãnh Khuynh Xương muốn lật bàn, trừ phi Hồn Thiên Đế tự mình xuất thủ cứu nàng, hay là vị kia trụ thần, bàn tơ lão tổ buông xuống, bằng không mà nói, nàng không có khả năng từ Diệp Thần thủ hạ đào thoát. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, không đi quản nữa Lãnh Khuynh Xương, truyền ra ý chí, nếm thử cùng kỳ tưởng nhớ rõ ràng câu thông. Tưởng nhớ rõ ràng, có thể nghe được ta lời nói sao? Ý chí hắn phát ra sau đó không lâu, liền có một đạo giọng nữ đáp lại, Diệp Thần, là ngươi. Chính là kỳ tư song âm thanh. Ân, là ta, tưởng nhớ rõ ràng, ngươi đang tìm kiếm vận mệnh mệnh cách. Diệp Thần hỏi, kỳ tư dọn đường, đúng vậy à, nếu có thể nhận được vận mệnh mệnh cách, ta trở thành chân chính vận mệnh nữ thần, thực lực của ta, liền có thể so với ngươi vai. Diệp Thần tiến bộ quá nhanh, kỳ tưởng nhớ rõ ràng cũng là tính cách không chịu thua, cũng nghĩ đuổi kịp Diệp Thần bước chân. Chỉ dựa vào phổ thông cơ duyên, nàng tiếp qua vạn năm cũng không khả năng đuổi kịp Diệp Thần, duy nhất trông cậy vào, chính là nhận được vận mệnh mệnh cách,
chấp trưởng chân chính vận mệnh chi đạo, một bước lên trời, mới có thể cùng Diệp Thần so sánh. Nhưng muốn trưởng khống vận mệnh mệnh cách, vô cùng gian khổ, trước kia liền bàn tơ lão tổ chính mình, cũng sống sinh sinh bị vận mệnh sợi tơ ghìm chết. Nhưng bất kể như thế nào, Kỳ Tưởng nhớ rõ ràng cũng sẽ không buông vứt bỏ, trước tiên tìm được vận mệnh mệnh cách lại nói. Diệp Thần nói, trước tiên không cần tìm kiếm, ta có đầu mối, ngươi đi Mỹ Thần Cung chờ ta, đại khái một tháng sau, ta và ngươi cùng đi tìm kiếm cái kia vận mệnh. Diệp Thần đem chính mình bắt được Lãnh Khuynh Xương sự tình, đơn giản cùng Kỳ Tưởng nhớ rõ ràng nói một lần. Vận mệnh quá mức mờ mịt, vận mệnh mệnh cách đến cùng ở nơi nào, ai cũng không biết, chỉ có Lãnh Khuynh Xương biết. Kỳ Tưởng nhớ rõ ràng chẳng có mục đích tìm kiếm, vẫn là quá nguy hiểm, bây giờ Diệp Thần cùng Hồn Thiên Đế đánh nhau, vạn nhất Hồn Thiên Đế chơi chơi ba lạm thủ đoạn, bắt Kỳ Tưởng nhớ rõ ràng làm con tin, cái kia cực kỳ không ổn. Bây giờ Diệp Thần hậu cung hồng nhan nhóm, phần lớn tại trong luân hồi tinh giới cư trú, hết sức an toàn, chỉ có Kỳ Tưởng nhớ rõ ràng cùng Tôn Di bên ngoài. Diệp Thần vẫn là hết sức nhớ nhung Kỳ Tư song an toàn. Kỳ Tư rõ ràng nghe Lãnh Khuynh Xương chi chuyện, cũng là một hồi kinh ngạc, suy nghĩ sau một lúc, nói, hảo, ta đi Mỹ Thần Cung chờ ngươi. Diệp Thần nghe được Kỳ Tư rõ ràng đáp ứng, lập tức liền thở dài một hơi. Chuyện này an bài thỏa đáng, Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, lại kêu gọi đại chúa tể, mời ngươi tới Hắc Ám Xâm Lâm, có việc thương thảo. Ở Sa Đạo Tông đại chúa tể, nghe Diệp Thần kêu gọi, chỉ một thoáng bắt được đủ loại thiên cơ biến hóa, hắn ra mặt co quắp một cái, trong mắt lộ ra biểu tình phức tạp, đáp lại nói. Ân, ta sau đó đến. Thương nghị hoàn tất, Diệp Thần cũng không có trước tiên rời đi Hắc Ám Xâm Lâm, mà là dọc theo chính mình ngửi được một cỗ mùi máu tươi, bước nhanh tới. Rất nhanh, Diệp Thần liền đi tới một chỗ trong rừng cây, nơi này có đầy đất máu mạt, hoa cỏ cây cối cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, đây đều là Tô Tử huyết. Nơi này, là trước kia Tô Tử cùng Thương Thiên Lạc Nguyệt chiến đấu chi địa. Thương Thiên Lạc Nguyệt ra tay vô cùng hung ác, đem Tô Tử chém thành bọt máu. Diệp Thần trong lòng không hiểu co rúm, dùng thở dài một dạng giọng nói. Phục sinh a, Diệu Nhi cô nương. Từng sợi linh khí, từ trên thân Diệp Thần tản ra, trên mặt đất hội tụ thành một cái óng ánh trong suốt luân hồi bàn, sinh tử luân hồi pháp tắc, ở phía trên lưu chuyển. Ong ong, luân hồi bàn rung động. Chung quanh tất cả máu tươi, toàn bộ hội tụ tới, dần dần tại bên trong luân bản ương, đắp nặn ra một cái thanh lệ tinh khiết thiếu nữ. Thiếu nữ chính là Tô Tử, Diệp Thần lấy luân hồi pháp trực tiếp đem nàng sống lại. Cũng may mà Tô Tử không còn là vĩ thú, nàng sáu đuôi năng lượng, đã toàn bộ thay đổi vị trí cho Diệp Thần, nàng bây giờ chính là một người bình thường, cho nên Diệp Thần đem nàng phục sinh, cũng là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Vừa mới phục sinh Tô Tử, lại là toàn thân trần truồng bộ dáng, trơn bóng làn da óng ánh trắng như tuyết, coi như đã mất đi vĩ thú sức mạnh, ngày xưa thân thể của nàng, đi qua vĩ thú năng lượng rèn luyện, thể chất cũng là khác hẳn với thường nhân. Luân hồi chi chủ ca ca. Tô Tử mở to mắt, ngơ ngác nhìn Diệp Thần, tựa hồ hết sức yếu ớt, thân thể liền muốn ngã oặt. Diệp Thần một cái bước xa lướt lên đi, đem nàng ôm, nói, không có sao chứ. Nhìn Tô Tử bộ dáng yếu ớt, hẳn là trước đây bị Thương Thiên Lạc Nguyệt chém giết, hoặc nhiều hoặc ít lưu lại điểm tâm lý bóng tối. Diệp Thần ngưng khí vị áo, phủ thêm cho nàng một bộ quần áo, lại đem chính mình linh khí quán trú đến trong cơ thể nàng, sắc mặt nàng mới dần dần khôi phục hồng nhuận. Ca ca, ta đây là thế nào? Tô Tử lắc đầu, có chút mờ mịt bộ dáng, vừa mới phục sinh nàng, đầu óc trống rỗng, mười phần u mê. Không sao, đều đi qua. Diệp Thần mỉm cười, ấm giọng an ủi đạo. Tô Tử nhìn xem Diệp Thần ôn hòa ánh mắt, nội tâm cũng là bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng ân một tiếng. Lúc này, Diệp Thần chợt thấy thân thể của nàng, cứng ngắc lại một chút, cái kia thanh thuần u mê ánh mắt, cũng là trong nháy mắt trở nên thâm thúy thê lương. Đây không phải là ánh mắt của nàng. Trụ thần. Diệp Thần theo bản năng buông ra ôm Tô Tử hai tay, lui về phía sau thối lui, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được, Tô Tử lại bị trụ thần phụ thân. Bị Diệp Thần buông ra Tô Tử, cũng không có rớt xuống đất, mà là quanh thân giống như có thanh phong quanh quẩn, nhẹ nhàng đứng thẳng người, thâm thúy đôi mắt lộ ra càng thê lương khí tức, ngắm nhìn Diệp Thần nói. Ân, là ta, Quang Chi Tử, ngươi, gặp qua Vũ Thần. Diệp Thần cũng không giấu giếm, gật đầu nói, thấy qua. Bị trụ thần phụ thân Tô Tử có chút khẩn trương, vội hỏi, hắn đã cùng ngươi nói cái gì? Diệp Thần suy nghĩ một chút,
suy tính có nên hay không nói cho trụ thần, suy nghĩ kỹ một chút, trụ thần cùng vũ thần là song tử, giữa hai người bí mật, hơn phân nửa cũng là tương thông, lập tức liền nói thẳng. Cũng không nói cái gì, chính là một chút cái gọi là thế giới chân tướng, thái sơ cũng không phải là toàn bộ, cả ngày chi đạo là âm dương các loại đồ vật, còn có u ác tính tử cũng không phải là u ác tính tử, mà là cái gì hắc uyên độc tuyền, cũng không biết là thật hay giả. Diệp thần biết, cả ngày chi đạo, hắc uyên độc tuyền, những thứ này khái niệm quá mức hùng vĩ, giấu giếm không được, vũ thần nói với hắn, cái kia không cần bao lâu, thiên cơ liền sẽ khuếch tán ra, toàn bộ không không lúc nào khoảng không đều biết biết. Những bí mật này truyền bá ra ngoài, tất nhiên sẽ dẫn phát cực lớn rung động, nhưng cũng không cải biến được trước mắt không không lúc nào chống không cách cục. Hắc uyên độc tuyền tại xấu thần tộc lãnh địa, ai uống hắc uyên độc tuyền, người đó liền có thể trở thành u ác tính tử, chấp trưởng vực sâu quyền hành. Cái này nghe vô cùng mê người, nhưng vấn đề là, xấu thần lãnh địa, ngoại trừ xấu thần tộc người, còn có ai dám đi vào. Mặc kệ bao nhiêu người vọt vào, cũng là chịu chết thôi. Đến nỗi thái sơ chi quang, cũng không phải là chân chính trung cực, chỉ là trung cực một bộ phận, thái cực phân âm dương, còn có âm một bộ phận, nhưng những thứ này khái niệm, đối với không không lúc nào khoảng không, thậm chí đối với tinh không bỉ ngạn mà nói, đều khó mà chạm đến, đó là trụ thần tranh đấu lĩnh vực. Tô Tử gật gật đầu, cả ngày chi đạo, hắc uyên độc tuyền, những thứ này khái niệm nàng rõ ràng cũng có nghe, nàng quan tâm lại cũng không phải là những thứ này, truy vấn. Vậy hắn có hay không đã nói với ngươi, nữ nhân kia? Diệp thần nghi ngờ nói, ai? Tô Tử mới nói, đại ái thần, Phong Tình Tuyết. Diệp thần nghe được đại ái thần tên, lập tức chấn động trong lòng, nói, đại ái thần. Tô Tử mới nói, đúng vậy, vũ thần đề cập với người đại ái thần tên sao? Diệp thần ngẩn ngơ, nói, cái đó ngược lại không có, nhưng, hắn nói, hắn muốn cứu chuộc một người, ta hỏi cái kia cá nhân là ai, hắn lại không chịu nói. Chẳng lẽ, vũ thần muốn cứu rỗi người, càng là đại ái thần Phong Tình Tuyết sao? Nói đến đây, Diệp thần không hiểu một hồi tê cả da đầu. Đại ái thần Phong Tình Tuyết, vẫn là hắc ám huynh đệ hội thủ lĩnh, mà vũ thần vừa thấy mặt, liền cùng Diệp thần xưng huynh gọi đệ, động một chút lại đem Diệp thần gọi huynh đệ của ta. Chẳng lẽ đây hết thảy, đều cùng đại ái thần Phong Tình Tuyết có liên quan? Tô Tử thần sắc trở nên có chút phức tạp, nói, ân, đúng vậy, hắn muốn cứu chuộc người, chính là đại ái thần Phong Tình Tuyết. Diệp thần kỳ dị nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Tử lắc lắc đầu nói, về sau ngươi tự nhiên sẽ đã hiểu, ta bây giờ nói cũng vô dụng, tóm lại, đại ái thần Phong Tình Tuyết, sa đọa thành bây giờ bộ dáng này, là bởi vì nàng bị phần thiên đại kiếp dày vò quá sâu, còn có thiên tổ cùng nàng đi ngược lại, song trọng đả kích, tinh thần của nàng đã hoàn toàn méo mó. Ban sơ nàng, thật sự có đại ái chi tâm, muốn thiết lập một cái trời nếu có tình vẻ đẹp thế giới, nhưng bây giờ lời nói. Diệp thần nói, phải không, ta còn tưởng rằng, nàng đại ái, chỉ là giả nhân giả nghĩa. Tô Tử lắc đầu nói, thế gian này, cũng không có tuyệt đối thiện ác, đại ái thần trước đây, muốn thành lập một cái trời nếu có tình vẻ đẹp thế giới, đích xác cũng có tư tâm, muốn dựa vào nhân ái cùng hiền lành tín ngưỡng sức mạnh, hòa dịu phần thiên đại kiếp đau đớn, nhưng nàng hành động cũng không sai, nàng đại ái chi tâm, vẫn như cũ đáng giá chắc chắn. Nhưng, phần thiên đại kiếp đau đớn quá quá mạnh liệt, còn có ba quỷ thần ăn mòn. Trong lòng Diệp thần bỗng dưng nhảy một cái, nói, ba quỷ thần. Tô Tử thở dài một tiếng, một bộ ý hưng lan san bộ dáng, nói, tính toán, không nói, những vật này, người về sau sẽ biết, ta đã quyết định chết đi, lại nói quá nhiều thứ mà nói, nhiễm nhân quả, vậy ta liền không chết được. Nói đến đây, ánh mắt nàng trịnh trọng nhìn xem Diệp thần, quang chi tử, người đã nói, chờ ngươi luân hồi thất tinh hoàn toàn thắp sáng, người muốn ăn ta. Ta cũng chịu đủ rồi phần thiên đại kiếp dày vò, cái gì chịu lực lượng của thần, ta vốn không muốn muốn, đây là thứ thuộc về ngươi, ngươi lấy về. 72 trụ thần từ trong thái sơ hào quang đản sinh ra, quyền hành là thái sơ ban cho, là trời sinh trụ thần, cũng không phải là từ tầng dưới chót tu luyện chứng đạo giết ra tới, thiên phú cường đại. Cái này thiên sinh cường đại lực lượng vô địch sau lưng, là phần thiên đại kiếp vô tận dày vò, trụ thần cũng chịu đủ rồi loại hành hạ này. Cho nên nàng muốn cầu Diệp thần ăn hết nàng, lực lượng của nàng thuộc về quang, ở trong mắt nàng, chính là thuộc về Diệp thần. Diệp thần ngẩn ngơ, tiếp đó liền trầm mặc. Lúc trước hắn đích xác nói qua, nếu như hắn có đầy đủ thực lực, hắn sẽ cân nhắc ăn hết trụ thần. Nhưng, cũng chỉ là cân nhắc, thôn vệ trụ thần đánh đổi quá lớn,
tuyệt không thể dễ dàng mạo hiểm. Tô Tửu ánh mắt lóe sáng, nói, hoặc, Quang Chi Tử, người bây giờ liền ăn hết ta đi. Người muốn biết thế giới chân tướng, người muốn biết hết thảy, người chỉ cần ăn hết ta, cũng có thể biết. Nàng một lòng muốn chết, tiến đến Diệp Thần trước người, thậm chí bắt được Diệp Thần tay. Diệp Thần nhìn xem nàng hừng hực phải có điểm quá mức ánh mắt, thở dài lắc đầu nói, bây giờ không được, ta ăn không vô. Trụ thần quyền hành khủng bố như thế, Diệp Thần bây giờ không nắm chắc thôn phệ. Tô Tửu trong mắt quang, lập tức liền ảm đạm đi, thở dài, tốt a, ta cũng biết rõ, người bây giờ liền thôn phệ ta, đích xác nóng vội. Ân, ta chờ ngươi thắp sáng luân hồi thất tinh một ngày kia. Luân hồi chi đạo, là tiếp cận nhất cả ngày chi đạo vĩ đại tồn tại, chờ ngươi thắp sáng luân hồi thất tinh, ngươi đủ để chiếu rọi toàn bộ không không lúc nào khoảng không, uy lâm chư thiên vô địch, ta chờ mong một ngày kia. Nói xong lời cuối cùng, khóe miệng nàng lại lộ ra một cái ý cười. Nàng cũng ngóng nhìn, hy vọng Diệp Thần có thể thắp sáng luân hồi thất tinh, như vậy Diệp Thần liền có đầy đủ sức mạnh, nhẹ nhõm thôn vệ hết nàng. Diệp Thần lẩm bẩm nói, luân hồi chi đạo, tiếp cận nhất cả ngày chi đạo sao? Tô Tửu mới nói, đúng vậy a, tất cả trụ thần đạo pháp bên trong, luân hồi đạo lợi hại nhất, bởi vì luân hồi tuần hoàn đạo lý, cùng cả ngày chi đạo âm dương tuần hoàn, rất gần. Luân hồi chi đạo, áp đảo chư đạo phía trên, thậm chí so thần bí khó lường vận mệnh đạo đều lợi hại, cũng bởi vì luân hồi đạo thật lợi hại, liền xem như thiên tổ, cũng không thể hoàn toàn trưởng khống. Thật giống như bàn tơ lão tổ, cũng không thể hoàn toàn trưởng khống vận mệnh đạo một dạng, thiên tổ cũng không thể hoàn toàn nắm giữ luân hồi, hắn còn không cách nào đem chư thiên trụ thần đều đặt vào hắn trong luân hồi đi. Diệp Thần kỳ dị nói, thì ra thiên tổ, cũng không thể hoàn toàn chúa tể luân hồi sao? Tô Tửu mới nói, đương nhiên, đây chính là tiếp cận nhất cả ngày chi đạo tồn tại, quyền hành so vận mệnh đạo còn cao hơn, là bao trùm chư đạo chí cao tồn tại, trên lý luận nói. Luân hồi đạo có thể đem tất cả trụ thần, đều đặt vào trong luân hồi, chấp trưởng luân hồi giả, có thể nghiền ép chúng thần, trở thành thần hoàng thần đế. Nhưng trước mắt mà nói, cũng không có lợi hại như vậy luân hồi thần hoàng tồn tại, liền thiên tổ cũng không có tư cách xưng là thần hoàng. Thiên tổ tên đầy đủ gọi Hạo Thiên Lão Tổ, là lục tổ một trong, cũng là lục tổ bên trong nhân vật lợi hại nhất, hắn trước kia sáng tạo ra luân hồi mộ táng công, cái kia thần công phân chia 9 tầng. Trung cực tầng thứ 9 danh xưng táng bất hủ, thế nhưng táng bất hủ thần công, chỉ là thiên tổ huyễn tưởng, hắn cũng không dám thực tiễn. Cũng là bởi vì điểm này, đại ái thần đối với thiên tổ sinh ra ghét bỏ oán trách, trách cứ hắn vì hèn nhát. Ai, kỳ thực cũng không trách được thiên tổ, muốn táng bất hủ, táng tận trụ thần, đó cũng quá khó khăn, không thể nào làm được. Nếu như thiên tổ có thể làm được, hắn thì tương đương với đem tất cả trụ thần, đều đặt vào hắn lục đạo luân hồi bên trong đi. Vậy hắn vô địch, hắn trở thành chân chính thần hoàng thần đế, cùng Thái Sơ sánh vai đều có thể, đều không cần biến thành hết, làm đến loại trình độ đó, hắn chính là quang. Diệp Thần nghe xong Tô Tửu một phen, suy nghĩ xuất thần, sau đó cười khổ một tiếng nói. Thì ra luân hồi đạo quyền hành, lại cường hãn đến nước này sao? Vậy ta muốn siêu việt luân hồi, nghịch thiên trảm thần, thiết lập cái gì hoàng đạo thiên quốc, sợ là có chút người xin nói mộng. Diệp Thần biết luân hồi đạo cường đại. Nhưng không nghĩ tới sẽ lớn mạnh đến mức này, thậm chí vượt qua chân chính vận mệnh, là tiếp cận nhất cả ngày chi đạo vĩ đại mệnh đồ. Vậy hắn phía trước nói muốn siêu việt luân hồi lời nói hùng hồn, liền lộ ra 10 phần tái nhợt. Tô Tửu cười nói, ngươi là Quang Chi Tử, hết thảy đều có khả năng. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, cũng cười cười, nắm quyền một cái nói, thôi, quyết định rồi lộ, chật vật đi nữa cũng muốn tiếp tục đi, nhiều nhất bất quá vừa chết, đại trượng phu thả chết chứ không chịu khuất phục. Chế tạo thiên đế hoàng đạo kiếm, nghịch thiên trảm thần, siêu việt luân hồi, đây là Diệp Thần nguyện vọng, hắn thực sự không nghĩ bị từng cái trụ thần áp trên đầu. Tô Tửu cười nói, ân, người có phần tâm này khí, vậy là tốt rồi, thiên tổ đã chịu tải không được luân hồi đạo mệnh đồ, hắn thậm chí đã sớm một lòng muốn chết, đại ái thần nói hắn là hèn nhát, mặc dù quá mức chút, nhưng cũng không phải tự dưng chỉ trích. Diệp Thần trầm mặc không nói chuyện, thiên tổ giúp hắn quá nhiều. Hắn có thể đi đến hôm nay một bước này, thiên tổ luân hồi đạo chúc phúc, không thể bỏ qua công lao. Mặc kệ trong mắt người ngoài, thiên tổ là người thế nào, hắn đối với thiên tổ, đều bảo trì lòng kính sợ. Ta đi, Quang Chi Tử, hy vọng ngươi có thể sớm ngày thắp sáng luân hồi thất tinh. Đến ngày đó, chúng ta sẽ gặp lại, ta sẽ trở thành thức ăn của ngươi. Tô Tửu mỉm cười, liền nhắm mắt lại.
trụ ý chí của thần, cũng là trong từ bộ thân thể này rút ra ngoài. Trở thành ta, đồ ăn. Diệp Thần nghe được lần này ngôn ngữ, tâm tình vẫn có chút phức tạp. Tô Tửu thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy một chút, tại Diệp Thần trong ngực tỉnh lại, trong mắt thâm thúy cùng thê lương toàn bộ đều không có ở đây, chỉ có thiếu nữ thanh thuần cùng u mê, nàng có chút khó chịu nói. Luân hồi chi chủ ca ca, ta, đau đầu quá. Diệp Thần ừ một tiếng, nói, nghỉ ngơi thật tốt ha, Diệu Nhi. Hắn đem Tô Tửu thu vào chính mình luân hồi trong thiên quốc đi, trước đó Tô Tửu là sáu đuôi, không thích ứng Diệp Thần trong lòng bàn tay thiên quốc, nhưng bây giờ nàng đã là một người bình thường, Diệp Thần trong lòng bàn tay thiên quốc, đối với nàng mà nói, là một mảnh vô cùng mênh mông cương thổ, nàng về sau có thể được hưởng yên vui. Tất cả mọi chuyện giải quyết đi, Diệp Thần thật dài thở phào một hơi, lúc này rời đi hắc ám xâm lâm. Khi Diệp Thần đi ra hắc ám xâm lâm, hắn lại là nghe được phương xa truyền đến từng trận cổ lão tiếng chuông, tại xa xôi chân trời, có hào quang lưu động, vô tận thần thánh ngâm sướng cùng sử thi bài hát ca tụng đang dập dờn. À, đây là... Thấy cảnh này, Diệp Thần có chút bất an dự cảm, ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng hư không, hắn nhìn rõ đến chân trời khí tượng đầu nguồn. Cái kia lại là hồn thiên đế lãnh địa. Bây giờ, tại hồn thiên đế lãnh địa, đệ nhất hồn tộc tổ rồng hồn tộc trong địa bàn, có vô tận hào quang dị sắc phun trào, từ bi ôn hòa mỹ hảo tiếng ngâm sướng từng trận truyền ra. Khí tượng như vậy, lại là ái thần tẩy mộng yên lam khí tượng. Thần tình yêu tẩy mộng yên lam, là trời nếu có tình đồ khí linh, cũng coi như là đại ái thần phong tình tuyết người đại diện. Bây giờ, thần tình yêu tẩy mộng yên lam, thế mà buông xuống đến hồn thiên đế lãnh địa, tựa hồ cùng hồn thiên đế kết minh, từng trận nhân ái chúc phúc tiếng ngâm sướng, không ngừng từ hồn thiên đế lĩnh địa bên trong truyền ra. Vang vọng chư thiên, kinh động đến toàn bộ không không lúc nào khoảng không. Đại ái thần phong tình tuyết vĩ đại thân ảnh, như một tôn thai nghén ngàn vạn sinh linh vĩ đại mẫu thần, tại hồn thiên đế lãnh địa bầu trời nổi lên, huy quang chiếu rọi không không lúc nào khoảng không. Không không lúc nào giữa không trung, rất nhiều tín ngưỡng đại ái chỉ đạo các tín đồ, gào khóc như phát điên hướng hồn thiên đế lãnh địa xông ra, là muốn đi triều thánh, quỳ bái. Phong tình tuyết thế mà cùng hồn thiên đế kết minh. Diệp Thần ngẩn ngơ, một hồi dùng mình. Phía trước hắn cùng Phong Tình Tuyết quyết liệt, hai người đã là địch nhân, Phong Tình Tuyết thân là trụ thần, không tốt trực tiếp ra tay với hắn, giờ này khắc này, lại là lựa chọn cùng Hồn Thiên Đế kết minh. Phong Tình Tuyết tất cả tín đồ, đều hướng Hồn Thiên Đế lãnh địa dũng mãnh lao tới, trong lúc nhất thời, Hồn Thiên Đế khí vận tăng vọt. Diệp Thần nghe được vô số sử thi bài hát ca tụng âm thanh, từ chỗ kia chảy ra, Phong Tình Tuyết tại hứa hẹn. Nàng muốn thiết lập một cái trời nếu có tình đại ái thế giới, kia là không có tranh đấu, không có ta gạt ngươi lừa địa thượng thiên quốc. Cái này đại ái thế giới, địa thượng thiên quốc, phát ra cuồn cuộn triệu hoán, muốn triệu hoán không không lúc nào chống không các sinh linh, quy y thiên quốc, vĩnh hưởng cực lạc, đăng đỉnh trí cao. Toàn bộ không không lúc nào khoảng không, không biết có bao nhiêu võ giả, điên cuồng hướng về kia đại ái thế giới dũng mãnh lao tới. Nơi đó phảng phất tràn ngập sức mạnh. Hạnh phúc, cùng yêu. Mảnh này đại ái thế giới, đại ái thần chính là trí cao chúa tể, hồn thiên đế nhưng là thủ hộ thần, thủ hộ lấy mảnh thế giới này, bất luận cái gì dám mạo phạm thế giới này người, đều biết lọt vào hồn thiên đế vô tình sát lục. Diệp Thần hai đầu lông mày tràn ngập vô tận ngưng trọng, cảm giác được cái này các loại nhân quả, hắn biểu lộ rất là khó coi. Vốn là, hắn lấy được hình chi mảnh vụn, thực lực cùng khí vận tăng vọt, có thể vượt trên hồn thiên đế một đầu. Nhưng, hồn thiên đế cùng đại ái thần kết minh, lại đem hai người chênh lệch, lại kéo về. Bây giờ, Diệp Thần đại biểu luân hồi trận doanh cùng thần sắc đẹp cung, cùng hồn thiên đế trận doanh, lại kéo về thế cân bằng, song phương ai cũng không ép được ai. Cứu rỗi, Vũ Thần A, người kêu ta đi cứu chuộc đại ái thần, sợ là rất không có khả năng, nàng cũng muốn cùng hồn thiên đế liên thủ giết ta nếu không muốn chết, cũng chỉ có giết nàng, như thế nào cứu rỗi đâu. Diệp Thần nhìn xem phương xa khí tượng, than thở một tiếng. Thắng bại cán cân nghiêng hai đầu, hắn cùng hồn thiên đế thẻ đánh bạc tương đương. Bây giờ có thể quyết định thắng bại, chính là sinh tử phong thần bi, ai có thể trước một bước chế tạo ra sinh tử phong thần bi, chấp trưởng vô thượng pháp tắc sinh tử, ai liền có thể giành được trường tranh đấu này. Diệp Thần ánh mắt chớp động, tuy nói hồn thiên đế cùng đại ái thần kết minh, còn có ma nữ Bùi Vũ Hàm, cũng đi hồn thiên đế bên kia. Nhưng quyền chủ động còn tại trên tay hắn. Bởi vì, hồn thiên đế mong muốn Côn Lôn đao, đầu mối duy nhất, liền nắm ở trong tay Nhược Mộng.
mà Nhược Mộng, trước mắt vẫn là Mỹ Thần Cung tù nhân. Diệp Thần đã lấy được hình chi mảnh vụn, thiên hình 12 kiếm tề xuất, Nhược Mộng đạo tâm coi như lại cường hãn, cũng không khả năng ngăn cản được. Theo lý thuyết, Diệp Thần có thể tra hỏi ra Côn Luân Đao tung tích, chỉ cần hắn có thể cầm tới Côn Luân Đao, thì tương đương với đoạn mất Hồn Thiên Đế một cánh tay đắc lực, tương lai muốn cướp tạo sinh tử phong thần bi, cơ hội liền lớn hơn. Diệp Thần không tiếp tục để ý tới chân trời xa khí tượng, lặng lặng đứng tại hắc ám xâm lâm lối vào, chờ đợi đại chúa tể đến. Chờ giải quyết đi Thương Thiên Lạc Nguyệt sự tình, hắn liền có thể trở về Mỹ Thần Cung. Không cần đã lâu, một đạo bạch bào thân ảnh, phá vỡ hư không xuất hiện tại trước mặt Diệp Thần, chính là đại chúa tể Thương Thiên Trắng Vũ. Đại chúa tể, người đã đến. Diệp Thần nói một tiếng, tiến lên một bước. Diệp Thần. Đại chúa tể biểu lộ phức tạp nhìn xem Diệp Thần, sau đó thở dài một hơi, khẽ mỉm cười nói, hoặc, ta phải gọi ngươi một tiếng Diệp Thiên Đế. Có thể hay không cho ta một giọt Thiên Đế huyết? Diệp Thần nói, cái gì? Đại chúa tể nói, Thiên Đế huyết, người đã đáp ứng Nam Hoa Lão Quân. Chế tạo sáng sinh chi trụ, cần 10 bộ đỉnh cấp Thiên Đế thi thể làm dẫn, còn muốn ngươi một giọt Thiên Đế luân hồi huyết kích phát, chúng ta muốn ngươi cung cấp 3 bộ thi thể, bây giờ còn kém một bộ, còn có ngươi một giọt Thiên Đế luân hồi huyết. Sáng sinh chi trụ, là thiên đạo kỳ quan, Diệp Thần Thiên Đế luân hồi huyết, ẩn chứa trong đó luân hồi pháp tắc, có thể để này thiên đạo kỳ quan, đủ loại quy luật pháp tắc, cấp tốc hướng tới hoàn mỹ. Thế gian này, không có bất kỳ cái gì pháp tắc, so luân hồi pháp tắc lợi hại hơn. Luân hồi chi đạo, cũng là tiếp cận nhất cả ngày chi đạo tồn tại. Diệp Thần nói, ta còn chưa tới thiên đế cảnh. Đại chúa tể lắc lắc đầu nói, không cần xa vời như vậy, ngươi tư tưởng ra hoàng đạo thiên quốc, chế tạo ra thiên đế hoàng đạo kiếm, có nghịch thiên trảm thần hùng tâm, chỉ là đạo tâm của ngươi, tinh thần của ngươi, ngươi khí vận, liền vượt qua phổ thông thiên đế không biết bao nhiêu, không cần đến thiên đế cảnh, riêng là ngươi cảnh giới bây giờ, máu tươi năng lượng đã đầy đủ. Diệp Thần nghe đại chúa tể lời nói, lập tức ngẩn ngơ, suy nghĩ một chút cũng phải, tại trong lúc bất chi bất giác, thực lực của hắn, đã trưởng thành đến tình cảnh cực kỳ khủng bố, coi như mặt ngoài tu vi, chỉ là cửu đỉnh cảnh 9 tầng trời sơ giai, nhưng hắn lực lượng chân chính, đã có thể cùng thiên đế sánh ngang. Máu của hắn, đã có thể dùng đến rèn luyện sáng sinh chi trụ. Tốt ha, đại chúa tể, ta liền cho ngươi một giọt máu, xem như làm tròn lời hứa. Diệp Thần cắn nát đầu ngón tay, bắn ra một giọt tinh huyết. Đại chúa tể mặt lộ vui mừng, tế ra một cái bình sứ tiếp lấy, chỉ thấy bình sứ màu trắng, đang chứa đựng Diệp Thần tinh huyết sau, lập tức trở nên kim hồng nóng bỏng, giống như chứa đựng một vầng mặt trời. Đa tạ, Diệp Thần. Đại chúa tể vui vẻ nhận lấy, hướng Diệp Thần chắp tay nói cảm ơn. Diệp Thần ừ một tiếng, nói, vậy ta chỉ cần lại cho các ngươi một bộ thiên đế thi thể, nhân quả liền có thể chấm dứt. Đại chúa tể gật đầu nói, đúng là như thế, sáng sinh chi trụ, còn kém cuối cùng một bộ thiên đế thi thể, liền có thể triệt để chế tạo thành công. Dừng một chút, hắn lại có chút chần chờ cùng khẩn trương hỏi, muội muội ta đâu? Diệp Thần thở dài một tiếng. Đem Thương Thiên Lạc Nguyệt từ luân hồi trong mộ địa ôm ra, hai cánh tay hắn ôm ngang Thương Thiên Lạc Nguyệt thân thể, chỉ cảm thấy thân thể nàng mềm nhũn không có một chút xương cốt cùng nội tạng, đơn giản chính là một bộ xác không. Nếu như không có Diệp Thần Đạo Thiên Kiếm Linh tức giận duy trì, Thương Thiên Lạc Nguyệt đã là người chết. Đại chúa tể nhìn xem trọng thương ngã gục hôn mê Thương Thiên Lạc Nguyệt, cũng đúng a một tiếng, trong mắt toát ra vẻ bi thương cùng bất đắc dĩ. Không cần Diệp Thần mở miệng, hắn đã nhìn thấy nhân quả. Biết là Thương Thiên Lạc Nguyệt nổi điên, muốn giết chết Diệp Thần, đem Diệp Thần biến thành thi thể, vĩnh viễn lưu lại bên cạnh mình, nhưng kết quả lại bị Diệp Thần phản sát. Ai, Lạc Nguyệt tính khí xảo trá dã man, cuối cùng luân lạc tới hôm nay. Đại chúa tể thở dài một hơi, đối với cô muội muội này, hắn cũng không có bao nhiêu cảm tình, thậm chí tránh không kịp, bây giờ thấy Thương Thiên Lạc Nguyệt sắp chết hôn mê, hắn ngược lại có loại thở dài một hơi cảm giác, nghĩ thầm tốt nhất nàng một mực hôn mê nữa. Hoặc là dứt khoát chết tốt nhất, hắn liền có thể miễn đi rất nhiều phiền nhiễu. Diệp Thần nói, đại chúa tể, thật xin lỗi, ta cũng không phải là có ý định tổn thương Lạc Nguyệt, chỉ là... Đại chúa tể khoát tay một cái nói, ta biết, cũng là lỗi do tự mình nàng gánh, cũng không trách người được, người đem nàng giao cho ta, ta tới chiếu cố nàng a. Diệp Thần nói, hảo, liền muốn đem Thương Thiên Lạc Nguyệt giao cho đại chúa tể, nhưng hắn nhìn thấy đại chúa tể ánh mắt, cũng không nửa điểm thương yêu chi ý. Ngược lại mang theo một cỗ mịt mờ che lấp. Lập tức, trong lòng Diệp Thần run lên,
liền ôm Thương Thiên Lạc Nguyệt lui về phía sau mấy bước. Đại chúa tể cao mày nói, như thế nào? Diệp thần nói, tính toán, đại chúa tể, ta phạm sai lầm, vẫn là mình tới gánh chịu, ta sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi Lạc Nguyệt, không nhọc ngươi phí tâm. Đại chúa tể nói, Diệp thần, người đây là ý gì, mau đưa Lạc Nguyệt giao cho ta. Nàng trọng thương như thế, chỉ sợ khó mà phục hồi như cũ. Diệp thần lắc đầu, nghĩ thầm, đại chúa tể vì chế tạo sáng sinh chi trụ, ngay cả mình người bên cạnh, đạo tông bát tổ đều phải giết, ta nếu là đem Lạc Nguyệt giao cho hắn, vạn nhất hắn cầm lấy đi bổ khuyết sáng sinh chi trụ, cái kia cực kỳ không ổn. Tuy nói Thương Thiên Lạc Nguyệt tính cách vặn vẹo cực đoan, nhưng bất kể như thế nào, nàng cuối cùng đối với Diệp thần khăng khăng một mực, lưu luyến si mê tới cực điểm, Diệp thần cũng không nở nhìn xem nàng chết, càng không muốn nhìn thấy nàng biến thành bổ khuyết kỳ quan tài liệu. Hắn thật đúng là sợ đại chúa tể làm ra cử động điên cuồng, hắn đã không tin được đại chúa tể. Bất quá, Diệp thần ý nghĩ trong lòng, cũng không có biểu lộ ra, mà là nói. Đại chúa tể, ta hỏi một chút thần sắc đẹp cùng Nguyên Thiên Đế, luôn có biện pháp chữa khỏi Lạc Nguyệt, cũng không cần ngươi quan tâm, ta đi trước. Đại chúa tể giống như có chút gấp, nói, ngươi đem Lạc Nguyệt cho ta chính là, các ngươi muốn đối kháng Hồn Thiên Đế, muốn chế tạo sinh tử phong thần bi. Nơi nào còn lại tài nguyên cứu người. Nói xong, bước chân hắn như thiểm điện vọt tới trước, bàn tay duỗi ra, lấy thế lôi đình chi thế hướng Diệp thần chộp tới, còn muốn đem Thương Thiên Lạc Nguyệt cướp đoạt đi qua. Diệp thần hai tay ôm Thương Thiên Lạc Nguyệt, cũng không đánh trả, chỉ là lui lại hai bước. Đại chúa tể nhanh chóng vọt tới trước, lại phát hiện mình vô luận như thế nào đi tới, đều không thể lại tới gần Diệp thần, khoảng cách giữa hai người, ngược lại càng kéo càng xa. Không gian pháp tắc, đại chúa tể sắc mặt đột biến, liền biết trong chớp nhoáng này, Diệp thần đã phóng xuất ra tuyệt diệu tới cực điểm không gian thủ đoạn, lợi dụng không gian pháp tắc diệu pháp, đem giữa hai người không gian, trong nháy mắt mở rộng đến vũ trụ năm ánh sáng một dạng xa xôi. Hắn có thể nhìn đến Diệp thần, thực lực của hắn cũng đầy đủ sát thương Diệp thần, nhưng Diệp thần lại không có cho hắn bất luận cái gì sát thương cơ hội. Đây là Diệp thần thần thông pháp tắc thủ đoạn, thắng qua hắn dã man bạo lực. Đại chúa tể, cáo từ. Diệp thần không tiếp tục dừng lại, ôm Thương Thiên Lạc Nguyệt, từ biệt rời đi. Đại chúa tể nhìn xem Diệp thần đi xa, lại không có mảy may truy đuổi biện pháp, chỉ có thể tại chỗ thở dài một tiếng. Diệp thần, nghĩ không ra nhanh như vậy, người đạo, liền đã cùng ta tương xứng. Chỉ sợ không cần bao lâu, ta liền thân ngươi ảnh đều ngóng nhìn không thấy. Diệp thần ôm Thương Thiên Lạc Nguyệt rời đi, trong ngực hắn Thương Thiên Lạc Nguyệt, tựa hồ cảm giác được cái gì. Chật vật mở to mắt, khóe miệng lộ ra một vòng ngọt lịm lại thê lương ý cười, nói. Diệp lang, ngươi tốt với ta thật cao hứng. Câu nói này nói xong, lại đã hôn mê, nàng thương thế quá nghiêm trọng, có thể nói là chết thế, là Diệp thần ngạnh sinh sinh thay nàng treo mệnh. Diệp thần không nói gì không nói, đem hôn mê Thương Thiên Lạc Nguyệt, một lần nữa thả lại luân hồi mộ địa bên trong. Không gian xuyên toa, Diệp thần thân hình phá không. Trực tiếp rời khỏi hắc ám xâm lâm, trở lại Mỹ Thần Thánh Địa. Hắn vừa mới trở lại Mỹ Thần Thánh Địa, lại nhìn thấy thần sắc đẹp đang chờ đợi hắn. Diệp thần, người trở về. Nhìn thấy Diệp thần trở về, thần sắc đẹp xinh đẹp trên mặt, lập tức liền triển lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, đi lên phía trước, nhẹ nhàng nắm chặt Diệp thần tay. Thần sắc đẹp tỉ tỉ. Diệp thần tại hắc ám xâm lâm kinh nghiệm rất nhiều khốn khổ, bây giờ cuối cùng trở lại Mỹ Thần Thánh Địa. Nhìn thấy thần sắc đẹp cái kia ôn nhu bộ dáng, nội tâm của hắn cũng là vô cùng ấm áp, như gió xuân mộc mưa. Hắn cùng thần sắc đẹp rất có ăn ý, lẫn nhau gắt gao ôm một cái, cảm thụ được thần sắc đẹp ôn nhu nhiệt độ cơ thể, hắn tất cả mệt mỏi cùng trống rỗng đều tản đi, giống như trở lại mẫu thân trong lồng ngực, lại hình như ngâm suối nước nóng. Khổ cực ngươi, Diệp thần. Thần sắc đẹp khẽ mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Diệp thần gương mặt. Diệp thần nhìn xem nàng hồng nộn ướt át đôi môi, nhịn không được câu lên nàng cái cằm, hôn một cái. Thần sắc đẹp danh xưng thần sắc đẹp, nàng toàn thân trên dưới, mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái thân thể, cũng là vô cùng hoàn mỹ, Diệp thần cũng là 10 phần ưa thích. Loại này ưa thích, giống như cũng không phải tình yêu nam nữ, mà là thuần túy đối với thế gian đến đẹp hâm mộ cùng yêu quý. Thần sắc đẹp bị Diệp thần hôn một cái, cũng không ngại, vẫn là mắt lộ vẻ cười ý. Phía trước khi luân hồi tinh giới tinh không thần trì, nàng lấy nhục thân vì Diệp thần chữa thương dưỡng khí, hai người liền từng có cực thân mật ra thì tiếp xúc,
ngoại trừ một bước cuối cùng chưa làm qua, những thứ khác cơ bản đều đã làm. Cho nên bây giờ thần sắc đẹp cùng Diệp Thần quan hệ, rất là vi diệu, không có công khai nói là người yêu, nhưng cũng như người yêu một dạng thân mật. May mà Thương Thiên Lạc Nguyệt còn tại trong mê ngủ, bằng không, nếu như bị nàng nhìn thấy Diệp Thần cùng thần sắc đẹp bộ dáng thân mật như vậy, sợ là lại muốn hô đánh kêu giết. Thần sắc đẹp tỉ tỉ, ta cầm tới hình chi mảnh vụn. Diệp Thần ngắm nhìn thần sắc đẹp ánh mắt đạo. Thần sắc đẹp ôn uyển cười nói, ta biết, ta đều nhìn thấy, ngươi mới từ hắc ám xâm lâm trở về, chắc hẳn cũng mệt mỏi, trước tiên nghỉ ngơi một ngày cho khỏe muộn, có chuyện gì, ngày mai rồi nói sau. Diệp Thần thở phào một hơi, tại hắc ám xâm lâm cùng đế rơi vũ trụ rất nhiều kinh nghiệm, đích xác để cho hắn đạo tâm vô cùng dung chuyển, tu luyện xem trọng khổ nhàn kết hợp, hắn cũng đích xác phải thật tốt nghỉ ngơi một chút. Hảo, thần sắc đẹp tỉ tỉ, đêm nay ngươi bồi ta. Diệp Thần mỉm cười nói, hắn rất ít chủ động như vậy mời một nữ nhân, cũng là những nữ nhân khác tới lấy lại hắn, thần sắc đẹp là một ngoại lệ. Thần sắc đẹp nắm tay hắn, nói, đây là tự nhiên. Lập tức, Diệp Thần liền cùng thần sắc đẹp tay trong tay trở lại trong cung, đem Hoàng Tuyền từ hắn thiên quốc bên trong đi ra, Hoàng Tuyền tự động bế quan điều tức đi, Diệp Thần thì ở tại thần sắc đẹp trong tầm cung. Buổi tối, Diệp Thần tại thần sắc đẹp trong tầm cung, tại nàng trong lồng ngực ngủ cả đêm, các loại mệt mỏi luôn, chỉ cảm thấy nhân gian cực lạc, không gì hơn cái này. Đợi đến sáng sớm hôm sau, Diệp Thần cùng thần sắc đẹp sớm tỉnh lại, chỉ thấy có một viên sao băng vạch phá bầu trời, hạ xuống thần sắc đẹp thánh địa trong. Tưởng nhớ rõ ràng tới. Diệp Thần thấy thế, ánh mắt ngưng lại, viên này lưu tinh, chính là kỳ tưởng nhớ rõ ràng. Kỳ tưởng nhớ rõ ràng đúng hẹn mà đến, Diệp Thần cùng thần sắc đẹp ra đến ngoài cung, liền thấy thiên nữ mang theo kỳ tưởng nhớ rõ ràng tới. Kỳ tưởng nhớ rõ ràng nhìn thấy thần sắc đẹp, lập tức ngẩn ngơ. Nắng sớm chiếu rọi, thần sắc đẹp hoa dung nguyệt mạo, quốc sắc thiên hương, một bộ ung dung đến đẹp bộ dáng, cả người đơn giản chính là thế gian tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Luận dung mạo, kỳ tưởng nhớ rõ ràng cùng thần sắc đẹp cũng giống như nhau xinh đẹp, mỗi người mỗi vẻ, nhưng thần sắc đẹp trên thân cỗ này hoàn mỹ ung dung khí chất, quá đặc thù, thế gian không có, coi như kỳ tưởng nhớ rõ ràng là nữ tử, cũng không phải lần thứ nhất gặp thần sắc đẹp, nhưng lần này gặp lại, vẫn như cũ có loại kinh tâm động phách cảm giác, nàng đối với thần sắc đẹp cũng là 10 phần ưa thích. Thần sắc đẹp, Diệp Thần, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Kỳ tưởng nhớ rõ ràng mỉm cười, hướng thần sắc đẹp thi lễ một cái. Thần sắc đẹp cười nói, tưởng nhớ thanh cô nương, ta tối hôm qua nghe Diệp Thần nói, ngươi muốn tìm vận mệnh mệnh cách, bất quá vận mệnh mờ mịt khó tìm, hiện nay Diệp Thần có manh mối, ngươi ngay tại ta Mỹ Thần Cung ở tạm một thời gian, chờ Diệp Thần giải khai manh mối, chúng ta cùng một chỗ lại đi tìm kiếm vận mệnh mệnh cách chính là. Vận mệnh mệnh cách, không thể coi thường, ẩn chứa vận mệnh vô thượng huyền bí, cái này là từ cả ngày chi đạo thượng lưu truyền tới vận mệnh pháp tắc, liền Thái Sơ cũng không cách nào trưởng khống. Khi xưa trụ thần Bàn Tơ lão tổ, cũng bị vận mệnh sợi tơ ghim chết, thần sắc đẹp cũng không hy vọng xa vời, kỳ tưởng nhớ rõ ràng có thể trưởng khống vận mệnh mệnh cách, nhưng chỉ cần có thể đánh cắp từng chút một vận mệnh sức mạnh, đều có thể cho nàng mang đến vô thượng tạo hóa. Bây giờ Mỹ Thần Cung đang cùng Hồn Thiên Đế tranh đấu, song phương đã đến sinh tử quyết cắt tình cảnh, bất luận cái gì một điểm tăng thêm, thần sắc đẹp cũng sẽ không bỏ qua. Tối hôm qua nàng và Diệp Thần cùng một chỗ ngủ thời điểm, Diệp Thần đã đem vận mệnh mệnh cách, Lãnh Khuynh Xương rất nhiều manh mối bí mật, đều cáo chi nàng. Kỳ tưởng nhớ rõ ràng cười nói, thần sắc đẹp, vậy ta liền quấy nhiễu. Thiên nữ nói, thần sắc đẹp, tất nhiên Diệp Thần lấy được hình chi mảnh vụn, cái kia nên đi khảo vấn Côn Luân Đao đầu mối. Bất quá, Côn Luân Đao vật này, sở khiên liên quan thiên cơ, không thể coi thường, coi như chúng ta có thể từ cái kia nhược mộng trong miệng, ép hỏi ra Côn Luân Đao tung tích, nhưng chỉ cần nàng mở miệng, thiên cơ xúc động, Hồn Thiên Đế tất nhiên cũng biết. Nghe được thiên nữ lời này, Diệp Thần sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn ngược lại là không để ý đến, thế gian này cũng không có tuyệt đối bí mật, thiên đạo bên dưới, không không lúc nào khoảng không phát sinh hết thảy, đều biết chiếu rọi đến thiên trên đường, người mạnh như Hồn Thiên Đế, hắn nhất định có thể bắt giữ thiên cơ, chỉ cần có Côn Lôn Đao rõ ràng manh mối, hắn nhất định có thể thăm dò đến. Theo lý thuyết, chỉ cần Nhược Mộng mở miệng, thiên cơ liền sẽ tiết lộ, Diệp Thần bên này biết Côn Luân Đao tung tích, Hồn Thiên Đế chắc chắn cũng biết. Hơn nữa, Hồn Thiên Đế thân là Côn Lôn Đao khi xưa chủ nhân, hắn muốn lấy lại chính mình ngày xưa binh khí, cũng biết so Diệp Thần bên này đơn giản rất nhiều.
Nếu là thiên tân vạn khổ, lại vì người khác làm áo cưới, Diệp Thần là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Thần sắc đẹp nói, không sao, chúng ta có thể che đậy thiên cơ, không để Côn Luân đao tung tích tiết lộ ra ngoài. Thiên nữ lo lắng nói, liền sợ Côn Luân đao thiên cơ quá lớn, chúng ta không che giấu được, hay là mời sư phó ra tay đi. Thiên nữ nói sư phó, chính là Nguyên Thiên Đế, hai người làm sư đồ, có lợi dụng lẫn nhau ý tứ, thiên nữ muốn kế thừa Nguyên Thiên Đế đủ loại kinh thế tuyệt học, Nguyên Thiên Đế cũng nghĩ nhiều điểm một chiếc đèn, hắn sợ thần sắc đẹp chiếc đèn này sẽ dập tắt, lưu cái hậu chiêu rất có tất yếu. Dù sao hắn tiền thân là trụ thần, có rất nhiều sự tình, thực sự không tiện tự mình động thủ. Nguyên Thiên Đế rất nhiều tuyệt học, đối với thiên nữ là dốc túi tương thụ, nhưng thiên nữ bởi vì tư chất thiên tư hạn chế, cũng không hề hoàn toàn lĩnh ngộ. Bất quá, Nguyên Thiên Đế vun trồng chi tâm, nàng cũng mười phần cảm kích, đây là nàng duy nhất đuổi kịp Diệp Thần hy vọng. Diệp Thần quả thực là quái vật, tiến bộ quá nhanh, thiên nữ đều nhanh không đụng tới Diệp Thần góc áo, chỉ có tại Nguyên Thiên Đế thủ hạ cần cù chăm chỉ tu luyện, mới có lật bàn siêu việt cơ hội. Nàng bây giờ đối với Nguyên Thiên Đế tâm tư, không còn là lợi dụng, mà là chân chính có đổ đệ đối với sư phó kính trọng. Nàng rất rõ ràng Nguyên Thiên Đế thực lực, sánh bằng thần lợi hại hơn rất nhiều, nghĩ che đậy thiên cơ mà nói, vẫn là phải dựa vào Nguyên Thiên Đế ra tay. Thần sắc đẹp cau mày nói, họ chủ phụ còn đang bế quan. Nguyên Thiên Đế thân là trụ thần hóa thân, bình thường sẽ không tự mình ra tay, phải tận lực tránh tiếp xúc nhân quả, bằng không đối với tu luyện bất lợi. Thiên nữ nói, vậy thì xin sư phó xuất quan. Nàng nhìn về phía cung điện chỗ sâu, lớn tiếng nói, sư phó, mời ngươi xuất quan. Nguyên Thiên Đế bình thường ngay tại Mỹ Thần Cung chỗ sâu bế quan, gần như không đi ra ngoài, tại thiên nữ âm thanh sau khi rơi xuống, cái kia bên trong thần cung, lập tức liền có một đạo màu trắng tinh mang vọt lên, tinh mang hóa thành bạch hồng, xuyên qua bầu trời, rất là hùng vĩ. Sau đó, một điểm điểm bạch quang, tại Diệp Thần, thần sắc đẹp, kỳ tưởng nhớ rõ ràng, thiên nữ bọn người bên cạnh ngưng kết, rất nhanh liền hóa thành một cái lão giả áo bào trắng bộ dáng. Lão giả áo bào trắng chính là Nguyên Thiên Đế, lúc này tướng mạo của hắn, so với trước đây, đã có bất đồng rất lớn. Trước đó dung mạo của hắn, cùng Diệp Thần rất tương tự, thì tương đương với giả đi Diệp Thần, bởi vì hắn trước đây chế tạo nhục thân, chính là nhìn trộm Diệp Thần dung mạo chế tạo. Nhưng bây giờ mà nói, theo Nguyên Thiên Đế dần dần khôi phục trụ lực lượng của thần, hắn đã dần dần khôi phục dung mạo của mình, một bộ gầy gò bộ dáng, so với trước đây, cái trán lại có sinh ra hai cây sừng rồng. Nhìn thấy Nguyên Thiên Đế sừng rồng bộ dáng, Diệp Thần cùng thần sắc đẹp bọn người đều là một hồi ngạc nhiên. Thần sắc đẹp vui vẻ nói, chúc mừng họ chủ phụ, tu vi lại thêm một bước. Nguyên Thiên Đế tiền thân là trụ thần Thủy Long Vương, trước đó chỉ giác tỉnh Long Châu sức mạnh, Long Châu sức mạnh mang cho hắn vô thượng hào quang, trước đó cửu thần bên trong quang thần Hoàng Sùng Quang, chính là Nguyên Thiên Đế tay sai, một cái tay sai, lây dính Nguyên Thiên Đế một điểm quang, liền thành quang thần. Có thể tưởng tượng được, Nguyên Thiên Đế sức mạnh, mạnh đến mức nào, đây vẫn chỉ là hắn Long Châu sức mạnh. Bây giờ, Nguyên Thiên Đế sinh ra sừng rồng, lực lượng của hắn, cùng dĩ vãng so sánh, cũng không biết tiến bộ bao nhiêu. Ta đang tiến bộ, Hồn Thiên Đế cũng tại tiến bộ, từ đầu đến cuối kéo không ra chênh lệch. Nguyên Thiên Đế chắp hai tay sau lưng, ánh mắt sâu kín nhìn về phía phương xa phía chân trời, thần sắc nghiêm nghị. Hắn đã sinh ra sừng rồng. Nhưng hắn vẫn là cao hứng không nổi, bởi vì hắn đang tiến bộ, Hồn Thiên Đế cũng tại tiến bộ, hai người thủy chung là ngang sức ngang tài cục diện, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thần sắc đẹp nói, họ chủ phụ, chỉ cần chúng ta có thể trước một bước chế tạo ra sinh tử phong thần bi, liền có thể nhất cử thắng qua Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế giáp tâm hiểm ác, dưới tay hắn chín đại hồn tộc, xếp hạng thứ nhất gọi tổ rồng hồn tộc là cầm long, dưỡng long, ngự long, ăn thịt rồng. Uống long huyết chủng tộc, mà Nguyên Thiên Đế tiền thân chính là long, Hồn Thiên Đế nằm mộng cũng muốn đem hắn chôn tại trong chính mình tổ rồng. Nguyên Thiên Đế thở dài, hy vọng đi, nhưng, chế tạo sinh tử phong thần bi, lại nơi nào có dễ dàng như vậy. Thiên nữ nói, sư phó, cái này mấu chốt là Côn Lôn đao a, chỉ cần chúng ta có thể cướp được Côn Lôn đao, thì tương đương với chặt đứt Hồn Thiên Đế một cánh tay đắc lực, hắn cũng không có biện pháp cùng chúng ta cướp tạo sinh tử phong thần bi. Ta kêu gọi ngươi xuất quan, là muốn gọi ngươi. Nguyên Thiên Đế khoát khoát tay, nói, tốt, ta đều biết được, không cần nhiều lời. Hắn đôi mắt như thấy rõ, hết thảy nhân quả rõ ràng,
nhưng bây giờ thế cục quyền chủ động, rõ ràng tại phe mình bên này, nhưng hắn vẫn là một mặt nghiêm nghị, lo lắng bộ dáng. Diệp thần, người trước tiên đi theo ta, ta có một số việc phải nói cho ngươi. Nguyên Thiên Đế ánh mắt nhìn về phía Diệp thần, đạo. Diệp thần một hồi mờ mịt, thần sắc đẹp, thiên nữ, kỳ tưởng nhớ rõ ràng tam nữ, cũng là 10 phần mê mang, không biết Nguyên Thiên Đế muốn nói cái gì. Nguyên Thiên Đế hướng Diệp thần vẫy tay, cất bước tiến vào trong cung. Diệp thần cảm thấy nghi hoặc, ra hiệu tam nữ tại chỗ chờ, hắn liền cùng Nguyên Thiên Đế vào cung. Nguyên Thiên Đế mang theo Diệp thần, đi tới trong thâm cung, ở đây hoàn cảnh 10 phần lạnh lẽo, lá rụng tiêu tiêu, cũng không có hạ nhân quét dọn. Hai người tới một chỗ thiên điện, Nguyên Thiên Đế đóng lại cửa điện, trong điện ánh nến tối tăm thiêu đốt, bầu không khí có chút âm u lạnh lẽo. Ngồi, Nguyên Thiên Đế chỉ trên đất một cái bồ đoàn, chính mình cũng ngồi ở trên một chiếc bồ đoàn. Diệp thần gật gật đầu, liền tại Nguyên Thiên Đế đối diện ngồi xuống, hỏi, Nguyên Thiên Đế tiền bối, không biết ngươi có cái gì chỉ giáo. Nguyên Thiên Đế nói, chỉ giáo không dám nhận, ngươi cũng không cần bảo ta tiền bối, ngươi là thiên địa luân hồi dị số, thiên tổ đều chịu tải không ngừng luân hồi đại đạo, ngươi lại có thể chịu tải, tương lai ngươi sẽ siêu việt thiên tổ, cũng biết siêu việt ta, cho nên tiền bối hai chữ, ta không dám nhận. Diệp thần vội nói, không dám, Nguyên Thiên Đế tiền bối, chuyện tương lai. Tương lai lại nói, ít nhất bây giờ, ta còn yếu ớt vô cùng, ngươi vẫn là tiền bối của ta. Nguyên Thiên Đế ừ một tiếng, khẽ gật đầu, nói, ta đơn độc gặp ngươi, là muốn cảnh cáo ngươi một tiếng, cẩn thận sát thần. Diệp thần khẽ giật mình, có chút không rõ ràng cho lắm, nói, cái gì? Nguyên Thiên Đế mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Diệp thần, nói, viễn cổ một vị cường giả, thiên đấu sát thần, linh hồn của hắn, có liên quan với ngươi có phải hay không? Đang thức tỉnh sừng rồng sau, Nguyên Thiên Đế thực lực thêm một bước cường đại, có thể nhìn thấy giữa thiên địa đủ loại nhân quả biến số, hắn ẩn ẩn bắt được, tại trên thân Diệp thần, tựa hồ có thiên đấu sát thần nhân quả, đó là tồn tại cực kỳ khủng bố. Hắn mặc dù không nhìn thấy luân hồi nghĩa địa tồn tại, nhưng thiên đấu sát thần cái kia cỗ kinh khủng khí tức, lại làm cho hắn một hồi xúc động. Tại viễn cổ thời đại, thiên đấu sát thần sát lục chư thiên, cường hoành vô song, là trong lục đạo cổ thần lợi hại nhất tồn tại. Danh xưng sát thần, chết trong tay hắn ở dưới cường giả, vô số kể. Liền Nguyên Thiên Đế cùng Hồn Thiên Đế, thời kỳ cường thịnh cũng ép không được thiên đấu sát thần phong mang. Diệp thần nghe được Nguyên Thiên Đế lời nói, lập tức đại chấn, sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Nguyên Thiên Đế thế mà lại nhắc đến thiên đấu sát thần. Luân hồi mộ địa bên trong, thiên đấu sát thần tựa hồ cũng có kiêng kỵ, khí tức hoàn toàn thu liếm. Toàn bộ mộ địa an tĩnh đến đáng sợ. Tiền bối vì sao muốn nhắc đến thiên đấu sát thần? Diệp thần lấy lại bình tĩnh, nhìn qua Nguyên Thiên Đế hỏi. Hắn cũng không phủ nhận, thiên đấu sát thần linh hồn, ngay tại trong cơ thể mình, dù sao Nguyên Thiên Đế là trụ thần hóa thân, lừa gạt hắn không có ý nghĩa. Nguyên Thiên Đế nghiêm nghị nói, ngươi có thể không biết thiên đấu sát thần kinh khủng, hắn là so sụp đổ chi chủ loại này tà thần, còn muốn nguy hiểm hơn gấp 10 tồn tại. Hắn bên trên ứng sát lục mệnh cách, vì sát lục mà sinh, đạo tâm hết sức dễ dàng bị bóp méo, tùy thời đều có thể biến thành một đầu chỉ biết giết hại quái vật. Mặc dù, hắn gia nhập vào lục đạo cổ thần trận doanh, trở thành chín thương cổ hoàng dưới quyền một thanh kiếm, tại chín thương cổ hoàng chế ước phía dưới, hắn sát tâm một trận lắng lại, dần dần như một người. Ngươi đừng quên, hắn trời sinh chính là giết hại quái vật, ngoại giới gông xiềng có thể hạn chế hắn nhất thời, hạn chế không được hắn một thế. Thiên đấu sát thần quá khứ, Nguyên Thiên Đế rất rõ ràng, đó là một đầu vì sát lục mà thành quái vật, tại bái nhập chín thương cổ hoàng trận doanh sau, dần dần rút đi sát khí, có hình người, nhưng trên thực tế vẫn là quái vật. Thiên đấu sát thần cùng chín thương cổ hoàng quan hệ, tương tự với Nhậm Phi Phàm cùng Diệp thần là trận doanh hạch tâm, nhưng trước mắt lợi hại nhất phong mang, lại là Nhậm Phi Phàm. Trước đó chín thương cổ hoàng trận doanh, cũng là như thế, lục đạo cổ thần bên trong. Lấy thiên đấu sát thần phong mang tối hừng hực. Giết hại, quái vật sao? Diệp thần suy nghĩ xuất thần, thiên đấu sát thần danh hào, tra cứu, đích xác rất kinh khủng, nhưng lâu như vậy đến nay, thiên đấu sát thần đối với Diệp thần đều rất hòa thuận, hắn đều dần dần không để ý đến, sống nhờ ở tòa này mộ bia phía dưới, là sát thần linh hồn A. Nguyên Thiên Đế nói, đúng vậy, thiên đấu sát thần đạo tâm, vô cùng dễ dàng vặn vẹo, hắn là ứng sát lục mệnh cách mà sinh. Sát lục mệnh cách là thiên đạo 6 mệnh một trong, người hẳn là nghe qua.
Diệp Thần ánh mắt chớp động, các loại nỗi lòng xen lẫn. Sát lục mệnh cách mà nói, hắn đích xác nghe qua. Thiên đạo sáu mệnh, có sinh sinh đạo, tử hồn đạo, sát lục đạo, bầu trời đạo, vũ trụ đạo, vận mệnh đạo. Sinh sinh đạo mệnh cách, có nguyên thiên đế chấp trưởng, hồn thiên đế chấp trưởng tử hồn đạo. Bầu trời đạo cùng vũ trụ đạo mệnh cách, đều tại trong cơ thể của Diệp Thần, vận mệnh đạo mờ mịt vô tung, trước mắt còn không biết rơi xuống. Còn lại một cái sát lục đạo, đang đại biểu cho giết hại cực hạn, là thiên đấu sát thần pháp tắc giết chóc đầu nguồn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nguyên thiên đế nặng nhiên nói, thiên đấu sát thần không phải là người, hắn là quái vật, giết hại quái vật. Là kiếm hoàng giáng sinh sau khi thất bại, oán khí tạo hóa tích nhiệt đản sinh ra quái vật. Ngươi nhất thiết phải cẩn thận, nếu như linh hồn của hắn, tại trong cơ thể ngươi mà nói, ngươi tốt nhất trực tiếp tiêu diệt hắn. Bằng không, nếu là hắn khôi phục, đạo tâm một khi bị vặn vẹo, hắn sẽ xoay đầu lại giết ngươi. Nghe được Nguyên Thiên Đế lời nói này, Diệp Thần lập tức dùng mình. Thiên đấu sát thần tiền bối, đây là có chuyện gì, ngươi sẽ giết ta sao? Diệp Thần tinh thần câu thông luân hồi mộ địa, hướng lên trời đánh giết thần hỏi. Xem như luân hồi nghĩa địa chủ nhân, Diệp Thần đối với mảnh này nghĩa địa hết thảy, đều có quyền khống chế tuyệt đối, hắn có thể tại một ý niệm, diệt sát mảnh này trong mộ địa tất cả linh hồn. Theo lý thuyết, hắn có thể hủy đi thiên đấu sát thần ở nhờ mộ bia, từ đó đem hắn gạt bỏ. Nhưng, Diệp Thần đương nhiên sẽ không như thế làm, đây không thể nghi ngờ là tự hủy trường thành, hắn cũng không tin thiên đấu sát thần sẽ giết hắn. Thiên đấu sát thần trầm mặc một hồi, sau đó truyền ra thở dài thanh âm nói. Ta không biết, mộ chủ, ta đạo tâm nếu như bị bóp méo, ta đều không biết mình sẽ làm ra cái gì. Cho nên, ta chậm chạp không dám hiện thân, ít nhất phải chờ ngươi tấn thăng thông thiên cảnh, có thực lực kinh khủng hơn, có thể dùng hào quang của ngươi che chở ta, ta mới có thể phát hiện thân. Bằng không, ta tùy tiện hiện thân, bị ba quỷ thần phát hiện, bọn hắn khí tức quỷ dị, sẽ trực tiếp ăn mòn ta, vặn vẹo đạo tâm của ta, để cho ta triệt để lâm vào điên cuồng hỗn loạn hoàn cảnh, đến lúc đó ta đem không cách nào khống chế chính mình. Diệp Thần chấn động trong lòng, thiên đấu sát thần chậm chạp không dám khôi phục hiện thân. Nguyên lai là sợ bị ba quỷ thần ăn mòn, đạo tâm hỗn loạn, lâm vào điên cuồng sao. Thiên đấu sát thần vội nói, mộ chủ, xin yên tâm, chỉ cần có ngươi luân hồi ánh sáng của bầu trời che chở, ba quỷ thần liền ăn mòn không được ta, chỉ cần ta không mất khống chế, ta cũng sẽ không tổn thương ngươi. Diệp Thần không nói gì, ẩn ẩn cũng là suy tính đến, tương lai sẽ có vô tận nguy hiểm. Thiên đấu sát thần là một thanh kiếm hai lưỡi, giết người đồng thời, cũng có thể sẽ thương tổn tới mình. Hít sâu một hơi, Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Nguyên Thiên Đế, hỏi. Tiền bối, người vừa mới nói, kiếm hoàng giáng sinh thất bại, oán khí tích nghiệt đản sinh ra thiên đấu sát thần, đây là có chuyện gì, kiếm hoàng là ai? Nguyên Thiên Đế đạo con mắt lộ ra một cỗ tang thương, tựa hồ lâm vào cổ lão trong hồi ức, âm thanh cũng biến thành trầm thấp rất nhiều, nói, kiếm hoàng đi, thế gian này luyện kiếm, danh xưng kiếm hoàng người, không biết có bao nhiêu ngàn vạn, nhưng ta nói kiếm hoàng. Là trong 72 trụ thần kiếm hoàng, tinh thông nhất kiếm đạo. Kiếm hoàng là ngũ hoàng một trong, 72 trụ thần bên trong, có tam thanh, bốn ngự, ngũ hoàng, lục tổ, thất tinh, còn có ba quỷ thần, những này là phong hào thần, giữa hai bên mệnh đồ xen lẫn, còn có càng nhiều hơn chính là độc hành thần, giống như là thiên cơ lão nhân, không đầu kiếm thánh, đại hiền giả, hắc hoàng đế các loại, người bao nhiêu đều tiếp xúc qua bọn hắn nhân quả. Diệp Thần ngẩn ngơ, thì thào thì thầm. Tam thanh, bốn ngự, ngũ hoàng, lục tổ, thất tinh. Tiền bối kia ngươi là. Nguyên Thiên Đế nói, ta đi, ta tiền thân, là trong thất tinh thần bất hủ tinh long tôn, nhưng bất hủ chỉ là hư ảo, ta chưa từng gặp qua chân chính bất hủ, liền thái sơ cũng có thể bị u ác tính từng bước xâm chiếm, cho nên ta về sau bỏ đi tên, chưa từng hủ tinh long tôn đổi tên gọi Thủy Long Vương. Nếu như thế gian này còn có cái gì đồ vật, có thể tính đến bất hủ mà nói, ta nghĩ, đó phải là nước. Thủy lợi vạn vật mà không tranh, vô thường hình lại có thể biến hóa vạn hình, ban sơ sinh mệnh cũng là từ trong nước thai nghén sinh ra, cho nên ta đổi tên gọi Thủy Long Vương. Ban sơ ta đây, là trong thất tinh thần bất hủ tinh, nhưng đó là rất xa xưa sự tình, trừ ta ra, trong thất tinh còn có ma tinh, thời chi tinh, không chi độ sáng tinh thể chờ, ma tinh la hầu chính là hồn thiên đế tiền thân, thời chi tinh thần nắm giữ thời gian pháp tắc, chính là trụ thần, không chi tinh thần nắm giữ không gian pháp tắc. Chính là vũ thần, ngươi cũng thấy qua. Diệp Thần như có điều suy nghĩ,
nói, thì ra 72 trụ thần bên trong, còn có tam thanh bốn ngự, ngũ hoàng lục tổ, thất tinh thần những thứ này phân chia sao? Nguyên Thiên Đế nói, đúng vậy, chúng ta những thứ này xem như phong hào thần, mạng lẫn nhau vận lẫn nhau xen lẫn. Diệp Thần lại hỏi, phong hào thần cùng độc hành thần khác nhau ở chỗ nào? Nguyên Thiên Đế lắc lắc đầu nói, kỳ thực cũng không có gì khác nhau, chính là thêm một cái danh hào thôi, thêm một cái danh hào, trên thế gian liền có thể nhiều một phần quý tích, liền có thể có càng nhiều tín đồ ghi khắc chúng ta, không cẩn thận rơi vào vực sâu mà nói, bò dậy cơ hội cũng biết lớn chút. Nhưng trên thực tế, vực sâu bên ngoài vẫn là vực sâu, leo ra sau còn có thể rơi vào, vạn kiếp bất phục, muốn siêu thoát, nơi nào có dễ dàng như vậy. Hết thảy đều là vạn kiếp bất phục trốn trở về. Diệp Thần ngẩn ngơ, phảng phất không cách nào bắt được đây hết thảy, nói, ta nghe không hiểu lắm. Nguyên Thiên Đế cười khổ một tiếng, nói, vực sâu chính là hủy diệt chi hải, người hẳn là đã nghe qua, đó là hắc ám, u ác tính, âm sát, quỷ dị, kiếp nạn hội tụ mà thành bể khổ, trụ thần linh hồn rơi xuống đi vào, liền muốn tiếp nhận so phần thiên đại kiếp dày vò vạn lần đau đớn, không thể siêu thoát. Có chút trụ thần cho là, vực sâu chính là một mảnh hải, kỳ thực không có đơn giản như vậy, hải bờ bên kia vẫn là hải, địa hải phía trên là thiên hải bên ngoài là biển vũ trụ bên ngoài vô tận không gian đa chiều, từng tấc một, cũng đã bị vực sâu bao phủ, trụ thần linh hồn rơi xuống đi vào, bất kể thế nào dãy giụa, đều không thể thoát ly vực sâu gông cùng xiềng xích. Diệp Thần nghe nói như thế, lập tức liền một hồi dùng mình. Nguyên Thiên Đế nói, ta bản nguyên linh hồn, bây giờ còn tại trong vực sâu dãy giụa. Năm đó ta tận mắt thấy kiếm hoàng, từ trong vực sâu leo ra. Hắn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, cho là mình đã giải thoát, thậm chí muốn tại không không lúc nào trên xuống sinh, làm một sự nghiệp lẫy lừng, nhưng tiếc là, hắn thất bại. Hắn cho là hắn đã thoát khỏi vực sâu, nhưng sau khi bò ra, bất quá là rơi vào một mảnh khác vực sâu thôi, đó là vô gian luân hồi địa ngục, hắn đạo tâm triệt để phá toái, tại không không lúc nào chống không giáng sinh cũng thất bại. Nỗi thống khổ của hắn. Hắn phẫn hận, hắn kêu rên cùng vặn vẹo, các loại oán khí nghiệt chướng, liền ngưng tụ ra một cái quái vật này chính là thiên đấu sát thần. Diệp Thần tê cả da đầu, không nói gì với nhau. Luân hồi mộ địa bên trong, thiên đấu sát thần cũng trầm mặc. Hắn biết, Nguyên Thiên Đế nói không sai, hắn không cách nào theo phản bác. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng là trụ thần hóa thân, nhưng đó là oán khí, nghiệt chướng, đau đớn, ác niệm, cừu hận. Giết hại hóa thân, là một cái vặn vẹo quái vật. Kiếm hoàng tinh thông kiếm đạo, rộng rãi, đường hoàng, chính khí, bá đạo, chứ kiếm tinh thông, nhưng thiên đấu sát thần kế thừa, chỉ có sát lục chi kiếm, chỉ có vô tận đồ sát cùng vặn vẹo. Nguyên Thiên Đế nói, mặc dù ở phía sau tới, thiên đấu sát thần đi nương nhờ chín thương cổ hoàng, tại chín thương cổ hoàng nhân hoàng trật tự phía dưới, dần dần rút đi sát khí, trở nên như một người, nhưng hắn trên bản chất vẫn là một đầu quái vật. Là kiếm hoàng oán niệm hóa sinh nghiệt vật, đạo tâm của hắn cực dễ dàng bị bóp méo. Chỉ cần hắn hiện thân, ba quỷ thần tuyệt đối sẽ động thủ, nguyền rủa vặn vẹo, làm hắn một lần nữa ác đọa biến thành một cái quái vật. Cho đến lúc đó, ngay cả ta đều ép không được hắn, hắn cũng có thể sẽ giết ngươi. Diệp Thần trợn mắt hốc mồm, ngực như bị người dùng cự chùy hung hăng đập một cái, một hồi khó chịu. Trên thực tế, thiên đấu sát thần không có khả năng giết chết Diệp Thần. Bởi vì Diệp Thần nắm trong tay luân hồi mộ địa, đối với mảnh này nghĩa địa hết thảy, đều có tuyệt đối trưởng khống quyền, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn một ý niệm, có thể đem thiên đấu sát thần linh hồn, từ trong mộ địa xóa đi. Đây là pháp tắc tầng diện đồ vật, không phải dựa vào sức mạnh có thể nghịch chuyển. Cho nên, coi như mạnh như thiên đấu sát thần, trước mắt đối với Diệp Thần thái độ, cũng là vô cùng tôn kính, bởi vì hắn tin tưởng người nào mới thật sự là chúa tể. Nguyên Thiên Đế cũng không biết luân hồi nghĩa địa tồn tại, cho là thiên đấu sát thần chỉ là đơn thuần sống nhờ tại trong cơ thể của Diệp Thần, cho nên hắn lo lắng Diệp Thần sẽ bị giết chết. Nhưng bất kể như thế nào, thiên đấu sát thần nếu như nổi điên, đối với Diệp Thần tới nói, đích xác cũng là một kiện vô cùng chuyện khó giải quyết. Ba quỷ thần tại sao muốn nguyền rủa thiên đấu sát thần? Bọn hắn cùng thiên đấu sát thần lại có ân oán gì? Diệp Thần ngắm nhìn Nguyên Thiên Đế ánh mắt, hỏi. Vừa mới Nguyên Thiên Đế nhắc tới ba quỷ thần, đó cũng là thiên đấu sát thần trước đó từng nói tới, thiên đấu sát thần vô cùng kiêng kỵ. Nguyên Thiên Đế nói, ba quỷ lực lượng của thần bắt nguồn từ u ác tính, bọn hắn chỉ muốn phá hư thế giới này, phá hủy tất cả trật tự, muốn để hắc ám cùng vặn vẹo, đem thế giới bao phủ,
bọn hắn mới có thể vì vực sâu tích lũy đầy đủ lực lượng, đi đối kháng Thái Sơ. Thái Sơ cùng vực sâu đấu tranh, là quang cùng ám đấu tranh, cả ngày chi đạo phân âm dương hai khí giao cảm, hóa sinh vạn vật. Vốn là âm khí chi đạo, cũng không phải nói nhất định phải giống u ác tính khủng bố như vậy, liền xem như tại trong âm khí, u ác tính cũng là cực đoan nhất, tối vặn vẹo, tối tăm nhất tồn tại, nhưng Thái Sơ hào quang quá hừng hực, muốn áp chế, cũng chỉ có thể dùng u ác tính đi ký sinh, từng bước một từng bước xâm chiếm. Từ, đạo, góc độ tới nói, ba quỷ thần hành động, không thể chỉ trích, bọn hắn làm hết thảy, cũng là vì cùng Thái Sơ chống lại, khôi phục cả ngày chi đạo trật tự. Nhưng chúng ta thân ở thế giới bên trong, nếu như bị bọn hắn phá hủy thế giới, chúng ta liền phải chết. Mà Thái Sơ cùng vực sâu đấu tranh, ta đứng tại quang bên này, ta muốn biến thành quang. Âm dương phân hiểu đã thành đi qua, bây giờ đại đạo, là Thái Sơ, là quang, ta tin tưởng Thái Sơ hứa hẹn hoàn mỹ thế giới, đó là vĩnh hằng quang minh thế giới, sẽ không còn có cái gì âm dương tuần hoàn, chỉ có quang, không có tử vong, không có trung yên, chúng ta cũng có thể vĩnh hằng không sầu sống sót. Diệp Thần ngưng mắt nhìn qua Nguyên Thiên Đế, không nói gì không nói. Nguyên Thiên Đế nói tới đồ vật, quá mức hùng vĩ, thậm chí không cách nào phân biệt đúng sai, các phương đều có các phe đạo lý, cho nên Diệp Thần giữ yên lặng. Hắn cũng có hắn đạo. Nguyên Thiên Đế nói tiếp, thiên đấu sát thần cái này lợi kiếm, một khi ra khỏi vỏ, ba quỷ thần sẽ không bỏ qua, bọn hắn tuyệt đối sẽ sử dụng hết thảy thủ đoạn, tới để cho thanh kiếm này mất khống chế, sát lục chư thiên, phá hủy hiện hữu hết thảy trật tự. Mà một khi thiên đấu sát thần mất khống chế, ta đều khó mà đối mặt phong mang của hắn. Trước kia đỉnh phong, ta cùng hồn thiên đế, đối mặt trạng thái điên cuồng ở dưới thiên đấu sát thần, cũng là không dám chính diện cùng với tranh chấp, chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Về sau, thiên đấu sát thần đầu phục chín thương cổ hoàng, có nhân dạng, không còn là điên cuồng quái vật, phong mang của hắn liền đại đại suy yếu, đến cuối cùng thậm chí bị hồn thiên đế giết chết. Ha ha, thực sự là không điên cuồng. Không sống. Nhưng bất kể như thế nào, thiên đấu sát thần, chung quy là cái phong ma quái vật, hắn lúc nào cũng có thể ác đọa vặn vẹo, hôm nay không phát điên, ngày mai cũng là muốn nổi điên, nghĩ không bị rắn độc cắn chết, tốt nhất thừa dịp rắn độc còn tại ngủ mùa đông thời điểm, nhất cử đem bóp chết. Nói đi, trên thân Nguyên Thiên Đế, đột nhiên tuôn ra một cổ cuồng bạo khí lưu cùng bạch quang, vô tận quang huy xen lẫn, tại phía sau hắn tạo thành một đầu bạch long, dương nanh múa vuốt, khuấy động gợn sóng. Rung động ầm ầm, lại ngửa mặt lên trời gào thét, to rõ tiếng rồng ngâm rung khắp thiên địa, toàn bộ thần sắc đẹp cung đô đi theo chấn động. Tại bên ngoài cửa cung chờ thần sắc đẹp, thiên nữ, kỳ tưởng nhớ rõ ràng bọn người, nghe được cỗ này long hống, cảm nhận được cỗ này cuồn cuộn uy áp, các nàng lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem thần cung phương hướng. Này, đây là có chuyện gì? Nguyên Thiên Đế nghĩ đối với Diệp Thần bất lợi. Kỳ tưởng nhớ rõ ràng đôi mắt co rụt lại. Lập tức cảnh giác lên, liền nghĩ đi vào tìm tòi hư thực. Thần sắc đẹp tại ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, cấp tốc tỉnh táo lại, nói, tưởng nhớ thanh cô nương an tâm chớ vội, chúng ta là minh hữu, họ chủ phụ như thế nào lại tổn thương Diệp Thần đâu. Chúng ta ở chỗ này chờ chính là. Kỳ tư thanh tú lông mày nhăn lại, cẩn thận cảm ứng một chút, đích xác không có bắt được nhằm vào Diệp Thần sát khí, nội tâm lúc này mới thoáng an bình xuống. Mà lúc này tại thâm cung trong thiên điện, Diệp Thần nhìn xem đột nhiên bộc phát Nguyên Thiên Đế, cũng là một hồi kinh ngạc. Nguyên Thiên Đế trong mắt bắn ra lăng lệ phong mang, tràn ngập sắc bén sát khí, nhưng cỗ này sát khí cũng không phải nhằm vào Diệp Thần, mà là nhằm vào trong cơ thể của Diệp Thần thiên đấu sát thần. Thiên đấu sát thần, ra đi, thừa dịp ngươi hoàn toàn thanh tỉnh, đi ra nhận lấy cái chết. Miễn cho về sau trở thành tai họa. Nguyên Thiên Đế khiển trách quát mắng. Diệp Thần động thân dựng lên, vội vàng nói. Không thể, Nguyên Thiên Đế tiền bối. Ngươi không thể thương tổn thiên đấu sát thần. Hắn mắt thấy Nguyên Thiên Đế khí thế bành trướng, cũng chỉ sợ hắn đột nhiên ra tay, vội vàng thi triển luân hồi pháp, sau lưng hiện ra một cái trong suốt luân hồi bàn bên trên có kiếm ảnh hiển hóa, đó là thiên đế hoàng đạo kiếm kiếm ảnh. Diệp Thần khí huyết đang thiêu đốt, rung động ầm ầm, thiên đế hoàng đạo kiếm kiếm ảnh, bộc phát ra mãnh liệt kiếm ý, đó là nghịch thiên trảm thần kiếm ý, vô cùng cuồng hung hãn. Chính diện cùng Nguyên Thiên Đế khí thế giằng co, càng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nguyên Thiên Đế ngẩn ngơ, nhìn thấy Diệp Thần như vậy thiêu đốt khí huyết, cũng muốn cùng mình đối kháng bộ dáng, hắn biểu lộ một chút trở nên vô cùng phức tạp, vừa thấy thất vọng. Diệp Thần, người muốn bảo vệ thiên đấu sát thần, Nguyên Thiên Đế âm thanh trở nên u sầu.
Diệp thần nói, Nguyên Thiên Đế tiền bối, xin ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ba quỷ thần nguyền rủa được như ý, tương lai đối kháng Hồn Thiên Đế, Thiên Đấu Sát Thần cũng có thể ra một phần lực. Nguyên Thiên Đế trầm mặc xuống, đang trầm mặc một lúc lâu sau, hắn đem khí tức trên thân thu liễm trở về, sau lưng Bạch Long khí tượng tiêu tán, hắn giống như lập tức già vạn tuế, thở dài nói. Thôi, ta liền biết, vận mệnh không do người, có nhiều thứ nhất định phát sinh, vô luận ta nghĩ như thế nào phải cải biến, tương lai đều nhất định phát sinh. Nếu như người thật muốn giữ gìn Thiên Đấu Sát Thần, vậy có thể đi cân nhắc kế thừa từ Hoài Dược Vương đạo thống, dựa vào đặc thù dược vật, hòa dịu hắn bị điên. Ba quỷ thần nguyền rủa vô khổng bất nhập, người luân hồi quang lợi hại hơn nữa, đều cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đều hộ được Thiên Đấu Sát Thần, chỉ cần ngươi có cái gì sơ sẩy suy yếu, ba quỷ thần thừa lúc vắng mà vào, ngày đó đánh giết thần nhất định trầm luân. Mọi thứ cẩn thận một chút, tóm lại không tệ, đừng quá tin tưởng thực lực của mình, tìm kiếm dược vật phụ trợ, càng thêm ổn thỏa. Diệp thần trong lòng hơi động, nói, từ Hoài Dược Phương. Nguyên Thiên Đế đôi mắt lại là một hồi thâm thúy, cổ lão hồi ức đang cuồn cuộn, hắn khẽ gật đầu một cái nói. Ân, từ Hoài Dược Phương cùng Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần hai vợ chồng, trước kia là Thiên Đấu Sát Thần bằng hữu, cũng là trong chín thương cổ hoàng Hướng Đỉnh khách khanh. Từ Hoài Dược Phương thông qua dược vật trị liệu, hòa dịu Thiên Đấu Sát Thần tinh thần bị điên, nhưng cũng chỉ là hòa dịu, cũng không thể hoàn toàn chữa trị. Trước kia Thiên Đấu Sát Thần, cuối cùng vẫn là nổi điên, một kiếm đem ân nhân của mình từ Hoài Dược Phương giết chết, từ Hoài Dược Phương thê tử Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần, may mắn đào thoát, vì báo thù, phối hợp Hồn Thiên Đế đem Thiên Đấu Sát Thần giết chết, oan oan tương báo, lại tới mức như thế. Nguyên Thiên Đế lời nói này sau khi rơi xuống, Diệp thần bỗng nhiên cảm thấy, luân hồi mộ địa lại có một khối mộ bia, truyền ra một cỗ nhỏ nhẹ chấn động. Cỗ này chấn động, làm cho Diệp thần vô cùng bất ngờ. Chẳng lẽ, ngoại trừ lục đạo cổ thần, tại luân hồi trong mộ địa, còn có khác phiến cổ nhân vật? Là Từ Hoài Dược Phương, vẫn là Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần. Cái kia Từ Hoài Dược Phương đạo thống, ta như thế nào kế thừa? Diệp thần hỏi. Nguyên Thiên Đế nghĩ nghĩ. Nói, trước kia Từ Hoài Dược Phương sau khi chết, hậu nhân của hắn liệm hắn hài cốt, chôn ở Tinh Không Đế Lăng, ta từng đi tế bái qua, cùng Tinh Không Đế Lăng phòng thủ lăng gia tộc có chút giao tình, ân, ta có thể viết một lá thư, người mang đến Tinh Không Đế Lăng, cho thấy thân phận, phòng thủ lăng gia tộc sẽ đem Từ Hoài Dược Phương đạo thống cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể được đến Từ Hoài Dược Phương đạo thống, liền có thể bảo hộ Thiên Đấu Sát Thần đạo tâm, ngăn chặn ba quỷ thần nguyền rủa, nhưng chuyện này chỉ có thể bảo hộ nhất thời. Không có khả năng bảo hộ một thế. Nhưng bất kể như thế nào, Từ Hoài Dược Phương đạo thống, cũng là viễn cổ thời đại cường hãn nhất dược đạo, người kế thừa, cũng là một phần tạo hóa, tương lai chúng ta cùng Hồn Thiên Đế quyết chiến, rất nhiều người phải chết, nắm giữ phần này tạo hóa, coi như không cứu được Thiên Đấu Sát Thần, cũng có thể cứu những người khác. Diệp thần khẽ giật mình, nói, Từ Hoài Dược Phương đạo thống, cái này nghe liền không đơn giản a, hậu nhân của hắn. Sẽ như vậy dễ dàng liền đem đạo thống cho ta. Nguyên Thiên Đế cười ha ha, nói, ngươi chỉ cần cho thấy thân phận, bọn hắn chắc chắn sẽ cho, Từ Hoài Dược Phương đạo thống, các loại dùng dược y lý trị liệu chi thuật, 10 phần thâm ảo, liên lụy tới vị kia pháp tắc, Từ Hoài Dược Phương bản thân liền là vị kia người đại diện. Diệp thần hai đầu lông mày tràn ngập ngưng trọng, nói, vị kia là vị nào? Nguyên Thiên Đế biểu lộ trở nên có chút nghiêm nghị, lắc lắc đầu nói, vị kia là một trong tam thanh. Tam thanh tồn tại, là một cái cấm kỵ, ta coi như muốn nói, cũng nói không ra miệng, lời đến khóe miệng sẽ vặn vẹo sinh biến. 72 trụ thần bên trong, lấy tam thanh đạo pháp lợi hại nhất, Từ Hoài Dược Phương trước kia là viễn cổ thời đại, lợi hại nhất dược sư, đạo thống của hắn không phải hắn một mình sáng tạo, hắn là tam thanh bên trong, một vị nào đó đại năng người đại diện. Vị kia đại năng nói, thế giới bệnh cũng không nhẹ, cho nên hắn ban thưởng ân điển, muốn trị liệu thế giới này. Từ Hoài Dược Phương nhận được hắn ân điển tạo hóa, chấp trưởng vô thượng trị liệu y dược pháp môn, thậm chí có thể trị sinh bệnh thế giới. Chân chính lợi hại, kỳ thực không phải Từ Hoài Dược Phương, mà là phía sau hắn vị kia đại năng. Nhưng, vị kia đại năng, là một trong tam thanh tồn tại, cũng là cấm kỵ, không thể nhìn trộm, không thể nói, ta tối đa cũng chỉ có thể nói cho ngươi đến nơi đây, lại nói mà nói, mệnh của ta đường muốn đánh gãy. Nói đến tam thanh thời điểm. Nguyên Thiên Đế trong giọng nói, tràn đầy kiêng kỵ chi ý, lại dẫn sùng kính, là đối với cường giả trời sinh kính trọng. Có thể tưởng tượng, tam thanh quyền hành, tất nhiên tại Nguyên Thiên Đế phía trên.
Tam thanh, cấm kỵ. Diệp Thần rất là chấn động, đầu óc ông tác hưởng, ẩn ẩn giống như bắt được cái gì, tiếp đó ầm ầm nhớ tới một vài thứ. Phía trước có một vị lão tiền bối, ban cho Diệp Thần một cái lẫn nhau chữ, để cho Diệp Thần lĩnh ngộ được âm dương luân chuyển vô thượng diệu pháp. Vị kia lão tiền bối tồn tại, liền vô cùng thần bí, hắn đã dặn dò qua Diệp Thần, gọi Diệp Thần không nên quên tên của hắn, nhưng Diệp Thần hay là quên. Vị kia lão tiền bối, tựa hồ chính là một cái cấm kỵ tồn tại. Bây giờ, Diệp Thần nghe Nguyên Thiên Đế nhắc đến Tam Thanh, lập tức liền sáng tỏ thông suốt. Vị kia ban thưởng chữ lão tiền bối, tất nhiên chính là một trong Tam Thanh. Diệp Thần thử nghiệm nghĩ kỹ lại, muốn đuổi theo ức vị kia lão tiền bối tên, nhưng đại não lại cấp tốc bị một mảnh sương mù che lấp, đồ vật gì đều nghĩ không nổi, thậm chí mảnh này sương mù còn muốn biến thành màu đen bốc mùi, muốn ăn mòn Diệp Thần đầu óc. Cảm thấy được một màn này, Diệp Thần vội vàng cắt đứt ý nghĩ của mình, trong đầu sương mù mới tán đi, sau lưng của hắn đã kinh ra chút lạnh mồ hôi. Vị kia lão tiền bối tồn tại, còn có Tam Thanh bí mật, đích thật là 10 phần mịt mờ cấm kỵ, liền xem như Diệp Thần muốn nhìn trộm, đều có thể gặp không biết phản phệ. Nguyên Thiên Đế tiền bối, ngươi nhìn ta cái chữ này. Diệp Thần lại có chút không cam tâm, biết rõ nhìn trộm Tam Thanh nguy hiểm, nhưng vẫn là muốn biết nhiều hơn điểm bí mật. Liền tại lòng bàn tay tế ra một cái lẫn nhau chữ, lộ ra tại trước mặt Nguyên Thiên Đế. A, Nguyên Thiên Đế vừa nhìn thấy Diệp Thần trong tay lẫn nhau chữ, lập tức liền vô cùng thất thố kinh hô một tiếng, hai mắt gắt gao trừng lớn. Diệp Thần trong tay lẫn nhau chữ, tràn ngập xanh thẳm tia sáng, kiểu chữ này cấu tạo quá xảo diệu, vô luận trên dưới trái phải như thế nào cắt chém, đều vừa vặn có thể chia đều hai nửa, hàm ẩn lấy cả ngày chi đạo âm dương chí lý. Ngươi thấy qua vị kia? Nguyên Thiên Đế hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Diệp Thần hỏi. Sau đó, Diệp Thần còn không có trả lời, Nguyên Thiên Đế lại nhíu mày suy ngẫm, lắc đầu nói. Không phải, cho người ban thưởng chữ vị kia đại năng, cùng Từ Hoài Dược Vương sau lưng đại năng, không phải cùng là một người. Diệp Thần nói, nhưng cũng là một trong Tam Thanh A. Nguyên Thiên Đế trầm mặc một chút, gật đầu nói, ân, bọn họ đều là một trong Tam Thanh. Ta nghĩ không ra, lại có một vị Tam Thanh đại năng tìm tới ngươi, cái này đối ngươi tới nói, không phải là chuyện tốt. Diệp Thần hỏi, vì cái gì? Nguyên Thiên Đế thần sắc rất phức tạp, nói, ta khó mà nói, cấm kỵ đồ vật quá nhiều, ngươi về sau tự nhiên sẽ biết được. Ân, hiện tại lời nói, vẫn là đi trước kế thừa Từ Hoài Dược Vương đạo thống, cái kia đạo thống 10 phần thâm ảo, Từ Hoài Dược Vương hậu nhân, không có một cái nào có thể lĩnh ngộ. Thế gian này, nếu như nói có ai có thể lĩnh ngộ Từ Hoài Dược Vương đạo thống, cái kia cũng chỉ có ngươi, Diệp Thần. Nguyên Thiên Đế rất rõ ràng, luận ngộ tính thiên phú, không có người so Diệp Thần lợi hại hơn. Diệp Thần ngộ tính, có thể xưng nghịch thiên, cũng chỉ có hắn, mới có hy vọng kế thừa Từ Hoài Dược Vương đạo thống. Liền xem như Nguyên Thiên Đế chính mình, cũng không cách nào xem hiểu Từ Hoài Dược Vương lưu lại bí tịch, cái kia liên lụy tới Tam Thanh bên trong, một vị nào đó đại năng pháp tắc, thực sự quá phức tạp. Chấm, ngươi mang theo phong thư này, đi Tinh Không Đế Lăng, phòng thủ Lăng gia tộc gia chủ, chỉ cần còn có chút đầu óc, hắn đều sẽ đem Từ Hoài Dược Vương đạo thống chuyển cho ngươi, đây là bọn hắn duy nhất phục hưng cơ hội. Nguyên Thiên Đế biết Từ Hoài Dược Vương truyền thừa trọng yếu, có thể hay không cứu thiên đấu sát thần không nói trước, ngược lại tương lai hắn cùng Hồn Thiên Đế tranh đấu, Từ Hoài Dược Vương đạo thống có thể cử đi đại dụng, người chết sống lại, mọc lại thịt từ xương, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Lập tức trong tay Nguyên Thiên Đế linh quang hội tụ, trong tay tạo hóa ra một tờ giấy viết thư, giao cho Diệp Thần. Đây thật ra là một phong thư đề cử, từ Nguyên Thiên Đế đứng ra, thỉnh Từ Hoài Dược Vương hậu nhân, đem đạo thống giao cho Diệp Thần kế thừa, dạng này đối với song phương đều có chỗ tốt. Diệp Thần nhận được đạo thống truyền thừa, Từ Hoài Dược Vương hậu nhân, cũng có thể nhận được chỗ tốt, không cần lo lắng nữa tiên tổ đạo thống đoạn tuyệt. Diệp Thần tiếp nhận giấy viết thư, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Mà sau sẽ giấy viết thư thu hồi, nói. Tiền bối, Từ Hoài Dược Vương đạo thống, trước tiên có thể hoãn một chút, chúng ta phải trước tiên tra hỏi ra Côn Luân Đao tung tích, cần ngươi ra tay che đậy thiên cơ, miễn cho bị Hồn Thiên Đế biết. Thiên đấu sát thần còn không có khôi phục, Từ Hoài Dược Vương đạo thống kế thừa, cũng không cần gấp nhất thời, nhưng Côn Luân Đao sự tình, nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Bây giờ Hồn Thiên Đế đã cùng Đại Ái Thần Phong Tinh Tuyết kết minh. Không không lúc nào khoảng không rất nhiều đại ái thần, thần tình yêu tín đồ, toàn bộ đi Hồn Thiên Đế lãnh địa, mộng tưởng muốn thiết lập một cái trời nếu có tình thế giới.
không không lúc nào giữa không trung, cũng có rất nhiều người chịu đến tác động, tiến đến cúng bái. Bây giờ hồn thiên đế khí thế, chính là hưng thịnh, đủ để cùng gồm cả hình chi mảnh vụn cùng độ chi mảnh vụn Diệp Thần tương đương, Diệp Thần cũng ép không được hồn thiên đế. Muốn áp chế hồn thiên đế mà nói, mấu chốt chính là Côn Lôn đao. Nếu là có thể cầm tới Côn Lôn đao, áp chế lại hồn thiên đế, cái kia chế tạo sinh tử phong thần bi liền có hy vọng, Diệp Thần cũng có thể phục sinh vũ tổ. Nguyên thiên đế lông mày nhíu một cái, bấm ngón tay suy tính một chút, nói, việc cấp bách, đích thật là cướp đoạt Côn Lôn đao, đao này thiên cơ quá lớn, ta ra tay che đậy thiên cơ, tối đa cũng chỉ có thể dây dưa 7 ngày thời gian. Từ người biết Côn Lôn đao tung tích một khắc này bắt đầu, 7 ngày sau đó, hồn thiên đế cũng biết, nhưng ngắn ngủi 7 ngày, muốn đoạt được cây đao kia, rõ ràng cũng là rất không có khả năng sự tình. Diệp Thần sầm mặt lại, nói như vậy, thời gian của hắn cửa sổ, chỉ có 7 ngày. Nghĩ tại trong 7 ngày, đoạt được Côn Lôn đao, suy nghĩ một chút đều biết rất không có khả năng. Côn Lôn đao loại thần khí này, sở tại chi địa, tuyệt không phải bình thường, từ nơi sâu xa, Diệp Thần cũng là bắt được một cỗ mịt mờ khí tức nguy hiểm. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Diệp Thần cũng không khả năng rút lui, Côn Lôn đao cực kỳ trọng yếu, là cùng hồn thiên đế đối kháng mấu chốt. Lấy thực lực của hắn, độ chi mảnh vụn, hình chi mảnh vụn, thiên đế hoàng đạo kiếm, luân hồi pháp, trụ thần pháp các loại, bạo phát, thế gian hiếm có địch thủ, chỉ cần chịu liều mạng, trong vòng 7 ngày, vẫn có cơ hội đoạt được Côn Lôn đao, chỉ là có thể cần trả giá một chút. Tiền bối, 7 ngày liền 7 ngày, đầy đủ, Diệp Thần đã có quyết tâm. Nguyên thiên đế ánh mắt chớp lên một cái, sau đó khẽ gật đầu nói, hảo, ngươi có quyết tâm, vậy là tốt rồi, cái này 7 ngày, ta liền thay ngươi che đậy thiên cơ. Nói đi, nguyên thiên đế bóp cái pháp quyết, ông một tiếng, một cỗ màu trắng tinh quang, từ trên đỉnh đầu hắn phun ra, vọt ra khỏi cung điện, trực thấu thiên vũ. Toàn bộ Mỹ thần cung, thậm chí toàn bộ Mỹ thần thánh địa, lập tức liền bao phủ ở mảnh này mơ hồ vụ quang bên trong, đây là nguyên thiên đế che đậy thiên cơ thủ đoạn, cao minh vô cùng, cũng không phải hoàn toàn chặt đứt ngăn cách, mà là lấy thần quang mê vụ bao phủ, loạn người tai mắt. Côn Lôn đao loại này cấp bậc thiên cơ, là chém không đứt, nhưng có thể bao phủ che lấp. Diệp Thần gặp nguyên thiên đế đã thi pháp, chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Dừng một chút, Diệp Thần lại đem Thương Thiên Lạc Nguyệt ôm ra, đạo, tiền bối, ta còn muốn mời ngươi chiếu cố một chút. Bằng hữu của ta, nàng gọi, Thương Thiên Lạc Nguyệt, Lạc Thần. Thương Thiên Lạc Nguyệt bị thương rất nặng, Diệp Thần bây giờ là dựa vào đạo thiên kiếm vì nàng treo mệnh, nhưng cái này hiển nhiên không phải bền bỉ kế sách, hơn nữa một khi đạo thiên kiếm linh khí hao tổn, hắn cũng muốn gặp phản phệ. Nguyên thiên đế nhìn thấy Thương Thiên Lạc Nguyệt trọng thương hôn mê bộ dáng, cũng là nhíu nhíu mày, do dự một chút, sau đó lắc lắc đầu nói, không tiện lắm, ta ra tay che đậy thiên cơ, đã lây dính cực lớn nhân quả, ta không thể lại có quá nhiều liên lụy. Ngươi cùng Lạc Thần yêu hận tình cừu, là chính các ngươi kiếp, chỉ có từ độ, ta cũng không tốt lắm nhúng tay. Ngô, ta nhiều nhất truyền cho ngươi một môn thuật pháp, gọi Thương Long Rửa Thế Pháp, là ta nồng cốt trụ thần pháp một trong, phương pháp này huyền ảo tinh thâm. Ta vốn là muốn truyền cho thiên nữ, nhưng lại sợ nàng tu vi ngộ tính không đủ, tùy tiện tu luyện sẽ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí không cách nào khống chế tổn thương người người. Nhưng ngươi mà nói, hẳn là liền không có vấn đề này. Diệp Thần ngộ tính nghịch thiên, công pháp gì cũng có thể lĩnh ngộ, nguyên thiên đế cũng là 10 phần tán thưởng, lập tức cong ngón búng ra, một đạo linh quang bắn ra, hướng về Diệp Thần mi tâm vọt tới. Diệp Thần biết nguyên thiên đế là muốn truyền công, cho nên không có kháng cự. Tùy ý cái kia linh quang bắn vào chính mình mi tâm, sau đó oanh một tiếng, hắn liền cảm thấy thức hải một hồi nổ tung, một mảnh mênh mông công pháp yếu quyết, tại trong thức hải của hắn nổ tung. Hắn tựa như thấy được một mảnh biển cả, thanh long bốc lên, vũ động mưa gió mây đùn, phi vũ tí tách, gột rửa thiên địa càn khôn, vô số cổ lão ký tự, đang bay trong mưa hiện lên, khí tượng hùng vĩ. Những ký tự này, liên kết đứng lên, chính là một môn thần công bí pháp, chính là trụ thần pháp. Là nguyên thiên đế tiền thân, Thủy Long Vương hạch tâm bí pháp một trong, kỳ danh là Thương Long Rửa Thế Pháp. Môn này Thương Long Rửa Thế Pháp, lấy tự thân linh khí làm căn cơ, tạo hóa Thương Long, có thể tẩy rửa vạn trần, gột rửa chư tà, bên trong có thể nuôi tinh phòng thủ thần, bên ngoài có thể trấn áp vạn ma, là một môn 10 phần cường hãn công pháp. Liền xem như tại trong trụ thần pháp, môn này Thương Long Rửa Thế Pháp, cũng có thể xưng nhất lưu tồn tại, có thể cùng cửu thiên chân lôi chú. Thiên thủ trăm cánh tay đại uy thiên long mấy người Siva thần pháp tướng làm.
Thương long giữa thế pháp cảnh giới đỉnh cao, nhiều nhất có thể triệu hoán 9 đầu thương long, nhưng Nguyên Thiên Đế bây giờ cho Diệp Thần, tối đa chỉ có thể triệu hoán 1 đầu. Môn công pháp này không được đầy đủ. Diệp Thần lông mày nhíu một cái, rất bén nhạy phát giác được, môn này thương long giữa thế pháp, công pháp yếu lĩnh còn không đầy đủ, có rất nhiều thiếu hụt. Nguyên Thiên Đế ngẩn ngơ, nói, ngươi thế mà liếc mắt một cái liền nhìn ra, thực sự là, không thể tưởng tượng nổi. Hắn hơi hơi hít một hơi khí lạnh, ta biết ngươi ngộ tính nghịch thiên, nhưng không nghĩ tới thế mà nghịch thiên đến nước này, một chút thì nhìn ra ta công pháp khuyết điểm sao. Diệp Thần ngộ tính nghịch thiên, không không lúc nào chống không đám võ giả, chỉ nói hắn là thiên tổ người đại diện, cho nên chư pháp tinh thông, nhưng Nguyên Thiên Đế cũng rất tinh tường. Liền xem như trụ thần bản thân, cũng không có loại này cấp bậc ngộ tính. Diệp Thần ngộ tính thiên phú cao, đã vượt qua trụ thần bản thân, thật là không thể tưởng tượng nổi, Nguyên Thiên Đế một hồi tê cả da đầu, hắn đoán chừng Diệp Thần sau lưng, hơn phân nửa là có chính mình không biết bí mật. Diệp Thần không nói gì, chỉ là yên lặng tìm hiểu cái kia thương long rửa thế pháp. Nguyên Thiên Đế thở dài, môn này thương long rửa thế pháp, đích xác không đầy đủ, phương pháp này chia làm 9 tầng. Một tầng một thương long, lực lượng của ta chỉ là hồi phục một điểm, trước mắt chỉ nhớ lại thương long giữa thế pháp tầng thứ nhất, ta biết, đã toàn bộ truyền cho ngươi. Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là thế, Nguyên Thiên Đế tiền bối, cái kia đa tạ ngươi truyền công. Coi như chỉ có một tầng, chỉ có thể triệu hoán một đầu thương long, cũng đủ cường đại, dù sao cũng là nhất lưu trụ thần pháp. Nguyên Thiên Đế nói, ân, về sau ta ký ức hồi phục. Ta sẽ đem còn lại pháp môn truyền cho ngươi. Mặt khác, chờ ngươi kế thừa từ Hoài Dược Vương đạo thống, dựa vào đủ loại đan dược diệu pháp, liền có thể cứu sống Lạc Thần. Diệp Thần nói, hảo, đa tạ tiền bối, vậy ta cáo lui trước. Từ biệt Nguyên Thiên Đế, Diệp Thần từ trong cung điện đi ra, một lần nữa đem Thương Thiên Lạc Nguyệt giàn xếp trở về luân hồi trong mộ địa đi, hồi tưởng lại vừa mới sở học thương long rửa thế pháp, Diệp Thần tâm hữu sở động. Đem đạo thiên kiếm từ thương thiên trong cơ thể của Lạc Nguyệt thu hồi lại. Thương long rửa thế, xuân phong hóa vũ. Tại thu hồi đạo thiên kiếm trong nháy mắt, Diệp Thần bấm quyết khẽ động, linh khí vận chuyển, liền hóa thành vô tận thanh quang, phủ kín luân hồi mộ địa, tựa như một mảnh hải, thương thiên Lạc Nguyệt ngay tại trong hải dương. Giống, kèm theo một tiếng long hống, một đầu thương long từ trong biển bay vút lên mà ra, đó là Diệp Thần linh khí tạo hóa đi ra ngoài vĩ đại khí tượng, không. Không phải khí tượng, nói đúng ra, đã là có máu có thịt sinh linh, là bất hủ long. Nguyên Thiên Đế ban sơ, không gọi Thủy Long Vương, mà là trong thất tinh thần bất hủ tinh long tôn, pháp tắc của hắn chính là bất hủ, môn này thương long rửa thế pháp, còn giữ lại có bất hủ pháp tắc. Thương Thiên Lạc Nguyệt vốn là muốn chết, nhưng ở Diệp Thần bất hủ thương long che chở cho, mệnh lại bảo vệ. Một đầu thương long, còn quấn Thương Thiên Lạc Nguyệt xoay tròn lấy bất hủ pháp tắc, còn có mọng nước khí tức. Bảo vệ tính mạng của nàng. Bảo vệ như vậy, đại giới là linh khí của Diệp Thần, đang không ngừng tiêu hao. Diệp Thần đương nhiên không có khả năng tiêu hao từ từ như vậy, tay trái hắn cách không một chảo, liền đem luân hồi mộ địa trong góc huyết giận, vồ tới. Cái này huyết giận, là trong Nhật Nguyệt hồn tộc thiên tài, cũng là ngày xưa không chi tinh thần vũ thần lệnh sứ, Diệp Thần phía trước không có giết hắn, bây giờ vừa vặn có thể lấy ra làm nhiên liệu. Ngô! Một mực hôn mê huyết giận. Lúc này tỉnh lại, hắn vừa mở mắt, liền thấy mình bị Diệp Thần nắm trong tay. Diệp Thần đang thi triển thương long rửa thế pháp, thân có thương long cùng nhau, bàn tay chính là một cái cực lớn long chảo, huyết giận bị hắn tóm lấy, giống như là trong long chảo một con gà con. Luân hồi chi chủ, người muốn làm gì? Huyết giận nhìn xem Diệp Thần con mắt lạnh lùng, lập tức liền luống cuống, người muốn giết ta? Ta là vũ thần lệnh sứ, người dám giết ta? Người tin hay không? Ba kít. Diệp Thần không nói nhảm, cũng không có cho huyết giận nói nhảm cơ hội, tay bóp, liền đem huyết giận bóp chết. Phía trước vũ thần lúc hàng lâm, chỉ gọi Diệp Thần buông tha hình thiên chủ, đến nỗi huyết giận, liền sách đều không đề cập qua, vũ thần hiển nhiên là từ bỏ huyết giận. Hoặc nói đúng ra, tại huyết giận cùng Diệp Thần ở giữa, vũ thần lựa chọn Diệp Thần. Huyết giận đích xác xem như thiên tài, nhưng cùng Diệp Thần tia sáng so sánh, kém quá lớn. Diệp Thần bóp chết huyết giận. Đương nhiên sẽ không có chút kết quả. Tại bóp chết huyết giận sau, Diệp Thần liền đem huyết giận thi thể, xem như là nhiên liệu, ném vào thương long rửa thế pháp huyễn hóa ra tới trong quang hải. Huyết giận thi thể năng lượng, đầy đủ vì Thương Thiên Lạc Nguyệt kéo dài tính mạng một đoạn thời gian, không cần lại tiêu hao Diệp Thần linh khí.
Diệp Thần thở dài một hơi, thu hồi khí thức của mình, luân hồi mộ địa bên trong, đầu kia Thương Long còn không có tiêu tan, còn tại bảo hộ lấy Thương Thiên Lạc Nguyệt, đại giới là huyết giận tính mệnh. Huyết giận mệnh, vốn cũng không đủ để vì Thương Thiên Lạc Nguyệt kéo dài tính mạng, ít nhất cũng phải hình thiên chủ loại kia cấp bậc mới được. Nhưng ở Diệp Thần Thương Long rửa thế pháp gia trì, huyết giận mệnh cũng đủ rồi, cái sau máu tươi tính mệnh, chỉ ít có thể thiêu đốt 2-3 tháng thời gian. Chỉ cần Diệp Thần trong đoạn thời gian này, kế thừa từ Hoài Dược Vương đạo thống, liền có thể cứu sống Thương Thiên Lạc Nguyệt. Sự tình sơ bộ giải quyết, Diệp Thần ra đến thần sắc đẹp ngoài cung, thần sắc đẹp, kỳ tưởng nhớ rõ ràng, thiên nữ ba người, đang ở cửa chờ đợi, nhìn thấy Diệp Thần đi ra, thần sắc đẹp hỏi. Diệp Thần, thế nào? Diệp Thần nói, Nguyên Thiên Đế tiền bối đã xuất thủ, che đậy thiên cơ, nhưng tối đa chỉ có thể phong bế 7 ngày thời gian, chúng ta coi như biết Côn Luân Đao tung tích, cũng không cách nào giữ bí mật, 7 ngày sau đó, hồn Thiên Đế cũng biết. Thần sắc đẹp cau mày nói, chỉ có 7 ngày sao? Cái này nhưng có điểm khó giải quyết. Thiên nữ nói, thần sắc đẹp, trước tiên đừng quản những thứ này, chúng ta có thể tra hỏi ra Côn Luân Đao tung tích lại nói. Liền sợ cái kia tiện nữ nhân từ đầu đến cuối không chịu mở miệng. Diệp Thần nói, không sao, nàng sẽ mở miệng. Chấp trường hình chi mảnh vụn Diệp Thần, rất rõ ràng thiên hình 12 kiếm cường hãn, không có người có thể ngăn cản thiên hình 12 kiếm tội phạt cướp giết. Cái kia các loại thiên hình kiếp phạt, sau lưng mang theo phần thiên đại kiếp năng lượng, căn bản không phải người ý chí lực có thể ngăn cản. Thiên nữ nói, vậy ta cần phải mở khai nhãn giới. Nàng cũng rất muốn xem. Trong truyền thuyết thiên hình 12 kiếm, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Diệp Thần gật gật đầu, lập tức một đoàn người liền đi tới U Tù Lao, đi tới U Tù Lao chỗ sâu, thấy được bị giam giữ Nhược Mộng. Nhược Mộng nhìn thấy Diệp Thần đến, nàng hỗn loạn ánh mắt bên trong, liền rõ ràng ra một tia sợ hãi. Bởi vì nàng đã bắt được thiên cơ, biết Diệp Thần đã thuận lợi chấp trưởng thiên hình 12 kiếm. Luân hồi chi chủ, vận khí của ngươi, thật đúng là... Nhược Mộng nhếch miệng lộ ra lướt qua một cái nụ cười sầu thảm, không lời nào để nói. Diệp Thần vận khí quá tốt rồi, thời gian ngắn như vậy, thế mà liền thật sự lấy được thiên hình 12 kiếm. Nếu Mộng cô nương, Côn Luân Đao ở nơi nào, người tốt nhất chính mình nói đi ra, không nên ép ta động thủ. Diệp Thần bình tĩnh nhìn Nhược Mộng, hình chi mảnh vụn năng lượng phát động, chia ra thành 12 thanh kiếm, tại sau lưng Diệp Thần nổi lên, như dương cánh mở, ông ông tác hưởng. Các loại tội phạt khí tức không ngừng đan xen sôi trào. Đây chính là thiên hình 12 kiếm. Tại Diệp Thần thả ra thiên hình 12 kiếm sau, thần sắc đẹp, thiên nữ, kỳ tưởng nhớ rõ ràng ba người, đều là kinh hãi, chỉ cảm thấy cái kia thiên hình 12 kiếm, kiếm khí chi xâm nghiêm, tựa như chí cao thiên kiếp đồng dạng, các nàng cũng là trước đây chưa từng gặp, nội tâm dâng lên một vòng sợ hãi, vội vàng lui lại mở ra, hoàn toàn không còn dám tới gần Diệp Thần. Nhược Mộng nhìn thấy thiên hình 12 kiếm khí tượng, cũng là cười khổ một tiếng, không tiếp tục dẫy dụa tiếp, nói thẳng. Các ngươi mong muốn Côn Luân Đao, tại một cái gọi tinh không đế lăng chỗ. Nàng không tiếp tục cố thủ bí mật, bởi vì nàng biết, đã không có ý nghĩa, cưỡng ép ngoan cố chống lại tiếp, chờ thiên hình 12 kiếm xuyên tim, cái kia đau đớn không phải nàng có thể tiếp nhận. Kiên cường đi nữa ý chí, tại thiên hình 12 kiếm nghiền sắt phía dưới, cũng biết hóa thành mảnh vụn. Thiên hình 12 kiếm, ẩn chứa một tia phần thiên đại kiếp uy năng, ngay cả trụ thần đều chịu không được phần thiên đại kiếp dày vò, chớ nói chi là người thường. Tinh không đế lăng. Diệp Thần nghe được nơi này, lập tức đồng tử co rụt lại, trái tim đột nhiên nhảy một cái. Nhược Mộng nói, đúng vậy, Côn Luân Đao tung tích, ta đã nói cho các người biết, các người có thể giết ta. Trong mắt nàng quang, hoàn toàn ảm đạm đi, không còn muốn sống. Nàng đã đem trọng đại nhất bí mật. Tiết lộ ra ngoài, nàng biết, mình đã không có khả năng còn sống, liền xem như trở lại Hắc Ám huynh đệ hội, hay là trở lại hồn tộc lãnh địa, người ở phía trên cũng sẽ không bỏ qua nàng. Nàng chỉ muốn cầu thống khoái, có thể giải thoát. Tinh không đế lăng là địa phương nào? Thiên nữ nghe được cái tên này sau, liền cảm thấy vô cùng lạ lẫm, trước đó chưa nghe nói qua nơi đây. Thần sắc đẹp lại lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói, lại là. Ở cái địa phương này sao? Nàng bấm ngón tay tính toán, liền cảm thấy thiên cơ phù hợp, Nhược Mộng không có nói sai, Côn Luân Đao tung tích, đích xác ngay tại tinh không đế lăng. Nàng đương nhiên biết tinh không đế lăng là địa phương nào, trước đó Nguyên Thiên Đế nói qua với nàng. Diệp Thần cũng là vô cùng chấn động, nhìn chằm chằm Nhược Mộng, hỏi. Tinh không đế lăng,
Côn Lôn đao tại tinh không đế lăng. Chính là từ Hoài Dược Vương Mai Cốt chi địa. Diệp Thần còn nhớ rõ, Nguyên Thiên Đế đã nói với hắn, trước kia từ Hoài Dược Vương, bị nổi điên thiên đấu sát thần giết chết sau, con cháu đời sau liền liệm hắn hải cốt, chôn ở một cái gọi tinh không đế lăng chỗ. Từ Hoài Dược Vương hậu nhân, bây giờ còn tại phòng thủ lăng, bọn hắn chấp trưởng từ Hoài Dược Vương đạo thống bí điển, Diệp Thần trên tay liền có Nguyên Thiên Đế thân soạn thư đề cử, nếu như hắn đi tinh không đế lăng, liền có cơ hội kế thừa từ Hoài Dược Vương đạo thống. Chỉ là, Diệp Thần vạn vạn không nghĩ tới, Côn Lôn đao thế mà cũng tại trong tinh không đế lăng. Trong thoáng chốc, Diệp Thần liền có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Côn Lôn đao, từ Hoài Dược Vương đạo thống, cái này hai cỗ nhân quả xen lẫn tại một chỗ, với hắn mà nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, sau lưng ẩn giấu vô tận hung hiểm. Làm sao có thể, ngươi biết từ Hoài Dược Vương? Nhược Mộng đại chấn, trước kia từ Hoài Dược Vương hậu nhân, cũng chính là Dược Vương gia tộc. Đem từ Hoài Dược Vương thi cốt, chôn ở tinh không đế lăng sau đó, vì để tránh cho ngoại nhân quấy nhiễu, bọn hắn thi triển một ít thủ đoạn đặc thù, đem tinh không đế lăng nhân quả cùng tọa độ vết tích, triệt để chặt đứt. Không không lúc nào khoảng không vô số cường giả, đều không thể nhìn thấy tinh không đế lăng tung tích, bởi vì nhân quả đã bị chặt đứt, cũng dẫn đến từ Hoài Dược Vương vết tích, cũng cơ hồ trên thế gian trừ khử, rất nhiều người cũng đã quên, tại viễn cổ thời đại, có như thế một vị cường đại dược sư tồn tại. Nhược Mộng lại không nghĩ rằng, Diệp Thần cũng biết từ Hoài Dược Vương bí mật. Tại ngắn ngủi chấn kinh ngạc đi qua, Nhược Mộng lại tỉnh táo lại, nghĩ thầm, ta nghĩ tới, hơn phân nửa là Nguyên Thiên Đế nói cho hắn biết. Từ Hoài Dược Vương đi qua bí mật, có thể lừa gạt được người bên ngoài, nhưng không thể gạt được Nguyên Thiên Đế loại này cấp bậc cường giả. Thế gian nhân quả, đều có manh mối. Đương nhiên, Nguyên Thiên Đế cũng sẽ không nghĩ đến, trong truyền thuyết Côn Lôn đao. Kỳ thực ngay tại từ Hoài Dược Vương táng địa, tinh không đế lăng bên trong. Ta đương nhiên biết, ngươi lại là như thế nào tra được, Côn Lôn đao tại trong tinh không đế lăng. Chẳng lẽ trong này xảy ra biến cố? Diệp Thần nhìn chằm chằm Nhược Mộng, tiếp tục hỏi. Nhược Mộng trầm mặc một chút, muốn giấu giếm, nhưng nhìn thấy sau lưng Diệp Thần vù vù dâng lên lấy kiếm khí thiên hình 12 kiếm, nàng liền biết, giấu giếm không có ý nghĩa, chỉ có thể thu nhận thiên hình kiếp phạt, lập tức liền hít sâu một hơi. Nói, ta là nhìn thấy có một vị nữ đế, tại tinh không đế lăng địa bàn xuất nhập, ta từ trên người nàng, càng nhìn đến một tia nhật nguyệt dư quang, đây không phải là tinh không bỉ ngạn nhật nguyệt cảnh cường giả quang huy, là Côn Luân đao quang. Côn Luân đao, Côn Luân đao, Côn vì ngày, Luân vì nguyệt, Côn Luân chính là nhật nguyệt ý tứ, Côn Luân đao ký thác hồn thiên đế muốn phi thăng tinh không bỉ ngạn, đặt chân nhật nguyệt cảnh ý chí. Nhật nguyệt cảnh, là tinh không bỉ ngạn thất cảnh đệ nhất cảnh. Cũng là cơ sở nhất, bản nguyên chỗ cảnh giới, không có nhật nguyệt, không đủ để nhiên đăng, liền không cách nào chiếu phá vực sâu. Nếu như tại không không lúc nào giữa không trung, liền có thể đột phá đến nhật nguyệt cảnh mà nói, vậy thì tương đương với đột phá thiên đạo hệ thống hạn chế, có nghịch thiên chi tư, tia sáng nhất định đem chiếu rọi chư thiên, huy lâm vạn giới, quét ngang vô địch. Hồn thiên đế mong muốn, chính là đánh vỡ không không lúc nào chống không quy tắc, đặt chân nhật nguyệt cảnh. Trở thành chiếu rọi chư thiên huy hoàng nhật nguyệt, cũng tức là biến thành quang. Diệp Thần nói, cái gì nữ đế? Một bên thần sắc đẹp, thiên nữ, kỳ tưởng nhớ rõ ràng tam nữ, cũng là nghiêm nghị nghe, các nàng cũng rất muốn biết, cái này Côn Luân sống đao sau, còn liên lụy tới nhân quả gì? Nhược Mộng nói, là thủy mẫu đế cơ. Diệp Thần cau mày nói, thủy mẫu đế cơ. Cái danh hiệu này, hắn có ấn tượng, dường như là ngày xưa thiên đấu sát thần tín đồ. Mà lại là thành tín nhất, tối hừng hực, điên cuồng nhất tín đồ. Thủy mẫu đế cơ vốn là hồn thiên đế nữ nô, về sau bị thiên đấu sát thần cứu, cho nên đối với thiên đấu sát thần vô cùng cảm kích sùng bái. Tại thiên đấu sát thần sau khi chết, thủy mẫu đế cơ cũng tại nghĩ trăm phương ngàn kế phục sinh. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, thủy mẫu đế cơ thậm chí xem như hồn thiên đế tâm ma. Hồn thiên đế người thế nào, dưới tay mình nữ nô, lại bị thiên đấu sát thần cướp đi. Đây là vô cùng nhục nhã. Sỉ nhục này, là tâm ma. Diệp Thần trước đó tiếp xúc qua thủy mẫu đế cơ nhân quả, giống ngày xưa quang thần thiên tôn chế tạo quang minh chi tâm, cần âm dương hòa giải, tại thuần túy quang minh tinh thể phía trên, còn cần lại khắc họa 9 đạo âm văn, Diệp Thần đã khắc 8 đạo, còn kém cuối cùng một đạo âm linh văn, không có điêu khắc thành công. Muốn điêu khắc âm linh văn, cần thu thập âm linh tộc khí tức, mà truyền thuyết âm linh tộc lại cùng thủy mẫu đế cơ có liên quan.
nhưng Diệp Thần từ đầu đến cuối tìm không thấy Thủy Mẫu Đế Cơ, cho nên chuyện này liền không giải quyết được gì. Đó đều là trước đây thật lâu nhân quả, Diệp Thần đều nhanh quên mất, lúc này nghe được Nhược Mộng nhắc đến Thủy Mẫu Đế Cơ, hắn rất nhiều đi qua ký ức, tựa như mây khói giống như dâng lên. Là, A Nô sao? Luân hồi mộ địa bên trong, Thiên Đấu Sát Thần nghe được Thủy Mẫu Đế Cơ tên, tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, phát ra thanh âm kinh ngạc. A Nô là ai? Diệp Thần có chút kỳ dị hỏi. Thiên Đấu Sát Thần trầm mặc một chút, dường như đang hồi ức, sau đó mới lên tiếng. A Nô chính là Thủy Mẫu Đế Cơ, nàng ban sơ là hồn thiên đế nữ nô, không có tên, ta gọi nàng A Nô, Thủy Mẫu Đế Cơ là nàng chứng đạo thiên đế sau danh hào. Ta không nghĩ tới, ta chỉ là tiện tay cứu người, tiện tay mà thôi, nàng lại cảm kích trong lòng, trở thành ta tín đồ trung thành nhất. Trước kia Thiên Đấu Sát Thần, tại đi nương nhờ chín thương cổ hoàng sau, liền có người trật tự cùng bộ dáng, không còn là giống quái vật giống như một mực hung tàn sát lục, có đôi khi cũng biết cứu người giúp người. Chỉ nghe Nhược Mộng nói, không tệ, chính là Thủy Mẫu Đế Cơ. Nghe nói nàng là Thiên Đấu Sát Thần tín đồ, một mực mơ ước phục sinh Thiên Đấu Sát Thần, nàng tại Từ Hoài Dược Vương hậu nhân địa bàn xuất nhập, hơn phân nửa là muốn cướp đoạt Dược Vương bí điển, dựa vào đủ loại xuất thần nhập hóa Dược Vương bí thuật, đem Thiên Đấu Sát Thần phục sinh. Nếu là phục sinh, trong đó biến số thực sự không cách nào tưởng tượng. Chỉ là trên người nàng, lại có Côn Luân Đao dư quang, đây là ta không có nghĩ tới. Ta âm thầm theo dõi nàng lẻn vào Dược Vương cổ địa, ân, chính là Tinh Không Đế Lăng sở tại chi địa. Một phen điều tra sau đó, ta phát hiện cái kia Côn Lôn đao, vậy mà chôn ở Tinh Không Đế Lăng phía dưới, ta không biết hồn thiên đế đao, là thế nào sẽ ở nơi đó, nhưng ta xác định cây đao kia ngay tại Tinh Không Đế Lăng không tệ. Diệp Thần nghe xong Nhược Mộng lời nói, gật đầu một cái, lại hỏi, trừ ngươi ở ngoài, còn có ai biết Côn Luân đao tung tích? Nghe vậy, Nhược Mộng trừng Diệp Thần một mắt, giống như cảm thấy hắn là đang nói nhảm, nhưng ở Diệp Thần thiên hình kiếm uy hiếp dưới, nàng cũng không dám biểu lộ bất mãn, nói. Không có, chỉ có ta biết, ta tra được Côn Luân đao tung tích sau, vốn là muốn lập tức đem tin tức trở lại hồn tộc, không ngờ Dược Vương cổ địa cùng ngăn cách ngoại giới, tin tức lại truyền không đi ra, chờ ta rời đi Dược Vương cổ địa, lại đụng tới các ngươi Mỹ Thần cung người, nhất cử bị bắt, ha ha, các ngươi thật đúng là hảo vận. Dừng một chút. Nàng lại kiên quyết nói, tốt, ta biết toàn bộ, đã nói cho các người biết, luân hồi chi chủ, người có thể giết chết ta. Nàng chỉ sợ Diệp Thần đổi ý, dùng thiên hình kiếm tới giày vò nàng, kia thật là sống không bằng chết, cho nên bây giờ chỉ cầu chết nhanh. Diệp Thần cùng thần sắc đẹp tương vọng một mắt, thần sắc đẹp trên mặt thoáng qua một tia lạnh nhạt, hướng thiên nữ nói. Sử tử nữ nhân này. Thiên nữ keng một tiếng, liền rút ra thần chu thiên kiếm, chuẩn bị động thủ. Diệp Thần ép bàn tay, lắc đầu nói, tính toán, tha cho nàng một mạng a. Thiên nữ ngẩn ngơ, nói, người muốn thả qua nàng. Nhược Mộng cũng là ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn Diệp Thần, nghĩ thầm Diệp Thần chẳng lẽ còn sẽ thả người. Diệp Thần nói, không phải, nàng là, tính toán, nói đến có chút phức tạp, tóm lại, ta đem nàng cùng nàng tỉ muội, lưu đày tới trong ta thiên quốc liền có thể, các ngươi về sau coi như trên đời không có cái này số hai người. Nói xong, Diệp Thần bàn tay mở ra, lòng bàn tay liền hiển hóa ra luân hồi thiên quốc tranh cảnh, sau đó tại trong Nhược Mộng ánh mắt kinh ngạc, tay hắn một chiêu, liền đem Nhược Mộng thu đến trong thiên quốc đi. Ngay sau đó, Diệp Thần lại đem Nhược Mộng tỉ muội như huỳnh, từ hỗn nguyên kim trong hộp phóng xuất, cũng cùng nhau vứt xuống luân hồi trong thiên quốc đi. Đây coi như là lưu vong, phong ấn, nhưng cũng là cứu rỗi. Chỉ cần hai tỉ muội này nghe thật hay lời nói. Về sau các nàng có thể tại trong Diệp Thần Thiên Quốc hưởng phúc. Diệp Thần cái này là cho sụp đổ chi chủ một bộ mặt, dù sao hai tỷ muội này, cũng là hắc ám trong huynh đệ hội người, là sụp đổ chi chủ sư muội. Sụp đổ chi chủ trước kia cũng nhờ giúp đỡ qua, gọi Diệp Thần không nên giết người, bây giờ Diệp Thần xem như đáp ứng, cũng không giết người, nhưng thả người cũng không khả năng, chỉ là trong đem hai tỷ muội này quan đến chính mình Thiên Quốc đi. Luân hồi Thiên Quốc cùng luân hồi mộ địa không sai biệt lắm. Đều tồn tại một loại đặc thù luân hồi pháp tắc, mà Diệp Thần là loại này pháp tắc kẻ thống trị, ở trên địa bàn của hắn, bất luận kẻ nào cũng không thể phiên thiên, tại ý chí hắn áp chế xuống, Nhược Mộng cùng như huỳnh hai tỷ muội, tự nhiên cũng không có bất luận cái gì phản kháng phá hư năng lực. Luân hồi mộ địa bên trong, sụp đổ chi chủ đang chuyên tâm vận công, hóa giải lãnh khuynh xương mệnh kén tầm tử, nhưng cũng có thể cảm giác được ngoại giới biến động. Diệp Thần xử lý,
mặc dù không nói là thập toàn thập mỹ, nhưng đã là trước mắt phía dưới, tôi thích đáng cách làm, sụp đổ chi chủ cũng không tốt nói thêm gì nữa. Cái này cái cọc nhân quả giải quyết, Diệp Thần liền hướng thần sắc đẹp nói, thần sắc đẹp, việc này không nên chậm trễ, ta phải xuất phát đi Dược Vương cổ địa. Vừa mới Nhược Mộng mở miệng thời điểm, liền đã xúc động thiên cơ, hồn thiên đế nhiều nhất 7 ngày thời gian, liền có thể thăm dò đến chân tướng. Cái này 7 ngày, chính là Diệp Thần cơ hội. Thần sắc đẹp nói, ân, thiên nữ đi chung với ngươi. Thiên nữ nói, ta sao? Thần sắc đẹp nói, đúng vậy, các ngươi đồng tu công pháp của ta, vào lúc tối trọng yếu liên hợp lại, có thể chung ngự hung hiểm. Diệp Thần cùng thiên nữ, đều tu luyện qua thần sắc đẹp Mỹ Thần Tâm Kinh, mặc dù không có chân chính hợp thể song tu, nhưng cũng tại trong tưởng tượng thân mật qua. Thần sắc đẹp tâm kinh yếu lĩnh, hai người cũng nắm giữ được vô cùng thông thạo. Chỉ là kỳ tưởng nhớ rõ ràng ngay ở bên cạnh, Diệp Thần không khỏi có chút lúng túng, ho khan một tiếng. Kỳ tưởng nhớ rõ ràng cũng không quá quan tâm, nhẹ nhàng nắm Diệp Thần tay, nói, Diệp Thần, vậy ngươi và thiên nữ cẩn thận một chút, ta chở các ngươi trở về. Nàng hết sức thông tình đạt lý, kỳ thực cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, Diệp Thần tu vi tiến bộ quá nhanh, thiên nữ lại có nguyên thiên đế tự mình chỉ điểm, cùng Diệp Thần chênh lệch tuy lớn, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chạm đến Diệp Thần bóng lưng. Nhưng kỳ tư xong mà nói, nàng liền Diệp Thần bóng lưng đều trông không đến, muốn đuổi kịp, trừ phi là nhận được vận mệnh mệnh cách. Trước lúc này, nàng là không có tư cách cùng Diệp Thần kề vai chiến đấu, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem Diệp Thần cùng thiên nữ cùng một chỗ. Diệp Thần cùng thiên nữ tương vọng một mắt, hai người ánh mắt đụng vào nhau, liền như muốn cọ sát ra hỏa hoa giống như, đều nghĩ lên phía trước tại bên trong giấc mộng, cá nước giao hoan hình ảnh, thân thể đều là run lên. Lắc đầu, Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, đè xuống tạp niệm trong lòng, nói, vậy được rồi, thiên nữ, chúng ta cùng đi, nhiều người cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thiên nữ nội tâm xuân chiều chập trùng, mặt ngoài lại là thanh lãnh, nói, có thể. Thần sắc đẹp nói, Diệp Thần, họ chủ phụ không phải cho ngươi một phong thư, gọi ngươi đi tìm phòng thủ lăng gia tộc, kế thừa từ Hoài Dược Vương đạo thống sao? Vậy ngươi đi đến Dược Vương cổ địa sau, liền trực tiếp đi tìm phòng thủ lăng gia tộc, xem bọn hắn nói thế nào. Ha ha, thực sự là không có nghĩ đến, Côn Lôn đao thế mà ngay tại từ Hoài Dược Vương trong lăng mộ, chính là không biết từ Hoài Dược Vương hậu nhân, có chịu hay không đem cây đao này cho ngươi. Kỷ tư dọn đường, chỉ mong hết thảy thuận lợi, Diệp Thần có thể bình an trở về. Thiên nữ nói, chỉ sợ sẽ không quá thuận lợi a, còn có một cái thủy mẫu đế cơ đâu, còn không biết nữ nhân này ý muốn cái gì là. Diệp Thần nỗi lòng ngàn vạn, cũng suy tính không ra tương lai cát hung, nói, bất kể như thế nào, trước tiên lên đường đi. Thương lượng cố định, một đoàn người ra giam cầm lao, Diệp Thần khóa chặt Dược Vương cổ địa tọa độ, liền xé rách ra một đầu vết nứt không gian, quay đầu hướng thần sắc đẹp cùng kỳ tư dọn đường. Thần sắc đẹp, tưởng nhớ rõ ràng, ta xuất phát, chờ ta trở lại. Liền chuẩn bị cùng thiên nữ xuất phát. Thần sắc đẹp nói, chờ đã. Nàng tiến lên một bước, lại ôm lấy Diệp Thần, nhón chân lên nhẹ nhàng tại trên môi hắn hôn một cái kia thanh tịnh trong đôi mắt như nước, tràn đầy ôn nhu ngọt ngào thần sắc, cười nói, ta chúc phúc ngươi, Diệp Thần. Thiên nữ cùng kỳ tưởng nhớ rõ ràng, nhìn thấy thần sắc đẹp chủ động như vậy bộ dáng, đều là ngây dại. Mặc kệ là thiên nữ vẫn là kỳ tưởng nhớ rõ ràng, có chút mất tự nhiên bộ dáng, có thể làm không đến thần sắc đẹp nhiệt liệt như vậy không bị cản trở. Diệp Thần sờ lên mình bị hôn qua bờ môi, cũng là có chút sững sờ, sau đó cười cười nói, ân, cảm ơn ngươi, thần sắc đẹp. Thần sắc đẹp lần này hôn, thật làm cho Diệp Thần có loại thần thanh khí sảng cảm giác, phảng phất lấy được cái gì vô thượng chúc phúc. Sau đó, Diệp Thần liền cùng thiên nữ, dọc theo xé ra vết nứt không gian, trực tiếp rời khỏi Mỹ Thần Thánh Địa, xuất phát đi tới Dược Vương cổ địa. Tại một hồi dòng chảy không gian xoay tròn đi qua, hai người liền xuất hiện tại Dược Vương cổ địa ngoại vi. Chỉ thấy phiến khu vực này, thiên thanh khí sảng, càn khôn oang oang, bầu trời vĩnh viễn là quang đãng bộ dáng, xanh thẳm, không có đêm tối, là vĩnh hằng quang minh. Một vòng ôn hòa thái dương, treo ở trên bầu trời, cũng không hừng hực lóa mắt, nhìn kỹ lại, mặt trời kia tựa hồ cũng không phải là thiên địa tạo hóa mà thành, tựa như là nhân tạo pháp bảo. Nhìn kỹ lại, mặt trời kia bên trong, có một đạo đặc thù đồ đằng, là một gốc nhương lúa bộ dáng, lại tựa hồ là dược thảo đồ đằng. Giữa thiên địa, lại tràn ngập từng sợi đan dược hương thơm, để cho người ta hít thở một cái,
liền cảm thấy tâm thần thanh thản, nhưng Diệp Thần đưa mắt nhìn lại, trước mắt là bình nguyên bát ngát, bình nguyên phần cuối là liên miên quần sơn, cũng không thấy có cái gì thiên bảo dược liệu, nhưng hết lần này tới lần khác chung quanh liền tràn ngập ôn nhuận mùi thuốc. Một chút cảm ứng, Diệp Thần liền kinh ngạc phát hiện, mùi thuốc đầu nguồn, dường như là bầu trời Thái Dương. Nơi này, có chút thần kỳ a. Diệp Thần híp mắt nhìn lên trên trời Thái Dương, trong lòng hơi có hiểu ra, lẩm bẩm, bầu trời Thái Dương, lại là một khỏa đan dược. Hắn đã nhìn ra, treo ở bầu trời Thái Dương, trên thực tế là một khỏa đan dược, một khỏa đặc thù kim đan, vĩnh hằng tản ra dư thừa linh khí, tư dưỡng toàn bộ dược vương cổ địa. Nhắm mắt thoáng cảm ứng một chút, liền có thể phát hiện, dược vương cổ địa bên ngoài, là vô tận hỗn độn cùng sương mù xám, những thứ này hỗn độn sương mù xám. Trên thực tế là một chút đặc thù dược khí, là dược khí ngưng kết ra sương mù. Tại những này hỗn độn sương mù xám bao phủ xuống, dược vương cổ địa triệt để cùng ngoại giới đoạn tuyệt, không chỉ là thiên cơ ngăn cách, ngay cả thiên địa linh khí cũng hoàn toàn đoạn tuyệt, thiên đạo quang huy chiếu rọi không đến ở đây. Nơi này thiên địa linh khí, hoàn toàn bắt nguồn từ trên bầu trời viên kia kim đan Thái Dương. Đan dược là Thái Dương, ha ha, đây vẫn là lần đầu gặp, thuốc này vương gia tộc có chút đồ vật. Thiên nữ nhìn lên trên trời kim đan Thái Dương, cũng cảm thấy một hồi kỳ dị. Xem tinh không đế lăng ở nơi nào a? Diệp Thần tung người bay lên, ngự phong hướng về phía trước bay đi, đại khái đã bắt được tinh không đế lăng chỗ. Thiên nữ ừ một tiếng, cũng ngự phong phi thân lên, đi theo Diệp Thần phi hành về phía trước. Hai người xuyên qua một mảnh đại bình nguyên, lại xuyên qua một mảnh liên miên sơn mạch, lại đi tới một mảnh sa mạc bầu trời. Phóng tầm mắt nhìn tới. Trước mắt càng là một mảng lớn mênh mông vô tận hoang vu sa mạc, trong sa mạc đứng sừng sững lấy một tòa lăng mộ, như kim tự tháp một dạng kiến trúc thật cao xây lên, nguy nga như núi, hà khí phun lên mỏng, tươi thắm hùng vĩ. Nơi này, Diệp Thần nhìn ra xa vùng sa mạc này, mảnh này dược vương cổ địa, tại kim đan Thái Dương chiếu rọi xuống, khắp nơi mùi thuốc tràn ngập, linh khí dồi dào, dược thảo thực vật xanh tươi, nhưng trước mắt chi địa, lại là hoang vu tĩnh mịch sa mạc, không thấy có chút sinh cơ. Chỗ này linh khí, đều bị tòa kia lăng mộ hút đi. Diệp Thần tâm tư nhạy cảm, một chút thì nhìn đi ra, phiến khu vực này sở dĩ là không có một ngọn cỏ hoang mạc, là bởi vì tất cả linh khí nguyên chất, đều bị trong sa mạc lăng mộ hút đi. Tòa kia trong lăng mộ, chắc có một chút đặc thù tụ linh pháp trận. Đó chính là tinh không đế lăng sao. Thiên nữ nhìn xem cái kia lăng mộ, như thế nguy nga to lớn, nghĩ đến chính là từ hoài dược vương mai cốt chi địa, tinh không đế lăng. Lăng mộ bên kia, thật nhiều người, như thế nào nhiều người như vậy? Hơn nữa, bầu không khí không đúng lắm. Diệp Thần thần thức thả ra ngoài, hơi hơi dò xét một chút phương xa tinh không đế lăng tình huống xung quanh, tiếp đó liền kinh ngạc phát hiện, tại tinh không đế lăng chung quanh, càng là tụ tập đại lượng người chúng, tràn ngập một cỗ mãnh liệt sắc bén sát khí. Tựa hồ có người nghĩ tiến đánh tinh không đế lăng, chẳng lẽ thuốc này vương cổ địa, ngoại trừ dược vương gia tộc, còn có khác thế lực? Thiên nữ cũng cảm thấy, cũng là một hồi ngạc nhiên. Nguyên thiên đế cùng thần sắc đẹp cũng không có nói qua, ngoại trừ dược vương gia tộc, dược vương cổ địa còn có khác thế lực. Nhưng bây giờ, lại có người muốn tiến đánh dược vương gia tộc thánh địa, tinh không đế lăng, đây là có chuyện gì? Diệp Thần lông mày nhíu một cái, lại không có hành động thiếu suy nghĩ, lấy lại bình tĩnh, liền truyền ra ý chí, cất cao giọng nói. Luân hồi truyền thừa giả Diệp Thần, cầu kiến dược vương gia tộc bằng hữu. Thỉnh chư vị bằng hữu ban thưởng gặp. Lập tức, Diệp Thần tinh thần, còn có thanh âm của hắn, liền nhanh chóng truyền khắp toàn bộ dược vương cổ địa, chấn động tiêu vũ. Hắn cũng không có ẩn nấp khí tức của mình, một tia luân hồi quang truyền ra, cùng thiên thượng kim đan Thái Dương, hòa lẫn, chiếu rọi dược vương cổ địa Sơn Hà. Bây giờ Diệp Thần, đã không cần ẩn giấu tu vi thân phận cái gì, hắn đã đầy đủ cường đại. Tại thanh âm hắn truyền ra sau đó không lâu, tinh không đế lăng bên kia, xoát 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 bay lên hơn 10 đạo kim quang, hướng về hắn bên này phương hướng phóng tới. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một cái nam tử trung niên, mang theo mười mấy cái trưởng lão bộ dáng lão giả, bay đến Diệp Thần cùng thiên nữ trước mặt. Nam tử trung niên nhìn thấy Diệp Thần cùng thiên nữ, lập tức một hồi kinh ngạc, chỉ cảm thấy hai người tựa như là trời đất tạo nên một đôi bích nhân, mà Diệp Thần khí chất ôn hòa hiền hậu khoan dung. Như núi như biển, càng là làm cho người có loại không thể ngưỡng mộ cảm giác. Tại hạ dược vương gia tộc tộc trưởng Vân Phi Hồng, gặp qua luân hồi chi chủ, luân hồi chi chủ ánh sáng của bầu trời pháp giá buông xuống, Vân Mỗ không có từ xa tiếp đón,
mong thứ tội. Nam tử trung niên rất cung kính hướng Diệp Thần khom mình hành lễ, lại hướng thiên nữ chắp tay nói, vị cô nương này chắc hẳn chính là Nguyên Thiên Đế dưới trướng Cao Đồ, Nhậm thiên nữ Nhậm cô nương. Thiên nữ nói, là ta, người tốt. Diệp Thần hoàn lễ nói, tại hạ Diệp Thần, gặp qua Vân tộc dài. Hắn cũng không có khách sáo quá nhiều, trực tiếp móc ra Nguyên Thiên Đế cho thư đề cử, đưa tới, nói, tại hạ mạo muội bái phỏng, là có một chuyện muốn nhờ, còn xin Vân tộc dài nhìn tin. Vân Phi Hồng vội vàng hai tay tiếp nhận, ngưng mắt quan sát giấy viết thư, nhìn xem nội dung trong thư, sắc mặt hắn lập tức âm tình biến hóa không chắc, trần chờ nói. Cái này, luân hồi chi chủ nghĩ kế thừa Dược Vương lão tổ tông đạo thống. Còn nghĩ tìm kiếm Côn Luân Đao tung tích. Thì ra các ngươi đã biết Côn Luân Đao. Diệp Thần trong lòng hơi động, nhìn Vân Phi Hồng bộ dáng, hiển nhiên là đã sớm biết Côn Luân Đao tin tức, nhưng không có nói cho Nguyên Thiên Đế, hẳn là có tính toán của mình. Nguyên Thiên Đế cùng Dược Vương gia tộc, chỉ là bằng hữu bình thường, Vân Phi Hồng cũng không cần thiết mọi chuyện bẩm báo. Tại viễn cổ thời đại, Từ Hoài Dược Vương dựa vào một tay kinh thiên địa, khiếp quỷ thần y thuật, kết giao rất nhiều bằng hữu, nhân mạch phong phú, Nguyên Thiên Đế cũng là Từ Hoài Dược Vương bằng hữu một trong. Xem như bằng hữu, Nguyên Thiên Đế không có tư cách mệnh lệnh Dược Vương gia tộc làm một chuyện gì, cho nên hắn thư đề cử, cũng chỉ là đề cử, cũng không phải nói cưỡng cầu mệnh lệnh. Dược Vương gia tộc không có đem Côn Luân Đao bí mật nói cho hắn biết, hắn cũng là không có cách nào nói quá nhiều. Diệp Thần nói, chính là, Từ Hoài Dược Vương truyền thừa, chính là viễn cổ chi bí, thậm chí liên lụy tới chí cao trụ thần, nếu là truyền thừa đoạn tuyệt, có phần đáng tiếc. Vân Phi Hồng gật đầu nói, ta nghe luân hồi chi chủ ngộ tính nghịch thiên, đích xác có tư cách kế thừa lão tổ tông Dược Vương bí điển, nhưng mà... Diệp Thần trong lòng đột nhiên nhảy một cái, nói, Vân tộc dài xin yên tâm. Ta kế thừa Dược Vương bí điển sau, ta cùng Nguyên Thiên Đế tiền bối, còn có Mỹ Thần Cung, sẽ dành cho Dược Vương gia tộc hết thảy cần trợ giúp. Vân Phi Hồng lắc đầu nói, không phải, ai, đây thật là. Oan nghiệt, luân hồi chi chủ, nếu như ngươi tới sớm một chút liền tốt, ngươi sớm một tháng qua, ta đều có thể đem Dược Vương bí điển cho ngươi. Diệp Thần nói, vậy bây giờ? Vân Phi Hồng trầm mặc không lên tiếng, phía sau hắn tất cả trưởng lão. Cũng là người người mang theo bất đắc dĩ buồn bã chi ý. Diệp Thần cùng thiên nữ nhìn nhau, cảm giác bầu không khí không đúng lắm, Diệp Thần cẩn thận hỏi. Vân tộc dài, tháng này thời gian, Dược Vương gia tộc là đã xảy ra biến cố gì? Vân Phi Hồng nói, ai, oan nghiệt, lão tổ tông đạo thống, cái kia Dược Vương bí điển, là khắc tại một khỏa trên kim đan, cái kia kim đan cũng là ta Dược Vương gia tộc truyền thừa chí bảo. Nhưng, một tháng trước, nữ nhi của ta trộm đi viên này kim đan, đút cho khuyển tử Vân Chu, truyền thừa kim đan đã bị khuyển tử nuốt, khuyển tử sớm đã mưu phản ra môn, cùng 10 vị phòng thủ lăng trưởng lão mưu phản, cấu kết ngoại nhân thủy mẫu đế cơ, ý đồ bốc lên khinh lão tổ tông di cốt, phục sinh thiên đấu sát thần cái kia nghiệt vật, tội không thể tha, tội không thể tha. Vân mỗ cũng chỉ có cái này một trai một gái, nghĩ không ra hai huynh muội bọn họ, rõ ràng đều là phản đồ. Khuyển tử Vân Chu mưu phản ra môn sau. Đã trốn vào trong tinh không đế lăng, nữ nhi của ta Vân Mộng Giao, xông ra di thiên đại họa, tội không thể tha, Vân Mỗ đang chuẩn bị đem nàng chém giết tế thiên, sau đó đem người đánh vào tinh không đế lăng, diệt trừ chư trưởng lão phản nghịch, thủ hộ lão tổ tông di cốt. Một phen nói xong, Vân Phi Hồng khắp khuôn mặt là thê lương u uất thần sắc, trong mắt lại dẫn chua xót cùng phẫn hận bất đắc dĩ chi ý. Phía sau hắn rất nhiều tộc lão, cũng là bất đắc dĩ thần thương. Diệp Thần cùng thiên nữ nghe xong, đều là một hồi chấn động. Vân Phi Hồng nói tới sự tình, nghe hết sức phức tạp, hai người trong lúc nhất thời cũng không thể làm rõ, nhưng đã tinh tường cảm thấy, đây là một hồi cực kỳ khốc liệt nhân luân biến cố. Diệp Thần hỏi, Vân tộc dài, này, đây là chuyện gì, là thủy mẫu đế cơ đang quấy rối sao? Vân Phi Hồng trầm mặc một chút, thở dài, luân hồi chi chủ, Nhậm cô nương, ta trước tiên mang các ngươi đi tinh không đế lăng, đi thôi. Nói đi, Vân Phi Hồng cùng rất nhiều tộc lão, liền hướng về tinh không đế lăng phương hướng bay đi. Diệp Thần cùng thiên nữ, nhìn thấy bóng lưng của hắn, tràn đầy tịch mịch thê lương, cảm thấy đều cảm giác sầu lo, liền đi theo Vân Phi Hồng, bay về phía tinh không đế lăng. Rất nhanh, Diệp Thần liền bay đến tinh không đế lăng phía trước, khoảng cách gần nhìn thấy tòa này cực lớn như kim tự tháp một dạng kiến trúc, Diệp Thần trong lòng cũng sinh ra một tia hùng vĩ cảm giác. Mà lúc này bây giờ... Diệp Thần nhưng lại cảm thấy, luân hồi mộ địa truyền ra một cỗ chấn động.
có một khối mộ bia, đang lóe lên tia sáng, lại ẩn ẩn cùng tinh không đế lăng cộng minh. Đây là, vị nào đại năng muốn khôi phục? Diệp Thần tinh thần chiếu đến luân hồi mộ địa bên trong, nhìn xem cái kia sáng lên mộ bia, cảm thấy khẽ động, bắt được cùng Từ Hoài Dược Vương tương quan nhân quả. Chẳng lẽ là Từ Hoài Dược Vương, linh hồn của hắn, thế mà ngay ở chỗ này sao? Diệp Thần một hồi ngạc nhiên. Không phải hắn, là thê tử của hắn, Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần, Liên Thiên Cơ. Thiên Đấu Sát Thần âm thanh từ trong một khối khác mộ bia truyền ra, mang theo thê lương cùng áy náy chi ý. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói, Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần. Thiên Đấu Sát Thần khổ sở nói, đúng vậy, Từ Hoài Dược Vương cùng Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần hai vợ chồng, trước kia đều là bạn của ta, bọn hắn. Đợi ta vô cùng tốt, là ta phụ lòng bọn hắn. Năm đó ta tinh thần nhất thời vào xóa, thất thủ giết Từ Hoài Dược Vương. Đột nhiên, một thanh âm đem Thiên Đấu Sát Thần lời nói đánh gãy, ngươi không phải thất thủ, Thiên Đấu Sát Thần, bản thân ngươi chính là một đầu nghiệt vật nơi nào có không giết người. Thanh âm này tràn ngập lạnh nhạt cùng hung lệ chi ý, chính là từ vừa mới cái kia sáng lên mộ bia truyền ra, sau đó liền nghe ầm ầm một hồi vang dội, cái kia mộ bia nứt ra, có một tia quỷ dị hắc khí xông ra, ở giữa không trung ngưng kết thành hình người. Đó là một cái phu nhân xinh đẹp, làn da lộ ra chất xám màu sắc, dáng người nở nang, quanh thân lượn lờ một tầng thần bí khói đen không ngừng sôi trào vặn vẹo như rắn độc quấn quanh, hai mắt như lỗ đen trống rỗng tĩnh mịch, lộ ra vô biên lãnh ý. Từng đóa màu đen hoa sen, tại nàng quanh người không ngừng sinh ra lại phá diệt, sinh diệt ở giữa, quỷ bí khí tức vô hình tản ra. Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần, Liên Thiên Cơ. Diệp Thần đồng tử lập tức co vào. Thân là luân hồi nghĩa địa chúa tể, hắn tại phụ nhân xinh đẹp này hiện thân sau khi ra ngoài, liền cảm giác được rất nhiều. Phụ nhân xinh đẹp này, chính là Từ Hoài Dược Vương thê tử, tên là Liên Thiên Cơ, nàng còn có một cái càng thêm vang dội, càng làm cho người ta e ngại danh hào, Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần. Tại Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần sau khi xuất hiện, Thiên Đấu Sát Thần âm thanh liền hoàn toàn trầm mặc tiếp. Nghiệt vật, hiện thân a, ngươi sợ cái gì? Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần nhìn chằm chằm Thiên Đấu Sát Thần chỗ mộ bia, ngươi là sợ chính mình sẽ nổi điên, lại khắp nơi giết người lung tung. Ha ha, nơi này chính là luân hồi địa bàn, có mộ chủ chúa tể, ngươi coi như phát cuồng, cũng không lật được trời. Thiên Đấu Sát Thần trầm mặc một lúc lâu sau, vừa mới đáp lại nói, ta còn không phải hiện thân thời điểm, ba quỷ thần có thể khóa chặt khí tức của ta, một khi bị bọn hắn phát hiện luân hồi nghĩa địa bí mật, vậy thì phiền toái. Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần quát lên, ngươi nói nhiều dài dòng thứ gì, có mộ chủ tại, ba quỷ thần cũng không lật được trời. Lăn ra đến a. Lại là một hồi lâu bền trầm mặc, sau đó, ầm ầm, ầm ầm. Thiên Đấu Sát Thần mộ bia, cuối cùng là trở nên chấn động kịch liệt, một cỗ hung mãnh cuồng bạo, như nước thủy triều như biển, như núi kêu biển gầm huyết khí, liền từ trong cái kia mộ bia phun ra tới, trên không tạo thành một đạo bàng bạc thân ảnh. Đó là một cái vĩ đại nam tử, toàn thân dâng lên lấy kiếm khí, hắn vừa hiện thân, cuồng bạo sắc bén kiếm khí, cấp tốc tràn ngập đầy toàn bộ luân hồi mộ địa, tựa như yếu sát phạt hết thảy. Thiên Đấu Sát Thần. Diệp Thần nhìn thấy yên lặng hồi lâu Thiên Đấu Sát Thần, hôm nay cuối cùng hiện thân, tại chỗ cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Thiên Đấu Sát Thần khí tức, quá kinh khủng, mặc dù hắn đã cố hết sức thu liếm, nhưng tản mát ra kiếm khí, vẫn là hung mãnh lăng lệ tới cực điểm, sau lưng thậm chí ẩn ẩn mang theo trụ thần pháp tắc, vĩ ngạn vô thượng, hừng hực lạ thường. Đó là 72 trụ thần bên trong, ngũ hoàng một trong, kiếm hoàng khí tức. Thiên Đấu Sát Thần từ kiếm hoàng oán niệm bên trong sinh ra, kế thừa kiếm hoàng sát lục chi kiếm, đỉnh phong thời điểm hắn, là một đầu chỉ biết giết hại quái vật. Bây giờ Thiên Đấu Sát Thần, linh hồn nửa trong suốt mang theo điểm vặn vẹo, tóc xóa, máu đỏ song đồng mang theo áy náy chi ý, cả người nhìn cũng giống như quái vật, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổi điên giết người. Mà coi như hắn không muốn giết người. Chỉ là trên người hắn tản ra sắc bén kiếm khí, cũng đủ để đem bất luận cái gì tới gần giả chém thành muôn mảnh. Vừa mới vẫn là một mặt lạnh nhạt kiêu căng Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần, khi nhìn đến Thiên Đấu Sát Thần thật sự hiện thân sau, sắc mặt nàng cũng là trong nháy mắt thay đổi. Thiên Đấu Sát Thần bây giờ khí tức cường đại, rõ ràng cũng nằm ngoài dự liệu của nàng, thân hình nhịn không được lui về phía sau bay ngược mà đi, căn bản là không có cách đấu với trời sát thần tới gần. Nàng ha 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 cười mấy lần. Nói, rất tốt, Thiên Đấu Sát Thần, ngươi không hổ là nghiệt vật, tuế nguyệt trải qua nhiều năm, thậm chí ngay cả thiên đạo đều suy sụp,
khí tức của ngươi, vẫn là như thế hung tàn bạo ngược. Ta cho là trước kia, hồn thiên đế có thể giết chết ngươi, không nghĩ tới linh hồn của ngươi, còn không có vẫn diệt, còn mạnh như vậy. Mộ chủ, ngươi phải làm chủ cho ta a. Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần ánh mắt, thì nhìn hướng Diệp Thần, chỉ vào Thiên Đấu Sát Thần nói. Trước kia, chính là đầu này nghiệt vật, giết chết ta trượng phu. Ta chỉ cầu ngươi chủ trì công đạo, mau mau đem hắn tàn hồn diệt sát. Cái này nghiệt vật tu vi cường đại, chỉ có ngươi có thể gạt bỏ hắn. Còn có, hết thảy của hắn công pháp, ngươi cũng không thể tu luyện, bằng không lây dính nghiệt vật khí tức, ngươi cũng có thể là sa đọa a. Mộ chủ, ngươi muốn tu luyện, liền tu luyện vợ chồng ta Dược Vương Bí Điển. Đó là vị kia đại năng truyền thừa, so cái này nghiệt vật không biết cao đi nơi nào. Nàng nói xong lời cuối cùng, vô ý thức liền nghĩ nói ra, Từ Hoài Dược Vương sau lưng chủ thần là ai, nhưng lời đến khóe miệng, lại co lại, giống như cũng không phải nàng cố ý không nói, mà là thật có một loại nào đó cấm kỵ pháp tắc tồn tại, để cho nàng nói không nên lời. Dược Vương Bí Điển biên soạn giả, kỳ thực cũng không phải Từ Hoài Dược Vương, Từ Hoài Dược Vương sau lưng còn có người, đó là 72 trụ thần bên trong, chí cao 3 vị trụ thần một trong, danh xưng tam thanh vĩ đại tồn tại. Viễn cổ thời đại, đám người cùng tán thưởng, kính ngưỡng sùng bái nhân giả y sư Từ Hoài Dược Vương, chính là một vị nào đó tam thanh đại năng người đại diện. Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần cùng Từ Hoài Dược Vương cảm tình vô cùng tốt, trước kia Thiên Đấu Sát Thần nổi điên, giết chết Từ Hoài Dược Vương, nàng bên dưới đau buồn, thậm chí đi đầu quân hồn thiên đế, mượn hồn thiên đế tay, đem Thiên Đấu Sát Thần giết chết báo thù. Nhưng Thiên Đấu Sát Thần cường đại, nhục thân bị giết chết sau, linh hồn bất diệt, sống nhờ tại trong luân hồi mộ địa, hôm nay khôi phục, vẫn như cũ vô cùng cường đại. Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần cũng không phải địch thủ, không cách nào đấu với trời sát thần đối nghịch, liền thỉnh cầu Diệp Thần ra tay. Diệp Thần là luân hồi nghĩa địa chủ nhân, hắn đối với tòa mộ này địa, có tuyệt đối trưởng khống quyền, coi như mạnh như Thiên Đấu Sát Thần, hắn một ý niệm liền có thể gạt bỏ, đây là pháp tắc tầng diện quyền hành, trừ phi Thiên Đấu Sát Thần so Thiên Tổ mạnh hơn, bằng không hắn cũng không cách nào nghịch chuyển. Nhưng, Diệp Thần tự nhiên không có khả năng, như thế như trò đùa của trẻ con liền đem Thiên Đấu Sát Thần mạt sát, hắn chỉ có thể trước tiên an ủi Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần nói. Hắc Mẫu Thần tiền bối, người trước tiên tỉnh táo một chút, ta nghĩ, trước kia Thiên Đấu Sát Thần, thất thủ giết lầm Từ Hoài Dược Vương, sau lưng có thể có cái gì hiểu lầm, tỉ như hắn bị xấu thần vặn vẹo, hoặc bị ba quỷ thần nguyền rủa cái gì, không phải bản ý của hắn. Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần hừ một tiếng, nói, nơi nào có hiểu lầm gì đó. Đầu này nghiệt vật, hắn liền chỉ muốn giết người mà thôi, hắn bản tính như thế. Lang sói đói bụng liền muốn ăn thịt người, không có cái khác đạo lý. Thiên Đấu Sát Thần lộ ra thâm trầm vừa bất đắc dĩ thần sắc, khổ sở nói, mộ chủ, nàng nói không sai, trước kia ta đích xác phạm phải tội nghiệt, hôm nay liền mặc cho ngươi xử trí. Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần gân giọng hô, mộ chủ, ngươi phải làm chủ cho ta a. Diệp Thần nói, hai vị tiền bối, các ngươi đều tính táo một chút, mặc kệ trước kia ân oán như thế nào, hôm nay chúng ta cũng là bằng hữu, không thể lên nội chiến. Ân, ta sẽ nghĩ biện pháp phục sinh Từ Hoài Dược Vương, như vậy thì không sao, hai vị tiền bối, trước lúc này, còn xin các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Diệp Thần tâm tư nhạy cảm, bây giờ nghĩ đến một cái điều hòa biện pháp, chính là phục sinh Từ Hoài Dược Vương, dạng này có thể thoáng hóa giải năm đó sát nghiệt. Bất quá muốn phục sinh Từ Hoài Dược Vương mà nói, rõ ràng không phải cái gì dễ dàng sự tình, trước lúc này, hắn không thể để cho Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần cùng Thiên Đấu Sát Thần lại ầm ĩ tiếp, bằng không đem thả bằng ngày. Lập tức, hai tay của hắn đè ép, vận dụng luân hồi pháp tắc sức mạnh, quả thực là đem Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần cùng Thiên Đấu Sát Thần, đều đè trở về riêng phần mình mộ bia bên trong đi. Lập tức, luân hồi mộ địa liền an tĩnh lại, Diệp Thần cũng là thở dài một hơi, tinh thần rút ra đi ra. Lực chú ý lại lần nữa phóng tới tinh không đế lăng bên trong. Luân hồi chi chủ, người thế nào? Vân Phi Hồng nhìn thấy Diệp Thần vừa mới tại trong chớp mắt, biểu tình biến hóa khác thường, hắn có chút hiếu kỳ hỏi. Không có gì. Diệp Thần khẽ gật đầu một cái, ánh mắt quan sát tiếp, lại nhìn thấy tại tinh không đế lăng phía trước quảng trường, lít nha lít nhít chỉnh chỉnh tề tề đứng sừng sững lấy từng cái mặc giáp binh sĩ, ngoại tầng là những binh lính này. Tầng bên trong là 20-30 cái người mặc trang phục võ giả, nhìn bộ dáng là Dược Vương gia tộc hạch tâm đệ tử. Lại có mấy cái tế tự ăn mặc lão giả, đang bố trí một cái tế đàn, trong miệng nói lẩm bẩm, trên tế đàn buộc chặt một cái thiếu nữ tuổi xuân, thần sắc ảm nhiên cúi đầu. Bây giờ, phía dưới trừ binh sĩ,
đệ tử, tế tự, còn có Dược Vương gia tộc một chút đám cấp cao, đều ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Luân hồi uy danh, bọn hắn sớm đã có nghe thấy, hôm nay cuối cùng gặp được chân nhân. Vân Phi Hồng gặp Diệp Thần thần sắc đã khôi phục bình thường, liền hắng giọng một cái, hướng phía dưới đám người lớn tiếng nói. Luân hồi chi chủ đại giá quang lâm, Dược Vương gia tộc nghe lệnh, tốc đi bái kiến. Phía dưới đám người nghe tiếng, lập tức liền rầm rầm quỳ xuống tiếp, cùng kêu lên, tham kiến luân hồi chi chủ. Thanh âm bên trong tràn ngập sùng bái kính ngưỡng chi ý. Trên tế đàn, cái kia buồn bã cúi đầu thiếu nữ tuổi xuân, lúc này cũng là ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn bầu trời Diệp Thần. Diệp Thần nhìn thấy phía dưới đại kỳ phiêu diêu, rất nhiều mặc giáp binh sĩ, tinh nhuệ đám võ giả uy thế bừng bừng bộ dáng, lập tức liền nhíu nhíu mày, nghiêng đầu hướng Vân Phi Hồng hỏi. Vân tộc dài, các ngươi nghĩ đánh vào tinh không đế lăng. Vân Phi Hồng nói, chính là. Hắn lại thở dài một hơi, xuống nói đi. Diệp Thần ừ một tiếng, cùng thiên nữ đi theo Vân Phi Hồng hạ xuống, Dược Vương gia tộc đám người đứng dậy, khoanh tay cung kính đứng trang nghiêm lấy. Cha! Trên tế đàn thiếu nữ, nhìn thấy Vân Phi Hồng hạ xuống tới, vô ý thức liền kêu một tiếng, tiếp đó lại buồn bã cúi đầu. Diệp Thần gặp phía sau tế đàn có hai cái đao phủ, tùy thời chuẩn bị hành hình bộ dáng, lại là nhíu mày, hỏi, Vân tộc dài, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vân Phi Hồng thở dài một tiếng, nói, chuyện này nói rất dài dòng, cũng là cái kia thủy mẫu đế cơ làm loạn, khiến ta Dược Vương bên trong gia tộc phản loạn, nữ nhân kia thật đúng là đáng giận vô cùng. Nói đến thủy mẫu đế cơ thời điểm, hắn cũng là một hồi nghiến răng nghiến lợi, mười phần oán hận. Diệp Thần trong lòng hơi động, nói, xin lắng tai nghe. Vân Phi Hồng trầm mặc một chút, sau đó thở dài, cái kia thủy mẫu đế cơ, là thiên đấu sát thần tín đồ trung thành nhất, nàng vạn cổ đến nay, vẫn luôn muốn phục sinh thiên đấu sát thần, không biết sao, thế mà tìm được ta Dược Vương cổ địa tới. Ta Dược Vương gia tộc sớm đã chặt đứt nhân quả, cùng ngăn cách ngoại giới. Ngoại trừ nguyên thiên đế, không có người biết rõ chúng ta chỗ, thế nhưng thủy mẫu đế cơ lại có thể dò xét đến, nghĩ đến là ta lão tổ tông từ hoài Dược Vương, cùng thiên đấu sát thần cái kia nghiệt vật ràng buộc quá sâu, nhân quả này lại gạt bỏ không đi, chung quy là bị cái kia thủy mẫu đế cơ tìm được. Trước kia từ hoài Dược Vương vợ chồng, cùng thiên đấu sát thần vốn là bạn rất thân, từ hoài Dược Vương cũng lấy y thuật của mình, phụ trợ thiên đấu sát thần an dưỡng tinh thần, hòa giải sát khí. Nhưng cuối cùng, thiên đấu sát thần vẫn là nổi điên, trực tiếp đem từ hoài Dược Vương giết chết. Bây giờ Vân Phi Hồng nhắc đến thiên đấu sát thần thời điểm, cũng là mở miệng một tiếng nghiệt vật, tràn ngập căm hận chi ý. Dù sao, thiên đấu sát thần là sát hại từ hoài Dược Vương hung thủ, hắn căm hận cũng là chuyện đương nhiên. Diệp Thần liền duy trì trầm mặc, cũng biết chuyện này, năm đó đích xác là thiên đấu sát thần phạm phải sai lầm lớn, không thể giải thích. Vân Phi Hồng nói tiếp, cái kia thủy mẫu đế cơ vốn chỉ là hồn thiên đế dưới quyền một nữ nô, không biết được kỳ ngộ gì, thế mà chứng đạo thành thiên đế, bản thân thực lực vô cùng cường đại, nhưng vạn cổ đến nay, tại không không lúc nào khoảng không lại thanh danh không hiển hách, một mực rất khiêm tốn, cũng không cầu cái gì hoàng đồ bá nghiệp, nàng một lòng liền chỉ muốn phục sinh thiên đấu sát thần. Thiên đấu sát thần cái kia nghiệt vật, trước kia tàn sát từ hoài Dược Vương lão tổ tông sau, tổ sư nãi nãi vì báo thù, cùng hồn thiên đế hợp tác, đem hắn tru sát. Cái chết của hắn, là hồn thiên đế vận dụng côn lôn đao, tự tay giết chết, chết ở côn luân dưới đao người, thân tên câu diệt, muốn phục sinh, như thế nào khả năng? Chỉ là cái kia thủy mẫu đế cơ cố chấp cực đoan, vẫn luôn không chịu từ bỏ. Trong lòng Diệp Thần lại là khẽ động, Vân Phi Hồng nói tổ sư nãi nãi, dĩ nhiên chính là từ hoài Dược Vương thê tử, thọ ôn hắc mẫu thần liên thiên cơ. Lúc này thọ ôn hắc mẫu thần linh hồn, ngay tại luân hồi trong mộ địa. Nghe được Vân Phi Hồng lời nói sau, linh hồn nàng cũng là có chút xúc động, bất quá nàng bây giờ cũng không thuận tiện hiện thân. Bởi vì, nàng chỉ còn lại một tia tàn hồn, không có nhục thân ký thác, tùy tiện rời đi luân hồi mộ địa, là chuyện rất nguy hiểm, không không lúc nào khoảng không khắp nơi tràn ngập hắc ám, hơn nữa âm thầm lại có ba quỷ thần ẩn núp, một khi bị ba quỷ thần để mắt tới, cái kia phiền phức vô cùng. Thủy mẫu đế cơ muốn phục sinh thiên đấu sát thần, như thế nào lại để mắt tới các ngươi Dược Vương gia tộc? Trong lòng Diệp Thần rất là hiếu kỳ, hỏi. Vân Phi Hồng một hồi oán hận, nói, cái kia đáng chết nữ nhân, nàng muốn đánh cắp từ hoài Dược Vương lão tổ tông hài cốt, lấy lão tổ di hài làm tài liệu, đúc lại thiên đấu sát thần nhục thân, từ đó đem phục sinh. Nghe nói như thế, Diệp Thần cùng thiên nữ đều là cả kinh. Cái gì?
dùng từ hoài dược vương hài cốt, phục sinh thiên đấu sát thần, đây là Diệp Thần không có nghĩ tới. Vân Phi Hồng nói, ta lão tổ tông là trụ thần chuyện người, sau lưng hắn trụ thần, đó là cấm kỵ tồn tại, ta cũng không biết kỳ danh, nhưng có thể chắc chắn, lão tổ tông sau lưng vị kia trụ thần, tại trong 72 trụ thần, là cấp cao nhất cường giả, cường đại đến thông thường trụ thần, đều không thể nhìn thấy tên thật. Lão tổ tông có vị kia đại năng chúc phúc, nhục thân linh khí đầy đủ, này liền bị thủy mẫu đế cơ để mắt tới, thủy mẫu đế cơ muốn dùng lão tổ tông hài cốt, xem như tài liệu, đi phục sinh thiên đấu sát thần. Bất quá, lão tổ tông hài cốt, chôn ở trong tòa này tinh không đế lăng, phòng thủ nghiêm mật, hơn nữa lại có Côn Lôn đao thủ hộ, nữ nhân kia muốn đánh cắp hài cốt, lại là tuyệt đối không thể, trước đây nàng xông vào, lại bị phòng thủ lăng trưởng lão điều động Côn Lôn đao sát khí, thiếu chút nữa thì đem nàng chém giết. Diệp Thần tinh thần hơi rung động, nói, Côn Lôn đao. Cây đao này, là tại vân tộc dài trong tay. Hắn tới Dược Vương cổ địa, một là vì kế thừa từ hoài Dược Vương đạo thống Dược Vương bí điển, hai là tìm kiếm Côn Lôn đao. Nhìn Vân Phi Hồng bộ dáng, còn có Dược Vương gia tộc trên dưới thái độ, rõ ràng cũng không có ý kiến, bọn hắn cũng nguyện ý để cho Diệp Thần kế thừa hết thảy, nhưng bây giờ lại bởi vì có thủy mẫu đế cơ tồn tại, tựa hồ sinh ra đủ loại biến cố. Vân Phi Hồng nói, cây đao kia, ban sơ là hồn thiên đế binh khí, trước kia, hồn thiên đế dùng cây đao này, giết chết thiên đấu sát thần, còn giết chết tổ sư nãi nãi. Cuối cùng, tại hồn thiên đế vẫn lạc sau, hắn rất nhiều thần binh pháp bảo thất lạc, từ nơi sâu xa, cái này Côn Lôn đao, lại rơi xuống đến ta Dược Vương cổ địa bên trong tới. Mà ta Dược Vương cổ địa, cùng ngoại giới thiên cơ ngăn cách, cho nên ngoại nhân cũng không biết, cây đao này kỳ thực ngay tại chúng ta ở đây. Mà ta sợ thiên cơ tiết lộ, rước lấy phiền toái không cần thiết, cho nên cũng không có nói cho người. Côn Luân đao tung tích, liền nguyên thiên đế cũng không biết, đây là Vân Phi Hồng có ý định giấu giếm, không muốn bại lộ quá nhiều, miễn cho rước lấy tai họa. Diệp Thần nói, thì ra Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần, cũng là chết ở hồn thiên đế trong tay. Vân Phi Hồng thở dài, đúng là như thế, kỳ thực trước kia tổ sư nãi nãi, biết cùng hồn thiên đế hợp tác, chính là bảo hổ lột ra. Nhưng vì chu sát thiên đấu sát thần, nàng cũng là không có cách nào. Cuối cùng hồn thiên đế bức bách nàng giao ra Dược Vương bí điển tà đạo thiên, nàng không chịu, liền bị một đao giết chết. Trời có mắt rồi, hồn thiên đế đền tội tại nguyên thiên đế thủ hạ, hắn Côn Lôn đao, lại rơi xuống đến trong tay chúng ta, trở thành thủ hộ lão tổ tông hài cốt lợi khí. Nếu như không có cái kia Côn Lôn đao, lão tổ tông di hài, sớm đã bị thủy mẫu đế cơ cướp đi. Diệp Thần nói, vân tộc dài, đã các ngươi chấp trưởng Côn Lôn đao, như thế nào lại sợ thủy mẫu đế cơ? Bây giờ Diệp Thần biết đại khái chuyện tiền căn, thủy mẫu đế cơ muốn lợi dụng từ hoài Dược Vương hài cốt, phục sinh thiên đấu sát thần, nhưng lọt vào Dược Vương gia tộc phản đối. Thủy mẫu đế cơ nghĩ xông vào tinh không đế lăng, cũng bị Côn Lôn đao phong mang giết lùi. Cho nên, trên người nàng, mang theo Côn Lôn đao nhật nguyệt dư quang, ngoài ý muốn bị Nhược Mộng phát hiện, Nhược Mộng tìm hiểu nguồn gốc. Liền biết Côn Luân đao tung tích. Chỉ là Diệp Thần không rõ, Dược Vương gia tộc chấp trưởng Côn Luân lưỡi đao mang, như thế nào lại e ngại thủy mẫu đế cơ. Vân Phi Hồng thở dài, cái này thủy mẫu đế cơ, gặp xông vào không được, liền yêu ngôn mê hoặc, nói muốn cùng ta Dược Vương gia tộc đánh cược. Diệp Thần nghe được đánh cược hai chữ, hai con ngươi lộ ra một tia hiếu kỳ, nói, đánh cược gì? Vân Phi Hồng nói, nữ nhân kia nói, nàng chế tạo một bức ánh sáng của bầu trời trận đồ, có vô thượng thần quang huyền bí, trận đồ kia bên trong, cũng ký thác nàng muốn phục sinh thiên đấu sát thần nguyện vọng, chỉ cần hướng về trong trận đồ, bổ khuyết đầy đủ tài liệu, liền có thể đem thiên đấu sát thần phục sinh. Mà chúng ta Dược Vương gia tộc, kỳ thực cũng có phục sinh lão tổ tông nguyện vọng, nàng liền nói, không bằng chúng ta đến đúng đánh cược, đem lão tổ tông hài cốt, lấp vào nàng trong trận đồ. Nếu như chúng ta nguyện vọng, mạnh hơn nàng liệt mà nói. Cái kia phục sinh đi ra ngoài người, cũng không phải là thiên đấu sát thần, mà là Dược Vương lão tổ tông. Trái lại, nếu như nguyện vọng của nàng, tại trên chúng ta, cái kia phục sinh giả, thì sẽ là thiên đấu sát thần. Trận đồ kia ta xem qua, hơi có chút đại đạo chí giản huyền bí, trận pháp kết cấu rất đơn giản, nhưng trên trận đồ lại ẩn chứa một tia quang, đây không phải là không không lúc nào khoảng không có thể có quang. Ở đó sợi quang chiếu rọi phía dưới, hết thảy nguyện vọng đều có khả năng thực hiện. Mặc kệ là lão tổ tông, vẫn là thiên đấu sát thần, cũng có thể tại trong trận đồ kia phục sinh. Diệp Thần cùng thiên nữ tương vọng một mắt, đều cảm giác ngạc nhiên.
ánh sáng của bầu trời trận đồ, có thể đáp lại nguyện vọng sao? Lại có tinh diệu như vậy đồ vật, phân tộc dài, vậy các ngươi có từng nguyện cùng thủy mẫu đế cơ đánh cược? Diệp thần như có điều suy nghĩ, hôm nay quang trận đồ tựa hồ không đơn giản, chính là không biết Vân Phi Hồng có dám đánh cược hay không? Vân Phi Hồng nói, lão tổ tông hài cốt, sao có thể lấy ra làm tiền đặt cược? Hơn nữa, cái kia thủy mẫu đế cơ mưu đồ nhiều năm, nguyện vọng cực kỳ mãnh liệt, đem phục sinh thiên đấu sát thần, xem như suốt đời sứ mệnh, chúng ta làm sao có thể cược thắng nàng? Chúng ta muốn phục sinh lão tổ tông, chỉ là một cái cầu nguyện, cũng không phải nói không còn là không sống có thể, lão tổ tông trước kia bị thiên đấu sát thần giết chết, hắn hài cốt, lây dính sát khí, nếu là thật phục sinh, cũng có đọa biến thành nhiệt vật khả năng, chúng ta những thứ này làm con cháu, tự nhiên không thể dễ dàng mạo hiểm, bằng không tiết độc lão tổ tông, vậy càng là tội đáng chết vạn lần. Nhưng, cái kia thủy mẫu đế cơ yêu môn mê hoặc, tinh không đế lăng 10 vị phòng thủ lăng trưởng lão, bởi vì quanh năm phòng thủ lăng, đạo tâm u sầu, lại thụ nàng mê hoặc, thật sự đáp ứng đánh cược. Ta cái này làm tộc trưởng, tất nhiên là tuyệt đối không thể đánh cược, bởi vậy sinh ra thù ghét bất đồng, cuối cùng cất biến thành nội loạn, ai, oan nghiệt, oan nghiệt. Vân Phi Hồng một phen nói xong, tại chỗ dược phương gia tộc đám người, đều là không nói gì cúi đầu, rõ ràng lúc trước trong gia tộc loạn bên trong, bọn hắn cũng từng gặp không thiếu máu tươi. Ta dược phương trong gia tộc, có chừng 2-3 thành tộc nhân, cũng nhận mê hoặc, muốn cầm lão tổ tông hài cốt làm tiền đặt cược, ta lấy lôi đình thủ đoạn, đem bọn hắn chân áp. Chỉ là, ta không nghĩ tới, con của ta, nữ nhi của ta, đều hứng chịu tới mê hoặc. Vân Phi Hồng đầy mắt thương cảm, nhìn xem trên tế đàn thiếu nữ, lại là buồn rầu tức giận. Thiếu nữ kia đúng là hắn nữ nhi, Vân Mộng Giao. Cha, sợ cái gì, chúng ta chiếm giữ thiên thời địa lợi, trận này đánh cược có thể thắng, phòng thủ lăng các trưởng lão đều nói, ngày đó quang trận đồ tinh diệu vô cùng, lợi dụng trận đồ này, bọn hắn có lòng tin đem lão tổ tông phục sinh. Vân Mộng Giao lúc này lại lấy dũng khí, phản bác Vân Phi Hồng lời nói. Vân Phi Hồng cực kỳ tức giận, vừa thấy thất vọng, nói, im ngay. Lão tổ tông hài cốt, há có thể dùng làm tiền đặt cược. Hơn nữa cái kia thủy mẫu đế cơ lòng dạ rắn rết, mưu đồ sâu xa, chúng ta như thế nào cược thắng nàng. Vân Mộng Giao lại cúi đầu, nhưng rất là không phục bộ dáng. Diệp thần nói, Vân tộc dài, bớt giận. Vân Phi Hồng buồn giận gặp nhau, tại trước mặt Diệp thần người ngoài này, cũng rất có chút quẫn bách bộ dáng, thở dài. Luân hồi chi chủ, nhường ngươi chế diễu, ai, thực sự là oan nghiệt. Ngươi mong muốn dược vương bí điển, đã bị khuyển tử Vân Chu nuốt, hắn liền tại đây tinh không đế lăng bên trong. Vân Phi Hồng ngẩng đầu nhìn tinh không đế lăng, đưa tay chỉ. Dược vương bí điển bí quyết, điều khắc ở một khỏa trên kim đan, cái kia đạo thống kim đan, cũng đã bị con của hắn Vân Chu nuốt. Chấm, trước đây ta dược vương trong gia tộc loạn thời điểm, khuyển tử Vân Chu tại nội loạn bên trong, thụ phải chết trọng thương, muội muội của hắn thừa dịp loạn trộm cắp kim đan, đút cho hắn. Hắn chạy ra ra môn sau, đã cùng tinh không đế lăng phòng thủ lăng trưởng lão hội hợp, bây giờ đang chuẩn bị khởi động ánh sáng của bầu trời trận đồ. Một khi ánh sáng của bầu trời trận đồ khởi động, cái kia phục sinh đi ra ngoài người, không phải là lão tổ tông, mà là thiên đấu sát thần cái kia nghiệt vật. Vân Phi Hồng u uất đạo. Thiên nữ nói, cái này, đạo thống kim đan bị ăn sạch sao? Vậy xem ra chúng ta tới chậm. Vân Phi Hồng nói, luân hồi chi chủ, thiên nữ cô nương. Các ngươi yên tâm, khuyển tử mặc dù nuốt lấy kim đan, thế nhưng kim đan cũng không phải hắn có thể tiêu hóa, chỉ cần giết hắn, xé ra bụng hắn, liền có thể đem kim đan một lần nữa móc ra. Diệp thần cùng thiên nữ đều là biến sắc, thiên nữ chần chờ nói, cái này không tốt lắm đâu, Vân tộc dài, dù sao đó là ngươi nhi tử. Vân Phi Hồng lắc lắc đầu nói, ta không có loại con này. Hắn nhìn về phía trên tế đàn Vân Mộng Giao, cũng không có loại này nữ nhi. Luân hồi chi chủ, thiên nữ cô nương, phòng thủ lăng trưởng lão phản nghịch, bây giờ bọn hắn ngay tại tinh không đế lăng bên trong, chuẩn bị khinh nhờn lão tổ tông hài cốt, khởi động ánh sáng của bầu trời trận đồ, chúng ta cùng một chỗ đánh vào tinh không đế lăng, còn có diệt trừ phản nghịch, đoạt lại đạo thống kim đan cùng côn luân đao khả năng. Gia thủ lăng trưởng lão chấp trưởng côn luân đao, phong mang vô cùng lăng lệ, chúng ta phải chú ý cẩn thận. Người tới, trước tiên chu sát phản đồ tế thiên, an ủi lão tổ tông vong linh. Vân Phi Hồng biểu lộ đột nhiên trở nên xâm nghiêm, một tiếng hiệu lệnh, phía sau tế đàn hai cái đao phủ, liền bước đi lên đến đây, một người đem Vân Mộng Giao đặt tại dưới mặt đất, một người khác cử đao liền muốn chém đầu.
Vân Phi Hồng quyết tuyệt như vậy, là cho thấy muốn thể sống chết thủ hộ Từ Hoài Dược Vương hài cốt, tru diệt hết thảy phản đồ chi ý. Chỉ cần Dược Vương gia tộc không nội chiến, dựa vào Côn Luân Đao Phong mang, tự vệ dư xài, Thủy Mẫu Đế Cơ cũng không khả năng xâm phạm. Diệp Thần cùng Thiên Nữ, lúc này đã biết sự tình tất cả chân tướng, thực sự là một hồi nhân luân thảm biến. Dược Vương gia tộc tại Thủy Mẫu Đế Cơ mê hoặc dưới, chia ra thành hai phái, một bộ muốn cùng Thủy Mẫu Đế Cơ đánh cược, khẩn cầu phục sinh Từ Hoài Dược Vương, một phái khác thì kiên quyết phản đối. Muốn cùng Thủy Mẫu Đế Cơ đánh cược người, cũng không nhiều, dù sao lần đánh cuộc này, là muốn cầm Từ Hoài Dược Vương hài cốt đi đánh cược, đích thật là quá mức mạo hiểm. Chỉ nguyện ý tham đánh cược người, tại Dược Vương trong gia tộc, lại là trọng lượng cực nặng tồn tại, Tinh Không Đế Lăng 10 vị phòng thủ lăng trưởng lão, toàn bộ làm phản, thân là tộc trưởng Vân Phi Hồng, cũng là áp lực cực lớn. Bây giờ, Vân Phi Hồng liền chuẩn bị giết nữ nhi Vân Mộng Giao Tế Thiên, để bày tỏ quyết tâm, sau đó lại đánh vào Tinh Không Đế Lăng. Chậm đã, Vân tộc dài. Diệp Thần mắt thấy Vân Mộng Giao liền bị chém đầu, đưa tay ngăn cản, thực không muốn nhìn thấy vô vị huyết nghiệt. Vân Phi Hồng nói, luân hồi chi chủ. Diệp Thần trầm mặc một chút, hỏi, Thủy Mẫu Đế Cơ người ở nơi nào? Chuyện này có nàng dựng lên, muốn phá giải, chỉ có tìm được người này. Hắn bén nhạy phát hiện vấn đề này, bây giờ còn chưa nhìn thấy Thủy Mẫu Đế Cơ, nếu như không có dò xét tinh tường tung tích của đối phương, vậy thì chờ cùng để cho một con rắn độc, ẩn nấp ở sau lưng. Đến nỗi Thủy Mẫu Đế Cơ mục đích, muốn phục sinh Thiên Đấu Sát Thần cái gì, tại Diệp Thần trong mắt xem ra, liền cùng hồ nháo không sai biệt lắm. Bởi vì, Thiên Đấu Sát Thần căn bản không có vẫn diệt, hắn còn có linh hồn tồn tại. Nhục thân tiêu vong, không phải chân chính chết đi, chỉ cần còn có linh hồn, người không coi là chết. Thủy Mẫu Đế Cơ cho là Thiên Đấu Sát Thần đã chết, cho nên muốn phục sinh, đó là uổng phí công phu, Thiên Đấu Sát Thần linh hồn vẫn tồn tại. Vân Phi Hồng nói, nữ nhân kia trước đây chịu Côn Lôn Đao gây thương tích, còn đang bế quan chữa thương, nhưng nàng đã đem ánh sáng của bầu trời trận đồ, giao cho gia thủ lăng trưởng lão, phòng thủ lăng trưởng lão đang chuẩn bị khởi động trận đồ, nếu là Thiên Đấu Sát Thần cái kia nghiệt vật phục sinh, nữ nhân kia nhất định buông xuống. Diệp Thần không nói gì gật đầu, nhìn xem trước mắt Tinh Không Đế Lăng, thần thức khẽ động, thấm vào, muốn dò xét trong lăng mộ tình huống, nhưng phát hiện thần thức của mình, lại bị tầng tầng cấm chế ngăn trở. Rõ ràng, lăng mộ bên trong, bố trí có đủ loại cấm chế, muốn dò xét, cũng không phải chuyện dễ. Vân Phi Hồng dẫn dắt Dược Vương gia tộc tinh nhuệ, nghiêng chúng mà ra, cũng là biết Tinh Không Đế Lăng phòng thủ xâm nghiêm, cấm chế lợi hại, cho nên đem hết toàn lực, mới có khả năng công phá. Diệp Thần nghĩ thầm, Côn Lôn Đao cùng Dược Vương bí điển, đều ở đây Tinh Không Đế Lăng bên trong, Hồn Thiên Đế lại tại bên ngoài nhìn chằm chằm, Nguyên Thiên Đế tiền bối tuy nói có thể cho ta dây dưa 7 ngày. Nhưng không chừng sẽ có ngoài ý muốn gì, vẫn nhanh chóng giải quyết cho thỏa đáng. Nghĩ đến đây, Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, hướng Vân Phi Hồng nói, Vân tộc dài, ngươi không cần lại đi sát hại, 10 vị phòng thủ lăng trưởng lão phản loạn, ta thay ngươi trấn áp bắt chính là. Ngươi cái này rất nhiều người chúng, có thể ở đây đóng giữ chờ, ta một người tiến vào Tinh Không Đế Lăng, có thể đem người phản loạn bắt đi ra, nhưng sau khi chuyện thành công, Côn Lôn Đao phải thuộc về ta. Ân. Lệnh lang nuốt lấy đạo thống kim đan, ta cũng biết nghĩ cách lấy ra, sẽ không đả thương tính mạng hắn. Diệp Thần có đủ loại thủ đoạn, muốn lấy ra Vân Phi Hồng nhi tử Vân Chu nuốt lấy kim đan, cũng không phải việc khó gì, dùng luân hồi pháp hút một cái, liền có thể hút ra tới. Nghe được Diệp Thần lời nói, Vân Phi Hồng lập tức kinh hãi, nói, luân hồi chi chủ, ngươi. Ngươi nói cái gì, ngươi muốn độc thân tiến vào Tinh Không Đế Lăng. Diệp Thần nói, ân, ta một người đầy đủ. Lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, hắn có lòng tin trấn áp Dược Vương gia tộc nội bộ phản loạn, cái kia 10 vị phòng thủ lăng trưởng lão, một mình hắn liền có thể toàn bộ trấn áp bắt. Phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào khoảng không, có thể thắng được Diệp Thần người, cũng chỉ có Hồn Thiên Đế, Nguyên Thiên Đế, Vũ Hoàng Cổ Đế, Xấu Thần mấy người đỉnh tiêm cao thủ, bình thường võ giả đã không phải là địch thủ của hắn. Dược Vương trong gia tộc, rõ ràng cũng không có thể uy hiếp được Diệp Thần tồn tại. Nếu như bọn hắn có nhân vật mạnh mẽ như vậy, đã sớm ra ngoài chinh phạt tinh không, kiến công lập nghiệp, cũng không cần co đầu rút cổ tại trong Dược Vương cổ địa một phương thiên địa. Vân Phi Hồng kinh ngạc nói, đừng xung động, luân hồi chi chủ, ngươi lẻ loi một mình, như thế nào có thể thắng được ta Dược Vương gia tộc 10 vị phòng thủ lăng trưởng lão. Ở bên ngoài còn có thể, nhưng ở trong Tinh Không Đế Lăng, bọn hắn chiếm giữ tuyệt đối địa lợi,
hơn nữa lại có thể mượn dùng đủ loại cấm chế sức mạnh, thậm chí còn có thể mượn dùng côn luân đao phong mang, thực sự khó đối phó a. Chúng ta đại quân chinh phạt, tụ tập trận nghiền ép lên đi mới là. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, quá nhiều người, ngược lại có thể xảy ra loạn, đến nỗi côn luân đao đi, ta cũng không sợ. Trước mắt Diệp Thần, chấp trưởng hình chi mảnh vụn, độ chi mảnh vụn, trước đây lại lấy được đế rơi vũ trụ, lại phải nguyên thiên đế chuyển công, thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, liền xem như côn luân đao phong mang, hắn cũng không sợ, trừ phi hồn thiên đế tự mình buông xuống, tự tay chấp trưởng côn luân đao. Thiên nữ nói, Diệp Thần, ngươi cũng quá cuồng vọng, vẫn là cẩn thận chút a, ta với ngươi đi vào chung. Ngươi phải biết, ngươi bây giờ nếu là chết, cái kia tinh không thần trì, đã không phục sinh được ngươi, thực lực của ngươi đã quá cường đại. Tại trong Diệp Thần lãnh địa luân hồi tinh giới, có tinh không thần trì tồn tại, trên lý luận có thể để hắn vô hạn phục sinh, nhưng cái này phục sinh, là từ hạn độ, nếu như Diệp Thần thực lực, đã vượt qua tinh không thần trì hạn độ, vậy thì không cách nào phục sinh. Tại trong bất chi bất giác, Diệp Thần thực lực, cũng tiến bộ đến tình cảnh ngay cả tinh không thần trì đều khó mà phục sinh. Không sao, chỉ cần hồn thiên đế không tới, không có người có thể uy hiếp được ta, thủy mẫu đế cơ cũng không thể. Diệp Thần đôi mắt tinh quang lóe sáng, hắn có tự tin này. Thiên nữ rút ra thần chu thiên kiếm, nói, tóm lại, ta với ngươi đi vào chung. Vân Phi Hồng cùng gia tộc bên trong mấy vị trưởng lão tương vọng một mắt, sau đó chắp tay nói, luân hồi chi chủ, ta cùng mấy vị tộc lão cũng tùy ngươi đi vào, thật có cái phối hợp. Diệp Thần gật đầu nói, có thể, vậy đi thôi. Hắn cong ngón búng ra, một tia kình khí bắn ra, bắn về phía tế đàn, liền đem Vân Mộng Giao trên người buộc chặt dây thừng chặt đứt. Vân Mộng Giao khôi phục tự do, ngơ ngác nhìn Diệp Thần, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Còn không mau hướng luân hồi chi chủ nói lời cảm tạ. Vân Phi Hồng hướng về phía choáng váng Vân Mộng Giao nói. Vân Mộng Giao không nói gì cúi đầu, cũng không ngôn ngữ. Diệp Thần cũng không nói nhiều, nói, đi thôi. Nói xong liền nhanh chân hướng tinh không đế lăng đi đến, thiên nữ đi theo ở bên cạnh hắn. Vân Phi Hồng quay đầu hướng Dược Vương gia tộc đám người nói, các ngươi ở đây đóng giữ lược trận, ta cùng luân hồi chi chủ vào lăng. Đám người đồng nói, tuân mệnh. Vân Phi Hồng cùng mấy vị tộc lão, vội vàng đi theo Diệp Thần thiên nữ, đi đến tinh không đế lăng trước cổng chính. Tòa lăng mộ này, ngược lại là to lớn vô cùng. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn tinh không đế lăng, tòa lăng mộ này, nguy nga như núi, người đứng tại lăng mộ phía dưới, tựa như hạt bụi nhỏ giống như nhỏ bé. Rất khó tưởng tượng, hùng vĩ như vậy nguy nga lăng mộ, chỉ là chôn một người. Vân Phi Hồng vội nói, luân hồi chi chủ, cái này lăng mộ ban sơ, là dùng viễn cổ thời đại, phi thăng người thất bại thi cốt xếp thành, trong lăng mộ mang theo rất nhiều ma thần cấm chế cùng vong linh cấm chế, chúng ta chỉ cần cẩn thận, bằng không hậu quả khó mà lường được. Diệp Thần trong lòng hơi động, nói, phi thăng kẻ thất bại. Vân Phi Hồng nói, đúng vậy, viễn cổ thời đại, có vô số ma thần, cường giả, mơ ước phi thăng tinh không bỉ ngạn, nhưng bọn hắn đều thất bại, thi cốt từ không trung vẫn lạc xuống, ta lão tổ tông từ hoài Dược Vương, lòng dạ từ bi, liệm bọn hắn thi cốt, đúc thành tòa này tinh không đế lăng. Tại lão tổ tông Tấn Thiên Hậu, chúng ta những thứ này làm con cháu, liền cũng đem hắn hải cốt, chôn ở tinh không này đế lăng bên trong. Nói xong, Vân Phi Hồng đi ra phía trước, duỗi ngón dùng sức tại trên tinh không đế lăng tường ngoài quét qua, phá mở một điểm mặt tường. Diệp Thần nhìn thấy mặt tường phá mở sau, trong vách tường cũng không phải cái gì gạch đá, lại là bạch cốt. Hắn có chút kinh ngạc, thần thức liếc nhìn cảm ứng, liền phát hiện tòa này nguy nga tinh không đế lăng, vách tường trong lớp vỏ ngoài, thế mà tất cả đều là bạch cốt âm u, vô số viễn cổ ma thần cường giả thi cốt, hội tụ ở này, đúc thành lăng mộ, nhưng cái này lăng mộ, nhưng không thấy có chút âm trầm chi khí, ngược lại là hạo nhiên quang minh, lường trước từ hoài Dược Vương dùng chút thủ đoạn đặc thù, đem thi cốt xử lý qua. Nghĩ tới đây, Diệp Thần đối với từ hoài Dược Vương đạo thống, thì càng có hứng thú. Nói đúng ra, đây không phải là từ hoài Dược Vương đạo thống, là một vị nào đó tam thanh đạo thống A. Mang theo tâm tình mong đợi, Diệp Thần nhanh chân bước vào trong lăng mộ. Tòa lăng mộ này, tựa như là một tòa thành trì nhỏ, nội bộ không gian 10 phần rộng lớn, Diệp Thần vừa tiến tới, liền cảm thấy một hồi thần thanh khí sảng, trong lăng mộ tràn ngập từng trận mùi thuốc linh khí. Hít thở một cái, đều để người có loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Mà ngoại trừ mùi thuốc linh khí, trong lăng mộ, còn tràn ngập từng sợi bạch quang mờ mịt hội tụ như vụ hải,
trải tại lăng mộ trên sàn nhà, làm cho cả tòa lăng mộ, nhìn tựa như tiên cảnh. Không tốt, bọn hắn đã khởi động ánh sáng của bầu trời trận đồ. Vân Phi Hồng nhìn thấy chung quanh tràn ngập quang vụ, sắc mặt lập tức biến đổi. Những thứ này quang, đích xác có chút cổ quái, không phải không không lúc nào khoảng không có thể có quang, chẳng lẽ là tinh không bỉ ngạn hào quang, thậm chí là thái sơ quang sao? Diệp Thần nhìn xem dưới chân lượn quanh từng sợi tia sáng, cũng là lông mày nhíu một cái, cảm thấy có chút kỳ dị. Nhưng ánh sáng này, tính chất rất đặc thù, cùng không không lúc nào khoảng không tất cả ánh sáng huy, hoàn toàn khác biệt, lộ ra một cỗ thần thánh siêu thoát ý vị. Thậm chí, Diệp Thần sinh ra một cỗ ảo giác, tựa hồ chỉ muốn chính mình hướng quang cầu nguyện, chỉ liền có thể đáp lại hắn, thực hiện nguyện vọng của hắn. Đây là nguyện vọng chi quang. Vân Phi Hồng nói, đây là thủy mẫu đế cơ thiên quang trận đồ quang, ngày đó quang trận đồ cũng không biết nàng là thế nào tạo ra, tóm lại bây giờ rất nguy hiểm, gia thủ lăng trưởng lão khởi động ánh sáng của bầu trời trận đồ, chính là muốn bắt đầu nghi thức phục sinh. Vậy một khi phục sinh thành công, phục sinh đi ra ngoài người, không phải là lão tổ tông, mà là thiên đấu sát thần A. Nếu là thiên đấu sát thần cái kia nghiệt vật phục sinh, tất cả chúng ta, đều phải chết. Vân Phi Hồng trong giọng nói, tràn đầy kiêng kỵ chi ý, hắn biết rõ thiên đấu sát thần kinh khủng, một khi phục sinh, đó đúng là ngập trời kiếp nạn. Không cần hoảng. Diệp Thần ngược lại là không có cái gì lo lắng, thiên đấu sát thần linh hồn, còn êm đẹp tại hắn luân hồi trong mộ địa, như thế nào lại bị ngoại giới triệu hồi ra đi mà phục sinh. Coi như phòng thủ lăng các trưởng lão, thật sự cử hành nghi thức phục sinh, cái kia phục sinh đi ra ngoài người, hơn phân nửa cũng là từ Hoài Dược Vương. Nếu là từ Hoài Dược Vương sống lại, kia đối Diệp Thần tới nói, càng là chuyện tốt, có thể miễn đi rất nhiều phiền phức. Mộ chủ, tuyệt đối đừng để cho bọn hắn làm ẩu. Hôm nay quang trận đồ, nghi thức phục sinh khởi động, cái kia phục sinh đi ra ngoài đồ vật, nhất định là quái vật A. Ta không cho phép có người khinh nhờn trượng phu ta hài cốt. Lúc này, luân hồi mộ địa bên trong, Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần lại hét dầm lên, âm thanh tràn ngập tức giận chi ý, vừa lo lắng. Trước kia từ Hoài Dược Vương, bị thiên đấu sát thần giết chết, thi cốt đã sớm nhiễm sát khí, tại trong quan tài nghỉ ngơi là kết cục tốt nhất, nếu như sống lại, sát khí dưới sự tàn phá, từ Hoài Dược Vương coi như phục sinh, cũng có khả năng ác đọa thành một cái quái vật. Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần không muốn nhìn thấy, trượng phu của mình, biến thành một cái quái vật. Diệp Thần trong lòng hơi động, lúc này cũng tỉnh ngộ lại. Đích xác, từ Hoài Dược Vương thi cốt sát khí chưa tiêu, cứ như vậy phục sinh, phong hiểm quá lớn, vạn nhất phục sinh ra một cái quái vật đi ra, vậy coi như phiền toái. Ta sẽ ngăn cản bọn hắn. Diệp Thần nhanh chân hướng sâu trong lăng mộ đạp đi, hắn có thể tinh tường bắt được, lăng mộ chỗ sâu có chút khí tức cường đại, còn có chút quỷ dị ba động, nhưng đều uy hiếp không được hắn, hắn có lòng tin có thể trấn áp hết thảy. Luân hồi chi chủ, dừng bước. Ngay lúc này, một giọng già nua, từ sâu trong lăng mộ truyền ra. Nghi thức phục sinh đang tại cử hành, từ Hoài Dược Vương lão tổ tông ngay lập tức muốn phục sinh, lão phu khẩn cầu ngươi không cần ngăn cản, ngươi muốn học lão tổ tông đạo pháp, chờ lão tổ tông sống lại, hắn sẽ đích thân truyền thụ cho ngươi. Đó là một vị phòng thủ lăng trưởng lão âm thanh, hắn rõ ràng cũng là biết Diệp Thần cường đại, lo lắng Diệp Thần cố xông vào mà nói, có thể dẫn đến nghi thức phục sinh thất bại, cho nên mở miệng ngăn cản. Các ngươi bị thủy mẫu đế cơ đầu độc, cái này nghi thức phục sinh, nhất định không thể đi, dừng tay a. Diệp Thần lắc đầu, lại không có dừng bước lại ý tứ. Chung quanh quanh quẩn từng sợi quang vụ, cái kia từng sợi nhìn như thần thánh huy hoàng quang, để cho Diệp Thần sinh ra một loại không hiểu kiêng kỵ chi ý. Những thứ này quang, rất cổ quái, tựa hồ có thể đáp lại người nguyện vọng, từ một loại nào đó góc độ tới nói, cũng là một loại mê hoặc, nguyện vọng quá cường liệt người, liền sẽ bị chỉ khống chế. Diệp Thần phỏng đoán những thứ này phòng thủ lăng trưởng lão, hơn phân nửa là bị thủy mẫu đế cơ đầu độc. Xấu thần hắc ám, có thể mê hoặc người, nhiễu loạn nhân tâm. Quang, cũng có thể che đậy nhân tâm, ánh sáng của bầu trời mê mắt, một dạng có thể khiến người ta lâm vào trong hỗn loạn. Luân hồi chi chủ, dừng lại. Phòng thủ lăng trưởng lão gặp Diệp Thần còn muốn đi lên phía trước, lập tức liền lớn tiếng quát chỉ. Rầm rầm. Tại phòng thủ lăng trưởng lão tiếng quát sau khi rơi xuống, chung quanh quang vụ, giống như thủy triều kịch liệt sôi trào, mộ thất bốn phía trên vách tường, ông ông hiển hóa ra từng cái cấm chế phủ văn. Ma thần oán niệm, hóa hình. Chỉ thấy chung quanh vách tường, răng rắc nứt ra từng cái khe hở, có từng sợi hắc sắc ma khí,
từ trong khe hở chảy ra, cấp tốc ngưng kết hóa hình, lại biến thành từng đầu hình người ma thần nghiệt vật. Tòa này tinh không đế lăng, là từ rất nhiều viễn cổ ma thần thi cốt chế tạo mà thành, phòng thủ lăng trưởng lão càng là điều động viễn cổ ma thần oán khí, biến thành từng đầu nghiệt vật. Những cái kia viễn cổ ma thần cùng vô số cường giả, bọn hắn phi thăng thất bại, trước khi chết tích lũy đại lượng oán khí, những thứ này oán khí bạo phát đi ra, cực kỳ khủng bố. Chỉ thấy từng đầu ma thần nghiệt vật sinh ra, mộ thất bên trong bầu không khí, cũng là thoáng chốc trở nên tựa như địa ngục đồng dạng, từng sợi ma hy lưu quang không ngừng dâng lên, đậm đà sát khí bao phủ bốn phía, trầm thấp ma thần tiếng giống, làm cho người không rét mà run. Giống. Chỉ thấy từng đầu ma thần nghiệt vật, giống như hắc triều, gầm thét hướng Diệp Thần, Thiên Nữ, Vân Phi Hồng bọn người liều chết xung phong, khí thế điên cuồng cực điểm. Diệp Thần chấn định tự nhiên, Thiên Nữ cùng Vân Phi Hồng mấy người nhưng là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Thiên đường thánh quang, phá. Thiên Nữ mắt thấy từng đầu nghiệt vật chém giết tới, không dám thất lễ, lập tức huy động thần Chu Thiên Kiếm, một kiếm mang theo thần thánh thiên đường quang huy, chém giết mà ra. Nàng thần Chu Thiên Kiếm, chuyên môn khắc chế hắc ám, mà nàng bái sư Nguyên Thiên Đế sở học thiên đường thánh đạo, đối với hắc ám nghiệt vật cũng có cực lớn khắc chế hiệu quả. Một kiếm này vung ra, Thiên Nữ tính toán đâu ra đấy, cho là có thể bẻ gãy nghiền nát, nhẹ nhõm chém giết nghiệt vật, nhưng lại không ngờ, một đầu nghiệt vật xách theo ma đao vào tới, vung đao cùng nàng thần Chu Thiên Kiếm va nhau, càng là đấu ngang sức ngang tài. Thiên Nữ giật nảy cả mình, liền cảm thấy cái này ma thần nghiệt vật, cường đại dị thường, cũng không phải là nàng một kiếm có thể chém chết. Cái này ma thần nghiệt vật, chính là viễn cổ ma thần cường giả hoán niệm biến thành, lại dựa lưng vào cả tòa tinh không đế lăng tích lũy ngàn ngàn vạn vạn bộ hài cốt, vô tận oán niệm sát khí, cũng là những thứ này ma thần nghiệt vật hậu thuẫn. Cho nên từng đầu ma thần nghiệt vật, sức mạnh to đến kinh người. Nhưng càng làm cho Thiên Nữ cảm thấy kinh ngạc, là những thứ này ma thần nghiệt vật, thế mà không sợ nàng thần Chu Thiên Kiếm, cũng không sợ thiên đường thánh quang tẩy lễ. Chỉ thấy mấy chục con nghiệt vật, đã như núi kêu biển gầm mãnh liệt mà tới, Thiên Nữ chặn một đầu, lại có vài đầu nghiệt vật vung đao hướng nàng chém tới, mang theo vạn cổ tích lũy thi cốt oán khí, đao thế cực kỳ hung mãnh bá đạo. Thiên Nữ không kịp tránh né, thân thể mềm mại trúng đao, lại phát ra keng một thanh âm vang lên, nàng trên da lại bao trùm lấy một tầng kim quang, chặn nghiệt vật công kích. Cẩn thận, những thứ này nghiệt vật có gì đó quái lạ, ánh sáng của bầu trời trận đồ quang, cho bọn chúng quang minh chúc phúc, người thần Chu Thiên Kiếm, khắc chế không được bọn chúng. Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng đạo, một tia thần giáp mệnh tinh kim quang, từ trong cơ thể hắn lan tràn ra, bao trùm ở Thiên Nữ cùng Vân Phi Hồng. Rất nhiều nghiệt vật chém giết tới, căn bản không phá hết Diệp Thần bày ra kim quang phòng ngự. Đây là thần giáp mệnh tinh lợi hại. Thiên Nữ ngẩn ngơ, quả nhiên chính là phát hiện, những thứ này ma thần nghiệt vật, cũng không phải là hoàn toàn hắc ám, mà là hỗn hợp chung quanh tràn ngập thần thánh bạch quang, mờ mờ ảo ảo có âm dương nhất thể huyền bí, nàng kiếm không cách nào áp chế. Vậy làm sao bây giờ? Thiên Nữ trong lúc nhất thời, cũng không biết như thế nào phá cục. Những thứ này nghiệt vật cường đại, nằm ngoài dự liệu của nàng. Nếu như ở bên ngoài, những thứ này nghiệt vật không có thành tựu, nhưng ở trong tinh không đế lăng, dựa lưng vào ngàn ngàn vạn vạn cổ viễn cổ ma thần thi cốt, lại cơ hồ là tồn tại vô địch. Làm sao bây giờ, lực phá vạn pháp, trực tiếp nghiền nát chính là. Diệp Thần không nói nhảm, đại thủ oanh ra, một cỗ bàng bạc hung mãnh khí tràng, liền từ trên thân Diệp Thần nổ tung đi ra. Oanh một tiếng, Diệp Thần cường hoành khí tràng bộc phát, đem chung quanh tất cả nghiệt vật, đều chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau mở ra. Cửu Thiên Chân Lôi chú. Diệp Thần quát to một tiếng, trực tiếp liền bộc phát trụ thần pháp, hư không lôi rơi, từng đạo màu tím lôi đình, từ bên trên trong hư không chém giết xuống, ầm ầm nổ đùng, hung hăng oanh tạc tại từng đầu nghiệt vật trên thân. Ba ba ba. Rất nhiều nghiệt vật, trong nháy mắt toàn bộ lọt vào mãnh liệt sét đánh, nhao nhao kêu lên một tiếng, thân hình tại chỗ liền sụp đổ, hóa thành từng sợi hắc khí tiêu tán. Cái này Cửu Thiên Chân Lôi chú, chính là Shiva pháp môn, Shiva ti trưởng hủy diệt đại đạo, hung mãnh nhất, Diệp Thần trước đó vận dụng hắn pháp môn, thường thường muốn cho cơ thể mang đến gánh vác to lớn, nhưng bây giờ theo thực lực tiến bộ, hắn vận chuyển Shiva trụ thần pháp, đã không thể nào phí sức. Một trưởng này bạo sát ra ngoài, Cửu Thiên Tử Lôi oanh minh bạo rơi, thật gọi một cái thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, trong nháy mắt liền nổ diệt tất cả nghiệt vật, mà Thiên Nữ cùng Vân Phi Hồng có thần giáp mệnh tinh kim quang thủ hộ, cũng không có tại trong oanh tạc thụ thương. Nhưng,
cái kia kinh khủng tiếng sấm, cũng là đem hai người chấn động đến mức trợn mắt hốc mồm. Thiên nữ trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác bị thất bại, bất đắc dĩ nghĩ thầm, Diệp Thần gia hỏa này, thực lực tiến bộ đến cường đại như thế, ta muốn đuổi kịp hắn, thực sự là càng ngày càng khó, nếu là thật đuổi không kịp, cái kia. Liền như vậy khuất phục. Luôn luôn cao ngạo thiên nữ, bây giờ cũng sinh ra điểm ý tuyệt vọng, nàng phát hiện mình cùng Diệp Thần chênh lệch, thực sự là càng lúc càng lớn, lớn đến tình cảnh làm người tuyệt vọng. Luân hồi chi chủ, thật là thần thông. Lăng mộ chỗ sâu, phòng thủ lăng trưởng lão thanh âm thán phục truyền ra, sau đó ngừng lại một chút, nói. Bất quá, tinh không này đế lăng bên trong, có ngàn ngàn vạn vạn cỗ ma thần thi cốt, có thể diễn hóa ngàn vạn nghiệt vật, người dù cho có thể toàn bộ diệt sát, sợ rằng cũng phải hao phí không thiếu thời gian. Xin lỗi, liền thỉnh ngươi lưu tại nơi này a, giữa chúng ta có chút hiểu lầm, chờ từ Hoài Dược Vương lão tổ tông sống lại, hiểu lầm mới có tiêu tan khả năng. Phòng thủ lăng trưởng lão tiếng nói sau khi rơi xuống, bốn phía vách tường, kịch liệt hơn rung rung, rắc rắc phần phật không ngừng nứt ra, vô tận khói đen mờ mịt mà ra, thậm chí có chút viễn cổ ma thần thi cốt, cũng đi theo rớt xuống, sau đó diễn biến thành zombie một dạng nghiệt vật, lung la lung lay đứng dậy. Chỉ là trong khoảnh khắc, liền có mấy ngàn đầu nghiệt vật, từ chung quanh tạo ra đi ra, từ tứ phía vách tường chém giết tới, còn có mộ thất trần nhà cũng rạn nứt, từng cỗ thi thể hóa thành giết hại nghiệt vật rơi xuống. Chung quanh mỗi một chỗ không gian cũng là gầm thét nghiệt vật. Đếm không hết nghiệt vật, như ong vỡ tổ tuôn đi qua, trong khoảnh khắc liền đem Diệp Thần đám người ánh mắt bao phủ hoàn toàn. Nguy rồi, nghiệt vật quá nhiều, không ngăn được. Vân Phi Hồng lớn tiếng lo lắng gầm lên, hắn nguyên bản định tập kết đại quân, từng bước một tiến lên, nhưng bây giờ một mình xâm nhập, lại gặp đến nghiệt vật bao phủ, coi như Diệp Thần có thần giáp mệnh tinh thủ hộ, nhìn cái này nghiệt vật điên cuồng tấn công bộ dáng. Chỉ sợ cũng ngăn không được bao lâu a. Đều nói, đừng hoảng hốt. Diệp Thần không chút hoang mang, bước ra một bước, oanh một tiếng, cửu thiên chân lôi chú cực hạn bộc phát, vô tận lôi quang từ hắn toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông nổ bắn ra tới, đem từng đầu nghiệt vật oanh diệt thành tro. Vân Phi Hồng ngẩn ngơ, chỉ thấy thời khắc này Diệp Thần, toàn thân lôi quang bành trướng, quả thực là một bộ vô địch chiến thần bộ dáng, tựa hồ nghiệt vật nhiều hơn nữa, cũng không khả năng dung chuyển Diệp Thần thân thể một chút. Thiên nữ nhìn thấy Diệp Thần bộ dáng mạnh mẽ như vậy, cũng là an tâm, nhưng chợt, nàng lại lo lắng. Bởi vì, chung quanh nghiệt vật, quả thực là giết không thắng giết, Diệp Thần đánh giết một đợt, lại có mới nghiệt vật đản sinh ra, trừ phi đem chọn tọa tinh không đế lăng phá hủy, bằng không nghiệt vật đem vô cùng vô tận. Nhưng tinh không này đế lăng, bản thân liền là viễn cổ kỳ quan, muốn phá hủy, cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được. Bọn hắn là muốn kéo dài thời gian. Phục sinh từ Hoài Dược Phương. Thiên nữ trầm giọng nói. Chung quanh nghiệt vật, không tổn thương được Diệp Thần một đầu lông tơ, Diệp Thần quá cường đại, nhưng số lượng kinh khủng nghiệt vật, đủ để đem Diệp Thần bước chân ngăn chặn. Chỉ cần thời gian kéo dài thêm, phòng thủ lăng các trưởng lão hoàn thành nghi thức phục sinh, cái kia từ Hoài Dược Phương liền có khả năng phục sinh. Không, nói đúng ra, phục sinh đi ra ngoài đồ vật, chưa chắc là từ Hoài Dược Phương, rất có thể là thiên đấu sát thần. Bằng không là cái gì khác quái vật. Cái này nghi thức phục sinh, có nguy hiểm to lớn. Diệp Thần nhíu nhíu mày, hắn cửu thiên chân lôi chú dưới sự vận chuyển, chung quanh thân thể tạo thành một cái lôi điện vòng bảo hộ, rất nhiều nghiệt vật chém giết tới, chạm đến lôi điện vòng bảo hộ, liền bị từng cái thiên lôi, oanh thành cho tàn. Nhưng ở vị kia phòng thủ lăng trưởng lão dưới sự khống chế, nghiệt vật chết một đợt, lại giết qua tới một đợt, vô cùng vô tận, Diệp Thần nửa bước khó đi. Mộ chủ, lần này cục diện, chỉ cần rút củi dưới đáy nồi, phủ kín họa nguyên, bằng không nghiệt vật đem vô cùng vô tận, có thể thử xem dùng ta thuật pháp. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ đối sách thời điểm, luân hồi mộ địa bên trong, Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần truyền ra âm thanh đạo. A, tiền bối có gì tốt sách? Diệp Thần trong lòng hơi động, hỏi, hắn là chuẩn bị hiến tế một chút pháp bảo mở ra lộ, nhưng nếu như Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần có khác biện pháp, có thể cho hắn tiết kiệm chút tài nguyên. Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần thân ảnh, liền từ mộ bia bên trong bay ra, nói, ta tu chi thuật pháp, cũng nguồn gốc từ Dược Phương Bí Điển. Dược Phương Bí Điển có chính đạo thiên, ta đạo thiên phân chia, trưởng phu ta từ Hoài Dược Phương, tu chính là chính đạo thiên, ta tu tà đạo thiên, chính tà hợp nhất, âm dương hòa giải, mới là Dược Phương Bí Điển chí lý. Diệp Thần nói, thì ra Dược Phương Bí Điển, còn có chính tà tiêu đề chương phân chia. Thọ Ôn Hắc Mẫu Thần nói, đúng vậy. Bộ này Dược Phương Bí Điển, Bác Đại Tinh Thâm, hai vợ chồng ta,
cũng không thể tự mình tu luyện, nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma, chỉ có thể tách ra đơn độc tu luyện. Chính đạo thiên có ánh sáng của bầu trời thần dược thuật, phong nhương chú, thiên nhân hóa sinh trải qua, phù quang huyễn ức các loại pháp môn, tà đạo thiên lại có thọ ôn hỏa thuật, đế tấn xương khô chú, điên giải đốt mệnh thuật, trảm mệnh kiếm các loại bí pháp. Nếu như chỉ có chính đạo thiên, sinh mệnh không ngừng kéo dài tiếp, cũng biết hóa sinh thành vô tận sinh trưởng tốt nghiệt vật, cho nên cần tà đạo thiên ngăn được. Ân, ta trước tiên truyền cho ngươi thọ ôn hỏa thuật. Diệp thần đánh gãy nàng nói chuyện nói, không cần, tiền bối, ngươi đem ngươi sở học pháp môn, toàn bộ truyền thụ cho ta chính là, ta có thể lĩnh ngộ. Thọ ôn hắc mẫu thần ngẩn ngơ, nói, này, cái này chỉ sợ. Thọ ôn hắc mẫu thần sợ dược vương bí điển tà đạo thiên quá mức thâm ảo, Diệp thần nhất thời khó mà tiêu hóa, cho nên dự định từng môn chậm rãi truyền thụ, nhưng nhìn Diệp thần bộ dáng, lại cũng không sợ cái gì tham thì thâm, càng không sợ tẩu hỏa nhập ma. Không cần lo lắng, tiền bối, ta có thể lĩnh ngộ. Diệp thần nói, tốt a. Thọ ôn hắc mẫu thần hít sâu một hơi, lập tức liền đem chính mình suốt đời sở học pháp môn, ngưng kết thành một khỏa quang cầu, đánh vào Diệp thần trong đầu đi. Diệp thần không có kháng cự, thản nhiên tiếp nhận. Lúc này Diệp thần thức hải đã phi thường cường đại, nhưng ở thọ ôn hắc mẫu thần công pháp quang cầu đánh vào sau, hắn thức hải cũng là oanh một tiếng, sinh ra một hồi kịch liệt chấn động, vô tận bí pháp trong nháy mắt bổ khuyết trong đầu của hắn. Đó là thọ ôn hắc mẫu thần suốt đời sở học, là đủ loại tà đạo quỷ bí thuật pháp, thọ ôn hỏa thuật, đế tấn xương khô chú, điên giải đốt mệnh thuật các loại, chủ yếu là phong tỏa mệnh mạch, thiêu đốt sinh mệnh tà đạo pháp môn. Trước kia từ hoài dược vương, kế tục dược vương bí điển chính đạo, một lòng tế thế cứu nhân, nhưng dược vương bí điển y thuật mạnh mẽ quá đáng, linh khí phỉ nhiêu, thế nhân chịu hắn ân điển, sinh mệnh thường thường sẽ bành trướng thịnh vượng đến tình cảnh sinh sôi ra dị vật. Đây là bởi vì sinh mệnh trưởng thành, vốn là có hạn, tỉ như một con kiến, vô luận như thế nào trưởng thành, nó đều không hội trưởng thành voi lớn như vậy. Nhưng, từ hoài dược phương y thuật, phí nhiêu ân điển, lại có thể để cho sinh mệnh đột phá huyết mạch hệ thống, để cho con kiến trưởng thành voi. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm, thiên địa vạn vật tự có hắn định luân, nếu như không tiết chế sinh trưởng tốt, sẽ cho cái khác sinh mệnh mang đến tai họa, giống như châu chấu cướp đoạt hoa màu. Cuối cùng chỉ có thể ủ thành tai kiếp. Sinh mệnh kéo dài ở chỗ cân đối, viễn cổ thời đại, khi một ít sinh mệnh nhận được từ hoài dược phương ân điển, gây giống quá mức điên cuồng thời điểm, thọ ôn hắc mẫu thần liền sẽ ra tay, để cho một chút quá thịnh vượng sinh mệnh, một lần nữa quy về khô héo, cùng với những cái khác sinh mệnh đạt tới cân đối. Bây giờ, thọ ôn hắc mẫu thần truyền cho Diệp thần, chính là khô héo, tai họa, ôn dịch, diệt trừ, thiêu đốt thuật pháp, là hỏa thuật. Cùng từ hoài dược phương y thuật tương đối. Những thứ này hỏa thuật, đối với tinh thần của người ta, xung kích cực lớn, cũng may mà Diệp thần ngộ tính nghịch thiên, lại có Diêm Ma tử thần trụ thần quyền chui, Dạ Hoàng kinh mấy người hắc ám pháp môn nội tình, cho nên mới có thể tiếp nhận thọ ôn hắc mẫu thần hỏa thuật truyền thừa. Diệp thần hít sâu một hơi, đem trong đầu rất nhiều hỏa thuật, hiểu ra tại tâm. Khô héo a. Tiếp theo sát, Diệp thần hai tay một tấm, trong đan điền linh khí hóa thành một cổ quỷ dị hắc khí, đồng thời cuối cùng diễn biến thành một cỗ kinh khủng khí tràng, khuếch tán ra. Cổ khí tràng này, từ một loại nào đó góc độ tới nói, thậm chí so với hắn cửu thiên chân lôi nguyền rủa lôi đình khí tràng còn muốn lợi hại hơn, cũng không hung mãnh bá đạo cái gì, chỉ là quỷ dị, lộ ra một cỗ khô héo mất đi khí tức. Đó là thọ ôn hắc mẫu thần thuật pháp ảo diệu chỗ, lệnh hết thảy sinh mệnh khô héo chết, theo trên căn nguyên diệt trừ sinh mệnh căn cơ, hạ xuống khô diệt kiếp phạt. Đây là hỏa thuật, thọ ôn hỏa thuật, cho vĩnh thọ sinh mệnh, mang đến khô diệt tai họa. Một màn kinh người liền xuất hiện, chỉ thấy Diệp thần thọ ôn hỏa thuật khí tràng, vô tận như tai hắc khí, khuếch tán ra sau, chung quanh tất cả không gian, từng đầu nghiệt vật, thân thể trong nháy mắt liền khô héo, tiếp đó vặn vẹo tàn lụi thành cho tàn, đến cuối cùng ngay cả cho tàn đều không tồn tại, hóa thành hư vô. Loại này kinh khủng hủy diệt, thiên nữ cùng Vân Phi Hồng thấy được, đều là một hồi dùng mình. Kinh ngạc không nói. Từ phía trên vách tường, bị hôn lên một cái cực lớn họa chữ, nghiệt vật đản sinh đường tắt triệt để bị phong kín, chung quanh lập tức thanh tịnh, cũng không còn nghiệt vật xuất hiện. Cái này, họa chữ. Diệp thần nhìn thấy chính mình in lên họa chữ, trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Phía trước một vị nào đó tam thanh đại năng, ban cho hắn một cái lẫn nhau chữ, hắn từ trong đó lĩnh ngộ âm dương điều hòa diệu pháp, bây giờ cái này họa chữ. Hắn cũng nhìn thấy một tia âm dương diệu pháp triết lý, đó là cả ngày chi đạo.
Bất quá đơn thuần một cái họa chữ, còn chưa đủ, chỉ có âm một bộ phận, hẳn còn có một cái khác chữ, cùng với phối hợp, tạo thành cân đối. Không hề nghi ngờ, một cái khác huyền bí, liền giấu ở Dược Vương bí điển chính đạo thiên bên trong. Này, đây là, Thọ Ôn họa thuật. Luân hồi chi chủ, ngươi làm sao lại? Vân Phi Hồng nhìn xem trên vách tường họa chữ, trong nháy mắt liền choáng váng, lên một thân nổi da gà, chỉ cảm thấy choáng váng. Cái này họa chữ, hắn quá quen thuộc, đó là hắn tổ sư nãi nãi bí pháp, Thọ Ôn họa thuật khí tượng. Ngươi đã học được Dược Vương bí điển. Vân Phi Hồng hít sâu một hơi, Thọ Ôn họa thuật cũng là trong Dược Vương bí điển pháp môn, thuộc tà đạo thiên, trước kia hồn thiên đế cũng tại đau khổ truy cầu, nhưng không đúng cách. Cuối cùng, hồn thiên đế trong cơn tức giận, liền đem Thọ Ôn hắc mẫu thần giết chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng, Vân Phi Hồng đoán chừng, coi như hắn tổ sư nãi nãi, Thọ Ôn hắc mẫu thần, thật sự đem Thọ Ôn họa thuật truyền cho hồn thiên đế cũng chưa chắc có thể học được. Môn này họa thuật, quá mức tà môn, xâm phạt sinh mệnh, cô quạnh linh hồn, trước kia Thọ Ôn hắc mẫu thần có thể học được. Hoàn toàn là bởi vì sau lưng có một vị nào đó tam thanh đại năng chúc phúc. Không có tam thanh đại năng chúc phúc, họa thuật mang tới phản phệ, đủ để khiến người tẩu hỏa nhập ma chết bất đắc kỳ tử. Nhưng bây giờ, Diệp Thần họa thuật thần thông, lại là nước chảy mây trôi, một chút ép diệt toàn trường tất cả nghiệt vật. Thậm chí, Vân Phi Hồng có loại ảo giác, Diệp Thần họa thuật tu vi, có thể còn tại ngày xưa Thọ Ôn hắc mẫu thần phía trên. Đây là làm sao làm được? Hắn không cách nào tưởng tượng. A, à, Thọ Ôn họa thuật, luân hồi chi chủ, là ai truyền cho ngươi môn thuật pháp này? Lăng mộ chỗ sâu, đạo kia thanh âm già nua, cũng là trở nên cực kỳ hoảng sợ lo sợ nghi hoặc. Diệp Thần họa thuật vừa thi triển, liền đem tất cả nghiệt vật lớn lên đường tắt, đóng chặt hoàn toàn. Cái gọi là khô lâu, oán linh, quỷ vật, nghiệt vật, thi thể các loại, kỳ thực cũng là một loại hình thức khác sinh mệnh, là vong linh sinh vật. Thọ Ôn họa thuật chỗ khủng bố, một là để cho sinh mạng còn sống chết đi, hai là để cho chết đi vong linh khô héo thành tro, hóa thành hư vô, ba là chế tạo tai họa cấm chế, phủ kín sinh mệnh đản sinh đường tắt, từ nguồn cội giải quyết sinh mệnh. Bây giờ Diệp Thần thi triển họa thuật, chính là bố trí xuống cấm chế, để cho tinh không đế lăng tất cả chôn thi cốt, đều không thể lại hóa sinh thành nhiệt vật. Diệp Thần nghe được phòng thủ lăng trưởng lão thanh âm kinh ngạc, mỉm cười, nói. Ta nói là ngươi tổ sư nãi nãi giáo, ngươi tin hay không? Thanh âm kia trầm mặc, không có trả lời. Diệp Thần lại nói, ta không muốn giết người, các ngươi kết thúc nghi thức phục sinh, mang theo côn lôn đao đi ra đầu hàng, còn có đường sống. Thanh âm hắn truyền ra sau, lăng mộ chỗ sâu, vẫn không có đáp lại, tương phản, còn có một tia không tầm thường bạch quang, tràn ngập ra. Đó là ánh sáng của bầu trời trận đồ quang. Thấy thế, Diệp Thần sắc mặt lập tức liền chìm xuống dưới, nói, đã như vậy, cái kia không có gì để nói nhiều, ta họa thuật áp chế, các ngươi nghi thức phục sinh không khả năng thành công. Diệp Thần thủ đoạn cực kỳ cường đại, hắn thi triển Thọ Ôn họa thuật, không chỉ là phong kín tự thân phụ cận sinh mệnh, họa khí còn phóng xạ đến toàn bộ tinh không đế lăng bên trong đi. Tại hắn họa tức giận bao phủ, hết thảy sinh mệnh đều không thể có thể sinh ra, phòng thủ lăng các trưởng lão muốn phục sinh người nào, đó là si tâm vọng tưởng. Lập tức, Diệp Thần cũng sẽ không nhiều lời, nhanh chân hướng về lăng mộ chỗ sâu đi đến. Xoát la la. Hắn vừa đi ra không có mấy bước, cũng có chút cơ quan tên nỏ, từ hai bên vách tường ám lỗ bên trong bắn mạnh mà ra, nhưng đều bị Diệp Thần thần giáp mệnh tinh hộ thể kim quang ngăn trở, không đả thương được hắn mảy may. Thiên nữ đi theo Diệp Thần đi vào, Vân Phi Hồng cùng mấy cái tộc lão, nhưng là ở vào cực lớn rung động cùng trong kinh ngạc, người tại chỗ cũng không có lại theo đi tới. Bọn hắn nghĩ tới Diệp Thần cường đại, nhưng không nghĩ tới lớn mạnh đến mức này, thậm chí ngay cả Thọ Ôn họa thuật đều nắm giữ. Dược Vương bí điển tất cả pháp môn, toàn bộ điêu khắc ở một khỏa trên kim đan, viên kia Dược Vương kim đan, một mực không người có thể tìm hiểu huyền bí trong đó. Một cái, là Dược Vương bí điển áo nghĩa cao thâm, người bình thường không cách nào lĩnh ngộ. Thứ hai, là Dược Vương bí điển tà đạo thiên Thọ Ôn họa thuật, khí tức quá mức kinh khủng, đừng nói lĩnh ngộ. Người bình thường coi như tới gần tiếp xúc, đều biết gặp nạn. Cho nên, Diệp Thần có thể chấp trưởng Thọ Ôn họa thuật, cái này cho Vân Phi Hồng, phòng thủ lăng các trưởng lão xung kích, cũng là 10 phần cực lớn. Diệp Thần cùng thiên nữ, một trước một sau, bước nhanh tiến lên, hướng sâu trong lăng mộ đi đến.
Cái này lăng mộ liên thông hướng lòng đất, hai người dọc theo thông đạo tiến lên, hai bên lối đi vách tường răng rắc nứt ra, bổ khuyết tại trong vách tường viễn cổ ma thần thi hài, dục dịch, cổ lão đã chết đi mất đi lộng lẫy trong mắt, đang ngó chừng hai người. Nhưng, tại Diệp Thần hỏa tức giận áp chế xuống, những thứ này thi hài, không cách nào thì biến thành nhiệt vật, càng không cách nào ngăn cản Diệp Thần bước chân. Đi không đến một đoạn đường, thông đạo phía trước xuất hiện ba cái lão giả, rõ ràng cũng là phòng thủ lăng trưởng lão. Ba vị phòng thủ lăng trưởng lão, nhìn xem Diệp Thần đến, trong mắt liền lộ ra trầm mặc, thê lương, kính sợ, bất đắc dĩ các loại rất nhiều tâm tình phức tạp. Tránh ra! Diệp Thần cước bộ không ngừng, vẫn như cũng nhanh chân đi thẳng về phía trước. Ba vị trưởng lão trao đổi một chút ánh mắt, lập tức như thiểm điện ra tay, phân biệt thi triển thủ đoạn của chính mình, hướng Diệp Thần cổ họng, hai tay chộp tới. Bọn hắn khô gầy như ưng chảo một dạng trong lòng bàn tay, lập lòe từng trận tia sáng, nhìn như đơn giản thủ pháp, trên thực tế đã sử dụng toái tinh diệt ngày uy năng. Diệp Thần lại ngay cả nhìn cũng không nhìn, cũng không phòng thủ né tránh, trực tiếp tiến lên. A! À, tiếp theo sát, ba đạo kêu thảm phối hợp thành một tiếng vang lên. Ba vị phòng thủ lăng trưởng lão, bàn tay của bọn hắn, đụng một cái đến cơ thể của Diệp Thần, liền bị một cỗ năng lượng kinh khủng phá giải. Bàn tay cấp tốc hóa thành cháy đen, làn da, khí huyết, cơ bắp, gân cốt, cũng như bị liệt hỏa thiêu đốt giống như, thật nhanh khô héo biến thành màu đen, biến thành than cốc. Đó là thọ ôn hỏa thuật phản phệ. Giờ này khắc này, Diệp Thần toàn thân bao phủ thọ ôn hỏa thuật khí tức, người khác công kích hắn, đó là tự tìm cái chết. Ba vị phòng thủ lăng trưởng lão bàn tay, vừa chạm vào đụng tới cơ thể của Diệp Thần, liền bị thọ ôn hỏa thuật khí tức cắn trả, bàn tay khô héo thành than đen. Cái kia cỗ khô héo hỏa thuật khí tức, cũng giống như ôn dịch cấp tốc hướng toàn thân bọn họ lan tràn. Tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn, chỉ là phát ra một tiếng, âm thanh liền triệt để câm. Thọ ôn hỏa thuật tai khí tại lan tràn, trải rộng toàn thân bọn hắn thân thể trong khoảnh khắc liền khô héo hắc hóa, khô tàn ngã xuống đất, sau đó giống như hỏa lò bên trong cánh hoa, lập tức liền hóa thành cho tàn. Ở hậu phương thiên nữ, ngơ ngác nhìn xem một màn này, lại là một hồi dùng mình. Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn? Diệp Thần cái này thọ ôn hỏa thuật, là thiên nữ trước đó chưa từng thấy qua, nội tâm nàng tuyệt vọng, dần dần liền bình thản trở lại, bởi vì nàng và Diệp Thần thực lực sai biệt, đã quá lớn, tuyệt vọng đã không có ý nghĩa, không nhìn thấy truy đuổi khả năng. Nàng đang tiến bộ, Diệp Thần cũng tại tiến bộ, hơn nữa tốc độ là nàng không chỉ gấp 10 lần. Không nói những cái khác, chỉ là chiêu này thọ ôn hỏa thuật, liền có thể che lại thiên nữ tất cả. Diệp Thần cũng không nói lời nào, chỉ là tiếp tục tiến lên, đi không bao lâu, trong thông đạo, lại xuất hiện ba cái lão giả. Phòng thủ lăng trưởng lão có 10 người, vừa mới chết héo ba cái, bây giờ lại có ba người xuất hiện. Cái này ba cái phòng thủ lăng trưởng lão, nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt, tràn đầy sợ hãi run rẩy chi ý.